Chẳng lẽ, tại hắc động tao ngộ tồn tại đáng sợ, khốn trụ. Chết mới tốt, chúng tiên vương tụ tập thầm mắng. Ý tưởng này là rất tốt, nhưng bọn hắn không để ý đến một sự kiện. Sinh tử ấn năng trưởng sinh tử, có chết cũng biết mang lên bọn hắn. Như thế, lại nửa tháng lặng yên mà qua, vẫn là không thấy Triệu Bân trở về, hắn sợ là ma chướng, bị chấp niệm vây khốn, một câu kia mẫu thân, trước trước sau sau đã không biết hô bao nhiêu âm thanh. Đem phụ thân ngươi tìm đến, chắc có trò chuyện. Ma vương một lời thâm trầm, tốt xấu cũng coi như vợ chồng a. Đáp lại hắn, nhưng là Tiểu Kỳ Lân một tiếng ngao ô. Đào ngươi đi ra ngoài là ngươi hỗ trợ, không phải nhường ngươi thêm phiền. Ma vương xem thường, Kỳ Lân cùng hắn nói qua, Triệu Bân phụ thân đã chết, có thi thể bảo tồn, nguyên nhân chính là hắn sớm biết, mới cố ý nói như vậy, mẫu thân tìm không ra liền đi tìm phụ thân. Đừng nói, sách phụ thân dễ dùng, Triệu Bân thật sự ngừng cước bộ. Hắn còn có sứ mệnh, tìm vợ con thân hữu, phục sinh phụ thân của hắn. Mẫu thân, hài nhi sẽ lại đến. Triệu Bân cuối cùng liếc mắt nhìn hắc động, quay người rời đi, tâm tình vô cùng trầm trọng, mẫu thân là thần minh hóa thân, sợ là cũng lại không trở về được lúc trước. Chiếu đến tinh huy, hắn lại buông xuống cái kia phiến tinh hải. Thấy hắn, áo tím lão đạo âm thầm thở dài một hơi. Triệu Bân có thể không thể xảy ra chuyện, hắn vẫn chờ vĩnh sinh chi đạo áo nghĩa đâu. Đương nhiên, như thế cái người nghịch thiên mới, hắn cũng không hy vọng nửa đường chết hiểu. So sánh hắn, chúng tiên vương tâm tình cũng rất phiền muộn, thời gian này lúc nào mới kết thúc a? Cho dù làm lao lực, cũng phải để bọn hắn nghỉ một lát a. Cả ngày lẫn đêm làm lao công. Nhớ ngươi, Phượng Múa hai mắt đẫm lệ, nhào vào Triệu Bân trong ngực. Triệu Bân tang thương nở nụ cười, chuyện xưa như sương khói, đích xác có quá nhiều năm không thấy. Thật tốt một khỏa rau xanh, ma vương trước khi bị chôn sống, nói câu nói này. Nguyệt thần đồ nhi, tựa như rất có nữ nhân duyên, cái này bao nhiêu xinh đẹp muội tử, phải tạo bao nhiêu em bé, hắn ưa thích tiểu bất điểm, đặc biệt là họ Triệu tiểu bất điểm, hắn có lòng tin bồi dưỡng hảo. Ông, Triệu Bân lại tế vực môn. Thẳng đến cái tiếp theo tinh vực. Trong lúc đó, hắn cùng với Phượng Múa nói không ít chuyện, tựa như Phượng Múa cái kia đã táng diệt bản tôn, nghe Phượng Múa rất lâu không có thoảng qua thần, thì ra nàng cũng là hóa thân, lại bản tôn hiến tế còn tự do, này liền nói thông, khó trách nàng tại thế gian, tu vi cảnh giới đột nhiên bạo tăng. Mong hương chân nhân, nàng nhớ kỹ cái danh hiệu này. Chờ đi hồng hoang, lại nhìn bản tôn sư phó. Như sở vô xương, Phượng Múa cũng rơi vào ngủ say. Nàng so rất nhiều người hảo vận, vào tiên giới, được một hồi nghịch thiên tạo hóa, huyết mạch thuế biến lại phục cổ, căn cơ không giống như thương khung yếu. Phía sau rất nhiều tinh vực, Triệu Bân đều không có chút nào thu hoạch, không thấy nửa cái thân hữu. Ngược lại là cơ duyên, đụng phải một kiện, tại một chỗ di tích được một nửa linh cốt. Tu vi có tinh tiến, nhưng tiên vương tòa kia môn, hắn thấy nhưng như cũ rất xa xôi. Ầm ầm, mới một tinh vực, có một hồi thật lớn thiên kiếp. Triệu Bân mở thần minh chi nhãn, bị hoảng hai mắt nổi đom đóm, cái kia không là bình thường thiên kiếp, đó là một hồi pháp tắc thân kiếp, dùng thần mắt sáng nhìn lén, không trùng hợp gặp phản phệ. Khó chịu về khó chịu, bất quá có đại thu hoạch. Người độ kiếp, chính là hắn thế gian bản cũ U Lan. Hắn cùng với U Lan duyên phận, có thể nói đã không còn mà vẫn thấy vương vấn, là sinh môn sát thủ đi. Tại phàm giới cũng không ít để cho hắn chịu đau khổ, U Lan nên cái ngoài ý muốn. Vào Thiên Tông làm đệ tử, mà để cho hắn ký ức sâu nhất, là nàng cái kia hai con ngươi, chân thực đẹp đến cực hạn. Tinh không mênh mông, lôi minh sấm sét đan sen. Triệu Bân đến lúc đó, tứ phương đã là bóng người như nước thủy triều. Thông thường thiên kiếp, từ dẫn không tới đây sao nhiều người vây xem, ai bảo thiên kiếp bên trong có thần minh đâu. Nói cho đúng là thần minh pháp tắc thân, bình thường dạng này kiếp, đều dị thường đặc sắc. Chế tài giả, thiên kiếp tiêu chuẩn thấp nhất sao? Triệu Bân thì thào một lời. Không tệ, U Lan thiên kiếp mà đưa tới pháp tắc thân, là tiên giới chế tài giả. Dù là chỉ một tôn pháp tắc thân, cũng đầy đủ U Lan khó chịu, đã chiến tiên khu nhuốm máu, hắn không biết U Lan vì cái gì không tìm một cái ít ai lui tới chỗ độ thiên kiếp, chỉ biết nàng trận này kiếp, làm ra động tĩnh vô cùng hùng vĩ, nhìn tứ phương quần chúng, đạo hạnh cao thâm giả có khối người. Cái này nhà ai hậu bối, có thể dẫn tới pháp tắc thân kiếp. Nhìn huyết mạch. Là dược tộc người, truyền thừa này rất hy hữu. Này bé con tiềm lực khá lớn, sau lưng nhất định có một phương thế lực lớn. Có náo nhiệt nhìn người, cuối cùng không thể thiếu nghị luận, tựa như U Lan trận này động hư thiên kiếp, liền rước lấy một bọn người chiều biển người, lôi điện tiếng oanh minh cường hoành, bên ngoài sân tiếng ồn ào cũng không nhỏ,
thổn thức chặt lưỡi, kinh ngạc sợ hãi thán phục, đủ loại ngữ khí đủ loại có, phi thường náo nhiệt. Triệu Bân được áo bào đen, ẩn núp ở trong đám người. Nếu tại ngày xưa, hắn sẽ đi vào góc một hồi thiên kiếp. Nhưng tối nay, rõ ràng không ra thế nào thích hợp hắn đi tham gia náo nhiệt. Thiên kiếp dẫn tới quá nhiều người, xem kịch giả có, lòng dạ khó lường giả từ cũng không thiếu được, có ít người chỉ thấy không thể hậu bối quật khởi, gặp mỗi ngày phú kinh diễm giả, muốn bóp chết trong chiếc nôi, một hồi này công phu, hắn đã ngửi được không chỉ một cỗ sát cơ, lại đều tu vi không tầm thường. Cho nên nói, hắn phải vì U Lan hộ đạo. Thực sự có người không có mắt, phải ra tay ngăn. Phốc! Trong tiếng nghị luận, U Lan lại một lần đẫm máu tinh không. Nàng là một sát thủ, bản thân liền không quen chính diện ngạnh chiến, đối đầu cùng cấp bậc thần minh, tự nhiên là khắp nơi tan mất hạ phong, chủ yếu nhất là, thời hạn chưa tới, pháp tắc thân giết không chết, này đối thích khách mà nói, không một là lúng túng hoàn cảnh, dù sao đánh lâu dài đối nó bất lợi. Đạo tâm không chết, thân người bất diệt, Triệu Bân truyền một lời. U Lan vô ý thức trách mắt, có thể nghe ra âm sắc, tuyệt đối là Triệu Bân. Yên tâm độ kiếp, Triệu Bân cười cười, những biến cố khác có ta. Hắn lời nói phá lệ dễ dùng, U Lan cặp kia ảm đạm con mắt, lại lóe lên tiên quang, Triệu Bân tên, nàng đã tâm tâm niệm niệm hơn 100 năm, dù là chỉ một lời, đều rất cảm thấy an tâm. Oanh! Nàng lại tập hợp lại, ác chiến cùng giai thần minh. Thế nhân ánh mắt kỳ quái, bởi vì độ kiếp cái vị kia, chiến lực trong nháy mắt chợt tăng, bọn hắn cho là trận này động hư kiếp, độ kiếp giả chiến bại không thể nghi ngờ, bây giờ xem ra vừa mới bắt đầu, dực tộc truyền thừa, rõ ràng đã ở kiếp trung thuế biến, đang từ từ hoàn thành một cái đại niết bàn. Đây cũng là sức mạnh của ái tình, Gia Cát Huyền Đạo ý vị thâm trường nói. Ta La Sinh Môn, nhân tài liên tục xuất hiện, mặt quỷ Diêm La vuốt râu một cái. Lão Phu còn nhớ kỹ, ngươi tại trên Thiên Thu Thành gốc cây kia, treo hơn mấy tháng. Vương Tạc chạy đến phá, kèm thêm La Sinh Môn Chủ cũng một khối phá hủy, vẫn là Triệu Bân như bức, là ôm La Sinh Môn Chủ vào thành, thật tốt một tổ chức sát thủ, trực tiếp bao trọn. Ngươi thằng nhãi con, ra lại nhột ngứa. Đừng làm ta sợ, ta tay này khai quang. Vương Tạc lời này vừa ra, không ít người đều che quần. Háng! Không tệ, hàng này tay là khai quang, thần mẹ nó trộm tiên thuật. Tặc mẹ nó dễ dùng, đại thủ như vậy vung lên, cách một cái đổ lót, đều có thể đem ngươi quần cộc tử lấy ra. Chuyện này, người nào đó có thể thổi cả một đời. Bởi vì, Triệu công tử chính là cùng hắn học. Cho dù đến thời khắc này, trộm tiên thuật cũng thường xuyên dùng. Phanh! Mấy người nói nhảm lúc, chế tài giả pháp tắc thân bại lui. Có Triệu Bân bên ngoài chống đỡ chàng tử, U Lan sức mạnh không là bình thường đủ, chiến lực đại bạo phát, rõ ràng không am hiểu chính diện ngạnh chiến. Nhưng lúc này, cứ thế một đường bạo trùy chế tài giả. Hảo, bên ngoài sân tiếng hò hét rất nhiều, liền thích xem tràng diện này. Có người gào to, từ cũng có người cau mày, muốn cho người ta đảo cái loạn. Chính là lòng dạ khó lường giả, gặp U Lan chiếm thượng phong, có chút không nhẫn nại được. Chanh! Cùng với một tiếng chói tai kiếm minh, một đạo kiếm quang xẹt qua tinh khung. Có người ra tay rồi, muốn bóp chết độ kiếp giả, để tránh sau này mầm tai vạ. Ai nha? Thế nhân nhìn nhíu lông mày, thật có không giảng võ đức. Quý tài người, đều phá lệ hỏa lớn, quá không biết xấu hổ. Ông! Triệu Bân ánh mắt lóe sáng, phất tay áo một vòng kim sắc đao mang, chém nát đạo kiếm quang kia. Không đợi bên ngoài sân quần chúng kinh ngạc, hắn thứ hai xóa đao mang đã xuất, thẳng đến một phương chém qua. Phốc! Huyết quang nhất thời chợt hiện, ra tay người kia bị một đao sinh bổ. Đây hết thảy, đều tại một hai trong nháy mắt. Một tôn tiên vương bị miểu sát, chết cực kỳ phiền muộn, hắn là làm đánh lén, kết quả là, không thể giết độ kiếp giả, hắn bị tuyệt sát. Có người hộ đạo, thế nhân cùng nhau trách mắt, ánh mắt tụ ở Triệu Bân cái này. Làm gì, người này che kín đáo, lại lực lượng thần bí che lấp, khó gặp hắn tôn dung. Triệu Bân nghiễm nhiên mà đứng, lại không nói lời nào, hắn trầm mặc rất tốt chiêu kỳ một phen, không sợ chết cứ tới, lại có người nhàn rỗi tìm kích động, ắt gặp hắn lôi đình một kích. Cái này ai làm a? Lại một đao chặt một tôn tiên vương. Nếu không phải bán thần cấp, ai có thể có như vậy uy thế? Không hẳn vậy, Đại La Tiên Tông vị kia cũng hung hãn dị thường. Tự mình nhiều kinh ngạc âm thanh, nhìn Triệu Bân ngược lại so nhìn bầu trời cướp nhiều. Đặc biệt là khoảng cách Triệu Bân hơi gần, đều xuống ý thức lui lại mấy bước, người này sát khí rất mạnh, không chỉ mạnh còn rất băng lãnh, đứng tại bên người của hắn, tựa như đọa thân một tòa hầm băng bên trong. Oanh! Đột nhiên một đạo tiếng ầm ầm, tại đông phương tinh không vang vọng.
Thế nhân từ Triệu Bân cái này thu con mắt, tập thể hướng phương kia nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy một mảnh sấm sét vang dội, lại còn cùng với một mảnh lại một mảnh ánh lửa, thế nhưng không phải thiên kiếp, mà là có người ở đại chiến, hai đạo bóng người mơ hồ, đi xuyên trong đó. Đó là, bá thiên thần thể, không ít người đều lộ ra kinh ngạc sắc. Vừa vặn rất tốt mấy ngày này không nghe hắn nghe đồn. Lão bố nhóm nhiều thổn thức. Cùng hắn đại chiến, chữ thiên tiên bảng đệ tam, có người hai mắt híp lại. Vọng thiên thần tử không thể nghi ngờ, ánh mắt hảo xử người, cho xác thực đáp án. Triệu Bân một cái chớp mắt trách mắt, nhìn sang phương kia, có thể rõ ràng trông thấy cuồng anh kiệt tên kia, tính toán thời gian, bọn hắn phải có hơn 10 năm không thấy, không nghĩ, lại nơi này, thật đúng là không nhàn rỗi, không phải đang đánh nhau, chính là tại đi làm trận chiến trên đường. Nhìn qua cuồng anh kiệt, hắn lại nhìn vọng thiên thần tử. Chữ thiên tiên bảng đệ tam, hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Tương truyền, người kia là chân chân chính chính thần minh con trai trưởng, cha hắn chính là vọng thiên thần quân, không chỉ uy chấn tiên giới, cũng hung danh hiển hách, thần sách bên trong đối nó giới thiệu, thuộc cái thế ngoan nhân một hàng, năm đó một hồi thần chiến, liên tục diệt ba tôn thần, tuyệt đối thần lực ngập trời hạng người. Câu cửa miệng hổ phụ vô khuyển tử, vọng thiên thần tử chính là tốt ví dụ. Cuồng anh kiệt chiến lực hắn là biết đến, lại chiến chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Lại trễ ngươi một bước, trong lòng Triệu Bân một lời, nói là cuồng anh kiệt, đã là tiên vương, mà hắn còn kẻ tại chuẩn tiên vương, mấy lần đột phá không có kết quả, đến nay không thấy đột phá thời cơ. Trò hay chưa xong, lại tới một hồi a. Không ít người hóa ra phân thân, chạy tới cái kia vừa nhìn đại chiến. Gặp tiên bảng đệ tử giết ra tới hẹn đánh nhau, đều đặc sắc tuyệt luân. Triệu Bân cuối cùng liếc mắt nhìn, tùy theo thu con mắt, cũng là tiện tay một đạo kiếm khí bổ ra, lại có không có mắt đánh lén U Lan, còn là một cái tiên vương, đánh ra nhất kích liền trốn vào hư vô, hắn cho là hắn chạy đầy đủ nhanh, nhưng Triệu Bân kiếm khí trực tiếp đuổi theo hắn chém qua. A, à, hư vô không gian có kêu thảm, lại một tôn tiên vương mất mạng. Thế nhân tập thể đổ rút hơi lạnh, người này tuyệt đối là bán thần, ra tay chính là tuyệt sát, vừa mới bỏ chạy tôn kia tiên vương chiến lực không tầm thường. Chạy cũng rất trơn tru, vẫn là bị giết diệt. Trong tinh không thiên kiếp, càng ngày càng nghiêm trọng. Không có người sẽ nghĩ tới, một hồi động hư cảnh kiếp phạt, lại bền bỉ như vậy. Từ độ kiếp giả cùng pháp tắc thân khai chiến, trước trước sau sau đã siêu 800 hiệp, đổi lại người bình thường, tung không bị đánh chết, cũng sẽ bị mệt chết, cũng không phải là tất cả mọi người, cũng như Triệu Bân như vậy, khí huyết thịnh vượng, còn có tạo hóa thần thụ liên tục không ngừng cung cấp sinh linh chân nguyên. Nói đến Triệu Bân, cũng giống như tấm bia to đứng lặng. Nhìn hắn quanh thân bên ngoài trăm trượng, không có người nào, cũng không người dám cách hắn quá gần. Vị này là người độ kiếp người hộ đạo, lúc trước nhất đao nhất kiếm, liên trảm hai tiên vương, là cái nội tình đáng sợ chủ, từ hắn trên người, thế nhân có thể nhìn thấy cuồn cuộn sát khí, nếu không phải giết ra qua núi thây biển máu, vì sao lại có mạnh như vậy khí chàng. Triệu Bân tâm không ngoại vật, con mắt không hề bận tâm, liền như không có chuyện gì người, nhưng tất cả mọi người đều biết, người này không động thì thôi, động thì chính là lôi đình tuyệt sát, bị diệt hai tôn tiên vương, tức phết xe đổ. Hẳn là dực tộc đại lão, không ít người đều do dự như vậy, bởi vì người độ kiếp, là dực tộc truyền thừa, đồng xuất một mạch, bảo hộ nhà mình hậu bối độ kiếp, không có tâm bệnh. Trên thực tế, tại chỗ có dực tộc người, là cái bạch bào lão ông, cũng giấu ở trong đống người, con mắt thần nhi kỳ quái nhìn Triệu Bân, hắn mới là U Lan người hộ đạo, vị này là từ đâu xuất hiện, hai lần có người đánh lén U Lan. Đều bị người kia cướp mất, nhất đao nhất kiếm gọn gàng mà linh hoạt. Nàng chính là ta bạn cũ, Triệu Bân nở nụ cười, là đối thoại bào lão ông truyền âm. Lão ông trao lên lông mày, hắn giấu rất kín, người kia có thể xem thấu hắn lai lịch. Không tệ, Triệu Bân có thể xem thấu, trộm đạo mở một chút thần minh chi nhãn, chỉ cần hắn muốn nhìn, người nào người đó quần cộc gì màu sắc, hắn đều có thể thấy rõ, dực tộc huyết mạch đi. Từ cũng thu hết đáy mắt. Chờ thiên kiếp kết thúc, uống một chén. Lão ông tóc trắng ôn hòa nở nụ cười, cũng như độ kiếp U Lan, cảm thấy an tâm. Nói thực ra, chỉ dựa vào một mình hắn, rất khó bảo vệ U Lan không chết, bởi vì rước lấy quần chúng quá nhiều, lòng dạ khó lường cường giả, như tiên vương cùng bán thần cấp, không phải số ít, hắn dực tộc cừu gia, cũng là vừa nắm một bó to, thật muốn xông lên, chớ nói hộ đạo, hắn cũng có thể là gãy ở đây. Chỉ trách, trận này kiếp tới quá đột ngột, căn bản không có thời gian chuẩn bị, nếu sớm biết có một màn như thế. Đồ đần mới có thể tuyển tại độ kiếp này. Tất nhiên độ, nhắm mắt cũng phải lên A. Có người hỗ trợ che chở, dù sao cũng so một mình hắn phần thắng muốn lớn.
không ổn a, tiếng này truyền âm, xuất từ áo tím lão đạo. Sớm tại Triệu Bân buông xuống vùng tinh không này lúc, hắn liền đã bị thả ra, tốt xấu là một tôn bán thần, thời khắc mấu chốt, phải kéo ra ngoài hỗ trợ, dù sao, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Triệu Bân sớm đã có giác ngộ, tràng diện một khi hỗn loạn, kẻ đánh lén một khi nhiều, hắn cũng khó bảo vệ U Lan, lúc trước chém giết hai tôn tiên vương, có vẻ như không dọa được những dục dịch đám lão già này kia. Phốc! Thế nhân nhìn lên, đỏ bừng huyết quang tại kiếp trung nở rộ. Là U Lan đẫm máu, chịu pháp tắc thân nhất kiếm, hoành lật tinh không 800 trượng. Không đợi nàng đứng vững, pháp tắc thân liền đã rút kiếm giết tới, nghênh không quẹt cho một phát rực rỡ tinh hà. Gặp chi, chớ nói lão ông tóc trắng, liền Triệu Bân đều trong lòng căng thẳng. Pháp tắc thân nhất kiếm là hủy thiên diệt địa, U Lan chưa hẳn đỡ được. Ta tâm không chết, thân ta bất diệt. U Lan một tiếng lẩm bẩm ngữ, lại sống cùng chết trong nháy mắt, tuyệt địa niết bàn. Cùng với một đạo rung động tinh không oanh minh, một cặp chừng trăm trượng khổng lồ cánh, ở sau lưng nàng ngạo nghễ chống ra, cánh là hư ảo, nhuộm lộng lấy rực rỡ thất thải thiên hà, sấn nàng như một cái thiên sứ, nhìn bên ngoài sân thế nhân, đều thần sắc ngơ ngẩn. Đó là, chí tôn thần dực, có lão bối kinh ngạc đạo. Cái gì là chí tôn thần dực? Không thiếu tiểu bối khiêm tốn thỉnh giáo. Dực tộc bản mệnh bề ngoài, cũng có thể xưng là ngoại đạo tiên tàng hoặc thiên phú thần thông, bình thường chỉ có hoàng tộc huyết thống mới có thể thức tỉnh, đó là một loại tượng trưng, cũng là một loại tán thành, bởi vì cái kia không chỉ là một đôi cánh, vẫn là dực tộc chí tôn, lưu tại đời sau quà tặng. Thì ra là thế. Bọn tiểu bối một bên thổn thức một bên lui lại, bởi vì mở chí tôn thần dực độ kiếp giả, đã chặt đứt pháp tắc thân tinh hà, kinh khủng uy thế còn dư. Đang từ thiên kiếp bên trong hướng ra ngoài lan tràn, tránh né chậm người, đã gặp phải đại ương, liên miên bóng người bị đụng đổ. Nhìn U Lan, khí chất đã lớn biến, trừ chí tôn thần dực, mi tâm còn khắc ra một đạo dực tộc dành riêng cổ lão thần văn, hắn bản nguyên huyết thống, đang tại trong thuế biến niết bàn cực điểm phục cổ. Trời phù hộ ta dực tộc A, lão ông tóc trắng kích động không thôi. Hắn đã không nhớ ra được, lần trước ra chí tôn thần dực, là niên đại nào. Bây giờ gặp lại. Chính xác thượng thương chiếu cố, xuống dốc vạn cổ truyền thừa, có hy vọng quật khởi. Tạo hóa không cạn a. Triệu Bân thì thào một lời, U Lan huyết thống, hắn là gặp qua, tuyệt không phải thuần khiết, nên một mạch chi nhánh, vào tiên giới, lại phục cổ đến nơi này giống như hoàn cảnh, lại còn mở chí tôn thần dực. Đừng nói, này đôi cánh đích xác dễ dùng. Tự khai thần dực, pháp tắc thân thật bị trùy đứng không yên. Một màn này, rơi vào quần chúng trong mắt, chính là đủ loại thần thái. Chỉ là xem náo nhiệt mà đến người, từ ánh mắt rạng rỡ, dực tộc ngoại đạo tiên tàng, cũng không phổ biến, coi là mở mắt. Nhưng, bên ngoài sân thế nhân, cũng không tất cả đều là xem náo nhiệt, có như vậy mấy cái làm loạn người, thấy chí tôn thần dực, trong mắt đều có hàn quang chợt lóe lên, người này tiềm lực quá lớn, có cần thiết bóp chết trong trứng nước, đặc biệt là dực tộc cừu gia, bực này ý niệm là cường liệt nhất. Cuối cùng, có bán thần nhịn không được, tay nhặt một tia u quang, bổ về phía U Lan. Triệu Bân ánh mắt như đuốc, tế chu tiên quyết, một đạo kiếm mang chém vỡ đạo kia u quang. Ngươi, có thể bảo hộ nàng bao lâu? Lời nói lạnh lùng, tại tinh không vang vọng. Thế nhân nhiều ngước mắt, trên dưới trái phải vòng nhìn, có thể nghe thấy câu nói kia, lại tìm không đến đầu nguồn, xuất thủ người rất kê tặc, nên dùng một loại bí pháp, tại nghe nhìn lẫn lộn. Triệu Bân không nói, một trường vỗ hướng về phía hư vô, đánh tan một mảnh tinh khung. Vết nứt không gian chợt hiện. Một đạo chật vật bóng người, từ bên trong té ra ngoài. Đó là một cái áo bào đen lão nhân, thấy không rõ tôn dung, chỉ biết là một tôn bán thần cảnh. Giấu đi bí mật hữu dụng, tại Triệu công tử thần minh dưới mắt, hết thảy đều không chỗ che thân. Vô duyên vô cớ công phạt lão phu, người có phần quá cuồng vọng. Hắc bào nhân hét to. Làm qua cái gì, chính mình tinh tường. Triệu Bân nhạt đạo, oanh một tiếng chống ra kim thân, hắn là muốn hảo hảo ẩn núp, nhưng đối phương là một tôn bán thần. Lại đánh nhất định lộ lai lịch. Tất nhiên giấu không được, vậy thì không ẩn giấu. Ngươi, Triệu Bân, hắc bào nhân ngừng lại cả kinh. Thế nhân cũng nhìn một hồi kinh ngạc, Đại La Tiên Tông Thánh Tử, đã sớm hỏa lượt tiên giới, không nghĩ, lại tại phiến tinh không hiện thân, hơn nữa, vẫn là người độ kiếp người hộ đạo, khó trách hắn năng nhất kích trảm tiên vương, chặt qua tám tôn bán thần hắn, có cấp độ kia nội tình. Phải chăng muốn khai chiến, tiền bối ngươi tuyển, Triệu Bân một lời mờ mịt. Làm phiền, áo bào đen lão nhân tại chỗ túng, trước tiên rút đi. Vĩnh hằng truyền thừa hung danh hiển hách, lại là cái tên điên chính cống, hoặc là không đánh, hoặc là diệt truyền thừa, cũng không thể tùy ý trêu chọc,
Trước đó, có quá nhiều máu tanh ví dụ. Này liền, chạy, thế nhân khóe miệng thẳng kéo. Không chạy chờ lấy bị làm, lão bối nhóm sủi đạp tay. Tôn kia bán thần tự biết mình, lại mạnh còn có thể mạnh hơn thái thượng tông cái kia tám tôn bán thần. Nam nhân mà, nên sợ lúc còn phải sợ a. À. Triệu Bân nhược định muốn khai chiến, tên kia sẽ giao phó tại cái này. Càng là Triệu Bân, lão ông tóc trắng thì thào một tiếng. Hắn sớm nên nghĩ tới, chỉ vì U Lan là phàm giới phi thăng lên người tới. Dám xưng U Lan vì bạn cũ, còn có siêu cường chiến lực, sợ là chỉ Triệu Bân một cái. Lui, lui về sau. Đám khán giả tặc có nhãn lực gặp nhi, lại ra bên ngoài rút lui mấy trăm trượng. Triệu Bân thì còn đứng ở thiên kiếp bên ngoài, nguy nga cao lớn kim thân, nhìn xem đều dọa người, hắn tồn tại, chính là một loại đỏ. Lòa lòa cảnh cáo, lại có người ra tay, liền không chết không thôi. Cái này uy hiếp dễ dùng, quá nhiều dục dịch giả, đều thu liếm khí tức. Có ít người có thể gây, có ít người chọc không được, tựa như cái này họ Triệu nhân tài. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người, đều e ngại Triệu Bân, tựa như thần minh cấp truyền thừa. Bọn hắn còn tại, chuẩn bị tùy thời mà động, hợp nhau tấn công mà nói, giết độ kiếp giả không khó. Sao cái nào đều có ngươi? Đông Phương Tinh Không, còn tại đại chiến cuồng anh kiệt, hướng cái này phương liếc mắt nhìn. Đồng dạng hướng về cái này nhìn, còn có cái kia vọng thiên thần tử, nóng bỏng ánh mắt như hỏa diễm. Kỳ thực, hắn muốn nhất chiến, vẫn là vĩnh hằng truyền thừa, hết lần này tới lần khác nửa đường bắt gặp cuồng anh kiệt, mặc dù hắn chướng mắt bá thiên thần thể, nhưng tiểu tử này, thật không là bình thường có thể đánh. Vừa tới, liền chọn ngày không bằng đụng ngày, vọng thiên thần tử một lời cô quạnh. Hắn không còn che giấu, chiến lực tức thì tăng vọt, chỉ muốn mau mau thu thập bá thiên thần thể, xong đi tìm vĩnh hằng thể làm một trận. Cùng giai bất bại truyền thuyết, sẽ từ hắn tới đánh vỡ. Như thế nào, làm ta sợ. Cuồng anh kiệt khí tức dị thường bá liệt, chỉ thấy không được có người trang bức. Hắn chi chiến lực, cũng tại một đường tăng vọt, thần minh con trai trưởng không tầm thường. Chiếu đánh không lầm. Oanh, phanh. Chiến lực toàn bộ triển khai hai người, đấu chiến tràng diện không là bình thường lớn. Tự đứng ngoài nhìn lại, đó chính là một mảnh sấm chớp rền vang cấm khu, liền tiên vương cấp lão bối nhóm. Nhìn khó mà nhìn thấy hai người chân hình, chỉ thấy từng mảnh trong ngọn lửa, hai đạo mơ hồ bóng người, răng khắp nơi, mỗi có một lần va chạm, tất có một đạo hủy diệt vầng sáng hoành phô tinh không. Ai mạnh, ai yếu, không ít người tại nói thầm. Dù sao cũng là vọng thiên thần tử, hắn nhưng là thần minh con trai trưởng. Cũng không hẳn dễ nói, họ cuồng cái vị kia vẫn là rất mạnh. Người ngoài trận ảnh càng tụ càng nhiều, tiếng nghị luận như thủy triều, một mảnh vượt trên một mảnh. Tiên bảng đệ tử đánh nhau không phổ biến, thấy chính là cảnh tượng hoành tráng, liền như thế khắc trận đại chiến này. Triệu Bân không lại nhìn cái này phương, có nhìn hay không cũng không đáng kể. Vọng thiên là không kém, nhưng còn không phải cuồng anh kiệt đối thủ. So sánh phương kia, bên này tình trạng, có vẻ như càng thêm khó giải quyết. Hắn mặc dù hiển lộ chân thân, lại không dọa được tứ phương, nghĩ đối với U Lan xuất thủ, có rất nhiều, nghĩ xông lên quần ẩu hắn, từ cũng không ít, thật muốn đánh. Sợ là không chịu nổi. Kế hoạch không đuổi kịp biến cố a. Lão ông tóc trắng hít sâu một hơi. Chuyện này trách nàng, liền không nên mang U Lan đi ra tản bộ. Cái này chỉnh, mơ mơ hồ hồ tới thiên kiếp, mà lại còn là tại giải đất phồn hoa, đây cũng không phải là tốt cục diện. Chỉ mong Triệu Bân uy danh, có thể uy hiếp nổi tứ phương. Oanh! Ầm ầm! Động hư cướp tiếng oanh minh, vang dội đầy vũ trụ minh mông. Mà tiên bảng đệ tử đại chiến động tính. Cũng không hề yếu thiên kiếp. Hai phe đều biển người, tiếng hò hét cùng gào to âm thanh liên tiếp. Đã vượt xa bình thường thời hạn. Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, chỉ hắn chính mình nghe thấy. Hắn không phải không có gặp qua pháp tắc thân kiếp, đối với thiên kiếp thời hạn có đại khái giải, nhưng trận này kiếp, rõ ràng kéo dài hơn, đại chiến đến nước này, chế tài giả pháp tắc thân, nào có suy yếu hiện ra. Sợ là cùng thần giới có phong ấn quan, áo tím lão đạo lời nói ung dung. Lời giải thích này, Triệu Bân cũng không phản bác, bởi vì Đại Càn Khôn chính là tương liên. Đại Càn Khôn nếu lại thay đổi, sẽ tác động đến rất nhiều, trong đó liền bao quát thiên kiếp thời hạn. Ông! Đột nhiên một tiếng đao minh vang vọng, lại có người làm đánh lén. Vẫn là một tôn bán thần, nội tình không tầm thường, đối đạo lĩnh hội cũng không yếu, chủ yếu nhất là, so với trước kia vị kia còn càng kê tặc, tế tuyệt diệt nhất đao, liền độn không còn hình bóng. Diệt! Lần này xuất thủ! Là bạch bào lão ông, một ngón tay đánh diệt đao mang. Còn có người hộ đạo, thế nhân nhiều nhíu mày, ánh mắt đồng loạt hội tụ.
Bạch bào lão ông thì rút kiếm mà đứng, không nhìn thấy nhân ánh mắt, chỉ nhìn chằm chằm U Lan Thiên Kiếp. Sớm muộn tìm ngươi tính sổ sách, Triệu Bân liếc hắn một cái phương, là mắt thấy tôn kia bán thần bỏ chạy. Hắn không có truy, truy cũng đuổi không kịp. Bây giờ cái này tình trạng, cũng không cho phép hắn rời đi vùng tinh không này. Không có truy, không có nghĩa là không thanh toán. Biết rõ độ kiếp giả là bạn tốt hắn, còn làm đánh lén, không khác tuyên chiến. Hắn nhớ kỹ người kia, chờ thiên kiếp kết thúc, lại tìm người kia nói chuyện phiếm không muộn. Phanh! Đột nhiên, phương Tây tinh không có tiếng ầm ầm chợt hiện. Thế nhân cách không nhìn ra xa lúc, đang gặp hai đạo nhuốm máu bóng người, từ vết nứt không gian ngã ra tới, có lẽ là thể phách đều quá nặng nề, đạp tinh không sụp đổ, không biết làm vỡ nát bao nhiêu thiên thạch. Nhất định chém ngươi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Hét to âm thanh tùy theo vang vọng, hai người tại chỗ làm. Đại chiến động tĩnh đi, không hề yếu cuồng anh kiệt cùng vọng thiên thần tử bên kia. Thật nhiều vở kịch a, vui người xem náo nhiệt, đã tụ tập uốn lưỡi cuối vần ra phân thân chạy tới. Thấy đại chiến giả, thế nhân đều bởi đó sững sờ. Đó là, Liên Kiều Mộc, có người nhỏ giọng nói. Là hắn không thể nghi ngờ, chữ thiên tiên bảng thứ hai. Lão bố nhóm cho xác định đáp án. Cùng với đại chiến giả, nhìn xem thật quen mắt a. Không ít người đều lật ra một bộ cổ thư, mỗi một tấm trang sách đều có hình người bức họa, bị bọn hắn cầm, lần lượt cái so với. Chớ tìm, nên chiến thiên hành, vẫn là lão bối nhóm tầm mắt cao. Qua cổ thần hướng thần tử, hắn không phải đã chết rồi sao? Thế nhân nhiều kinh ngạc. Lần này, lão bối nhóm không đáp lời nói, nghe đồn chiến thiên hành đã chết, nhưng người nào cũng không chân chính nhìn thấy, tất nhiên không có chân thực chứng cứ, vậy thì không thể nói lung tung, sẽ dạy hư học sinh. Lại là chiến thiên hành, quá nhiều người thần sắc ngơ ngẩn. Luận bối phận, đây chính là cái hát co, cùng bọn hắn căn bản không phải một thời đại. Cái thời đại kia tiên bảng đệ nhất, nhưng là một cái nhân vật trong truyền thuyết, bây giờ nhìn thấy chân nhân, không kinh dị mới là lạ, phàm là đánh tới tiên bảng đệ nhất, cái nào không có một chút cố sự a. Vừa vặn rất tốt chút năm không gặp ngươi, trong lòng Triệu Bân một lời. Nhiều năm như vậy không thấy, qua cổ thần tử nghiễm nhiên đã giết đến tiên vương cảnh. Đối chiến thiên hành chiến lực, hắn chưa từng chất vấn. Không có mấy cái bàn trải, cũng làm không đến tiên bảng đệ nhất. Nhìn qua chiến thiên hành, hắn lại nhìn một vị khác. Liên Kiều Mộc đi, chữ thiên tiên bảng có kỳ danh, xếp hàng thứ hai, hàng thật giá thật thần minh con trai trưởng, cha hắn hư vô cổ thần, thần sách có giới thiệu, hắn uy danh không tại vọng thiên thần quân phía dưới. Hai người bọn họ có thù, áo tím lão đạo nhéo nhéo dâu ria. Lão đầu nhi này cũng là tâm lớn. Làm người hộ đạo lúc, cũng không quên phái phân thân chạy tới xem kịch, thần minh con trai trưởng A. Mỗi đều bất phàm, còn có chiến thiên hành, cũng không ít truyền thuyết. Ầm ầm, một tiếng này oanh minh, truyền lại từ phiêu miểu hư vô. Thế nhân nhiều vô ý thức ngửa con mắt, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết tiếng ầm ầm, một hồi tiếp một hồi, nếu là đoán không sai, đó là đại chiến âm thanh, hơn nữa động tĩnh còn không nhỏ. Hắc động, lão bố nhóm hai mắt híp lại. Là có người tại đại chiến, nhưng không phải tại tinh không, tại không gian hắc động. Vạn chúng chú mục phía dưới, không gian phá sừng, có hai bóng người một trước một sau bước ra, rơi vào phương bắc tinh không, rơi xuống đất trong nháy mắt, sập nửa bầu trời, không gian liên miên nổ nát vụn. Trời ạ, bất hủ thần thể, ánh mắt hảo xử người, kinh hô lên một tiếng. Thật đúng là chữ thiên tiên bảng đệ nhất, thế nhân ngơ ngác một chút, nhiều khó khăn lấy tin. Nhanh nhanh nhanh, lại có náo nhiệt nhìn. Bóng người như nước thủy triều, lại như ong vỡ tổ lại hùa theo, tám thành trở lên cũng là phân thân, ai bảo vở kịch nhiều đây. Phái một cái phân thân rất có tất yếu, đặc biệt là sử quan, nhân thủ một khối ký ức tinh thạch, muốn đem hình ảnh toàn bộ lạc ấn. Bất hủ thần thể đi, rất nhiều người đều gặp. Nhưng cùng với đại chiến giả, lại là một bộ mặt lạ hoắc. Cái này nhà ai, bọn tiểu bối đều tại nhìn lão bối. Chưa thấy qua, lão bối nhiều lắc đầu, đích xác chưa thấy qua. Nhưng, có thể cùng bất hủ thần thể chiến chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, tuyệt không phải hạng người vô danh. Đây không phải gì chuyện kỳ quái, tiên giới ngọa hổ tàng long, khinh thường bên trên tiên bảng có khối người. Cam lòng đi ra. Triệu Bân ánh mắt một cái chớp mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm là cùng bất hủ thần thể đại chiến vị kia. Thế nhân không nhận ra, hắn lại nhận được, cũng không chính là từng tại hắc động cùng hắn đánh nhau một trận thanh niên tóc lam đi. Không phải cái vũ trụ này người. Không biết tại hắc động né bao nhiêu năm. Hắn rất không minh bạch, thanh niên tóc lam sao cùng bất hủ thần thể làm lên. Nói đến bất hủ thần thể,
hắn không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Thiên tự bối tiên bảng đệ nhất đi, hắn là đầu hẹn gặp lại, nhưng uy danh, hắn nghe nhiều lắm. Diệp Như Toại Kiều Mộc cùng Vọng Thiên thần tử, Bất Hủ thần thể cũng là thần minh con trai trưởng, thế nhân xưng hắn thiếu thần, tên như ý nghĩa, thiếu niên thần minh. Không nói đến chiến lực, liền nói kỳ huyết thống, liền không là bình thường nghịch thiên. Treo Bất Hủ hai chữ, thế nhân đối nó phân tích, là bất tử bất diệt, bản thân liền đến gần vô hạn tại cực cảnh, bình thường dạng này người, tung đánh tới chỉ còn dư một giọt máu, cũng có thể tái tạo chân thân. Hôm nay sao thế nhỉ, nhiều người như vậy hẹn đánh nhau. Thế nhân ngữ khí, là vô cùng phấn khởi, mỗi ánh mắt rực rỡ. Có người khô trận chiến, liền có vở kịch nhìn, nhiều náo nhiệt đi. Càng nhiều người càng tốt. Thiên tự bối tiên bảng xếp hạng thứ 5, đều ở đây. Lão bối nhóm vuốt râu một cái, phía trước có bá thiên thần thể cùng vọng thiên thần tử, sau có vĩnh hằng truyền thừa, bây giờ xếp hạng đệ nhất đệ nhị, cũng đều tới, còn có chiến thiên hành cùng thanh niên tóc lam kia, yêu nghiệt tụ tập A. Yên tâm độ kiếp, Triệu Bân truyền âm U Lan. Chờ ta, U Lan nở nụ cười xinh đẹp, thật sự ấn xuống pháp tắc thân bạo trùy. Nàng động hư thiên kiếp, đã qua gian nan nhất giai đoạn, bởi vì cùng nàng đối chiến pháp tắc thân, đang dần dần suy yếu, đây là một cái điểm tốt, vượt qua thiên kiếp, chỉ vấn đề thời gian. Triệu Bân không dám khinh thường, sóng to gió lớn đều đến đây, cũng không thể tại tiểu lật thuyền trong mương, hắn phải chằm chằm hảo, khó tránh khỏi một cái hoảng thần, U Lan liền bị đưa vào quỷ môn quan. Thiên kiếp yếu đi. Như lời này. Không biết bao nhiêu người tại nói. Nhìn pháp tắc thân, khí chàng đã không như vậy mạnh, thể phách cũng tại trong chiến, dần dần trong suốt, phần lớn thời gian công phạt, đều mất một cỗ lực lượng hủy diệt, trái lại độ kiếp giả, thì càng đánh càng mạnh, đặc biệt cặp kia chí tôn thần dực, đánh, lại vẫn chiếu ra thần minh quang huy. Sao chậm như vậy, bạch bào lão ông lại cho mày. Cái gọi là chậm như vậy, là chỉ kiếp trung pháp tắc thân hư nhược tốc độ. Lẽ ra, pháp tắc thân một khi bắt đầu suy yếu, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, nhưng cái này pháp tắc thân, lại nghiêm trọng vi phạm thông thường, rõ ràng tại suy yếu, nhưng tốc độ lại là chậm đến cực hạn. Càn khôn sở trí. Triệu Bân chậm rãi đóng con mắt, tại nhắm mắt trạng thái mở thần minh mắt. Chờ một mắt quan sát, mới biết đại càn khôn đang thay đổi động, lại không gian hỗn loạn, chỉ có điều, thế nhân không hay biết cảm giác thôi, đây vẫn chỉ là mảnh tinh vực này, khác tinh không thậm chí toàn bộ tiên giới, hơn phân nửa cũng là cảnh tượng bực này. Thiên kiếp sở dĩ bền bỉ như thế, nguyên nhân liền ở đây, hắn thậm chí hoài nghi, liền Kiều Mộc cùng chiến thiên hành đột nhiên hiện thân, liền cùng càn khôn biến động có liên quan. Thật tốt chút năm không gặp ngươi. Triệu Bân đã nói, chiến thiên hành cũng lẩm bẩm ngữ một tiếng. Còn nhớ kỹ, trước kia bị nhốt chí tôn thành, là bực nào phiền muộn, còn có đại đạo thiên cục, dòng dã trăm năm thời gian, hai bọn họ là một khối sông tới, bây giờ nhớ lại còn rõ ràng trong mắt, tuế nguyệt ung dung 20 năm. Gặp lại tiểu tử kia, đã là danh chấn tiên giới tuyệt đại ngoan nhân. Diệt. Liền Kiều Mộc vượt thiên mà đến, mấy trăm kiếm quang lăng thiên phách trảm. Liền cái này, cũng không chút nào ảnh hưởng chiến thiên hành mong nhìn tinh không. Hôm nay quả thực náo nhiệt, có thiên kiếp có quần chúng, có người hộ đạo cũng có hẹn đánh nhau giả, nhìn bá thiên thần thể cùng vọng thiên thần tử, chiến cái kia hừng hực khí thế, nhìn thấy bất hủ thần thể cùng thanh niên tóc lam, cũng đánh khí thế ngất trời, tùy tiện sách đi ra một cái, đều uy danh hiển hách. Như hắn, Liền Kiều Mộc cũng không chỉ một lần hai mắt híp lại, cũng là biểu lộ ra khá là ngoài ý muốn. Hắn bản cùng chiến thiên hành tại một cái khác tinh vực đại chiến, mơ mơ hồ hồ liền đến cái này. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, nhiều như vậy nghịch thiên yêu nghiệt. Vô luận là vĩnh hằng thể vẫn là bá thiên thần thể, cũng hoặc bất hủ thần thể cùng vọng thiên thần tử, cũng là hắn muốn chiến người, duy chỉ có thanh niên tóc lam kia, không có danh tiếng gì, hôm nay là đầu hẹn gặp lại. Có thể cùng bất hủ thần thể chiến chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, tiên giới thật ngọa hổ tàng long. Cũng tốt, từng cái đánh. Liền Kiều Mộc ánh mắt có phần cực nóng, khí thế đột nhiên kéo lên. Tới, chiến thiên hành vừa quát âm vang, chiến lực cũng lại đến đỉnh phong. Đại chiến tức thì thăng cấp, tạo ra sóng lớn động, rung động một mảnh tinh không. Khi xưa tiên bảng đệ nhất, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thế nhân nhiều sợ hãi thán phục. Liền Kiều Mộc cũng không yếu. Bao năm không thấy, lại mạnh mẽ đến mức này. Lại mạnh còn có thể mạnh hơn Triệu Bân, tên kia thế nhưng là chặt tám tôn bán thần ngoan nhân. Tiểu bối, cũng không thể dùng cái này làm phân tích. Có không ít lão bối vuốt râu một cái, cười bên trong rất nhiều ngụ ý, Đại La Thánh Tử có thể làm được, mấy cái khác yêu nghiệt sẽ làm không đến. Bọn hắn cũng có thể làm đến, bọn tiểu bối một mặt không tin. Có thể, cái này,
lại là Vọng Thiên thần tử đám người trả lời. Cơ bản đều là cùng cấp bậc yêu nghiệt, cái nào không có dựa dẫm. Nếu không lấy chiến tích luận thành bại, ai mạnh ai yếu muốn đánh qua mới biết được. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lão phu muốn nhìn cái này mấy tôn yêu nghiệt, đánh một trận hội đồng. Vẫn là lão bối, nghiễm nhiên đã chỉ sợ thiên hạ bất loạn, liền bọn hắn đều như vậy, càng chớ nói tiểu bối, đều con mắt chớp lóe, đều phá lệ phấn khởi, hiếm thấy gặp nhiều như vậy nhân tài, có thể không hẹn một trận. Nhất thiết phải hẹn. Hiếu chiến như điên anh kiệt, trong lòng chính là nghĩ như vậy. Ngày bình thường, hiếm thấy kháng đánh, hôm nay tới một tổ, nhất thiết phải sảng khoái một trận chiến, họ Triệu vị kia, hắn tự nhận cùng giai chiến không được, nhưng cái khác mấy vị, có vẻ như đều không họ Triệu. Ta chỉ cần thần minh thảo, thanh niên tóc lam đột nhiên một lời. Đánh bại ta, nó chính là ngươi, bất hủ thần thể nhạt đạo. Thanh niên tóc lam không lại nói, chỉ lấy cường đại nhất công phạt đáp lại. Tâm tình của hắn là phiền muộn, ngày xưa muốn kỳ lân, hết lần này tới lần khác đụng phải một cái yêu nghiệt, làm một hồi, gì cũng không mò lấy, ngày hôm nay chi cảnh huống hồ, cùng hôm đó là biết bao tương tự, muốn thần minh thảo, lại đụng vào một cái kháng đánh, bên ngoài vũ trụ lại còn nhiều như vậy nhân tài. Nghĩ tới đây, hắn vẫn không quên liếc qua phương Nam, nhìn chính là Triệu Bân. Hắn phải thừa dịp người kia không rảnh quan tâm chuyện khác lúc, mau chóng đem trước mặt vị này quật ngã. Đồng dạng tại nhìn, còn có bất hủ thần thể, hắn cũng ngoài ý muốn, hôm nay thật đúng là náo nhiệt, ngoại trừ không phải cùng một thời đại chiến thiên hành, thiên tự bối có thể vào hắn pháp nhãn cơ bản đều tới, cũng tốt, tiết kiệm hắn từng cái đi tìm, hiếm thấy đụng một khối, không ngại nhiều đánh mấy trận. Thời khắc này Triệu công tử, quả thực không có gì đại chiến tâm tư. Bạn cũ đang độ kiếp, quả thực không rảnh quan tâm chuyện khác, phải bảo vệ cẩn thận U Lan. Đến nỗi thế nhân đối với hắn và các vị yêu nghiệt phân tích, hắn không thèm để ý chút nào, chiến tích đi. Cũng không đại biểu tất cả, hắn có thể chặt bán thần, tại chỗ mấy vị này, cũng đều có thực lực thế này. Đương nhiên, nơi này bán thần là chỉ phổ thông loại kia. Dù sao, bán thần cũng chia cấp bậc, dù là cùng giai cũng chia mạnh yếu. Cầm vương tạc cùng kiếm thánh làm lệ, hắn có thể một người đơn đấu 3 năm cái bán thần cấp vương tạc, nhưng 3 năm cái hắn, lại chiến không được bán thần cấp kiếm thánh, đây là người với người một loại chênh lệch. Phanh! Kiếp chung có oanh minh, rung động minh mông tinh khung. Pháp tắc thân lại bị bại, hiểm bị một trưởng đả diệt. Chanh! Đột nhiên một tiếng kiếm minh, xé toang thiên vũ. Là âm thầm ẩn núp bán thần cấp, lại không thành thật, một đạo kiếm mang bẻ gãy nghiền nát, cùng kiếm mang chẳng phân biệt được tuần tự, là hai xóa đao quang, tất cả xuất từ bán thần, phong tỏa độ kiếp giả. Đây là không khiến người ta sống a. Thế nhân nhạy cảm rung động, đây chính là ba tôn bán thần tuyệt sát. Phá, bạch bào lão ông lạnh quát, giúp U Lan đỡ được một vòng đao quang. Triệu công tử càng nhanh, phật tay một đạo kim quang óng ánh, chặt đứt đạo kiếm mang kia. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, bổ về phía U Lan đao thứ hai quang, bị áo tím lão đạo ngăn lại. Còn có người hộ đạo. Bên ngoài sân đám khán giả tập thể trách mắt, nhìn chính là áo tím lão đạo nhân. Chỉ tiếc, lão đạo che quá kín đáo, không có người có thể thấy rõ chân dung. Lại nhìn cái kia ba tôn bán thần, đều đã chạy, thế nhân mặc dù không nhìn thấy, nhưng Triệu Bân, có thể một mắt thấy rõ, chạy, người mẹ nó dùng lực chạy, chờ thiên kiếp kết thúc lần lượt cái thanh toán. Ta cho là, người thay nàng độ kiếp an toàn nhất. Áo tím lão đạo chậm chậm nói, lời này là đối với Triệu Bân nói. Triệu Bân không nói, chỉ nghiễm nhiên mà đứng, có thể thay người độ kiếp sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, đem độ kiếp giả thu vào tử phủ, thay người kháng kiếp là được. Loại sự tình này, tiên giới nhìn mãi quen mắt, có quá nhiều lão bối, sợ tiểu bối gánh không được xét đánh, liền dùng phương pháp này thay thế hậu bối chịu kiếp, chỉ cần đầy đủ kháng đánh, chống nổi thời hạn thì không có sao, đáng nhìn làm gian lận. Đương nhiên, cái này cũng là phân tình huống. Có pháp tắc thân kiếp, chưa có người dám thay. Cứng rắn thay cũng không phải không được, phải làm hảo táng thân chuẩn bị, bởi vì sẽ gặp pháp tắc phản phệ, đạo lý không khó hiểu, pháp tắc thân càng cường, bị phản phệ liền càng cường. Trái lại cũng thế. Cho nên hắn đang chờ, chờ một cái hắn có thể tiếp nhận điểm tới hạn. Tung bây giờ pháp tắc thân suy yếu, hắn cũng gánh không được pháp tắc phản phệ. Kiếp trung gian lận, là cần giá cao, bằng không thì muốn thiên phạt làm gì dùng. Tiểu hữu, không ổn a, bạch bào lão ông truyền âm nói. Đã nhìn ra, Triệu Bân liếc qua bốn phương tám hướng. Lại có người buông xuống vùng tinh không này, không chỉ một, phần lớn đều được một kiện áo bào đen, không thiếu bán thần cấp. Hắn không cho rằng những người kia là đến xem trò vui,
bởi vì hắn ngửi được sát cơ. Người Dực tộc cường giả đâu? Áo tím lão đạo hỏi một tiếng. Tại tổ địa, bạch bào lão ông ho khan, thần sắc rất là lúng túng. Nói tóm lại một câu nói, nước xa nan giải gần hỏa, tới cũng không đuổi kịp. Oanh! Triệu Bân bỗng nhiên động, nhấc chân vào thiên kiếp phạm vi. Nhìn chằm chằm U Lan cường giả quá nhiều, hắn phải đi vào thủ hộ. Hắn cái này đi vào không sao, vùng tinh không này đều một mảnh lắc lư, thiên kiếp rất là công bình, vào thiên kiếp phạm vi, quản ngươi là người hay là thần, đều chiếu bổ không lầm, hơn nữa gì cái tu vi, liền độ dạng gì kiếp, hết lần này tới lần khác hắn không phải người bình thường, hắn kiếp số từ không thể coi thường. Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt a. Người ngoài trận nhìn một hồi thổn thức chặt lưỡi. Cái này mẹ nó là thiên kiếp, trốn còn không kịp, còn có đuổi tới tìm xét đánh. Bất quá nghĩ lại như vậy tưởng tượng, liền cũng không gì có thể kỳ quái, lấy Triệu Bân nội tình, lần lượt xét đánh không có gì đáng ngại, nhưng nếu là hắn kiếp, ngoại nhân dám đi đến góp, sẽ dị thường sảng khoái, đây cũng là cái gọi là thiên phạt, không nhìn tu vi, thì nhìn người yêu nghiệt cấp bậc. Ông, càn khôn động rung động, kiếp trung có một ngụm hư ảo mà khổng lồ quan tài ầm vang lộ ra. Đó chính là Triệu Bân bị động ứng kiếp, chỉ có điều, kiếp số hình thái là quan tài. Đây là cái gì kiếp? Đám khán giả tập thể kinh ngạc, thiên kiếp bọn hắn gặp quá nhiều, có lôi hình thái, thần thú hình thái, pháp tắc thân hình thái, nhưng kiếp trung hiển hóa quan tài, vẫn là lần đầu thấy, nhìn chiếc quan tài cổ kia, so sơn nhà còn nguy nga, vẻn vẹn đứng ở bên ngoài sân, liền rất cảm thấy kiềm chế, cái này như nện xuống tới, bán thần cấp đều chưa hẳn đỡ được a. Thêm kiến thức, lão bố nhóm thì thào một tiếng. Thật đúng là, nghịch thiên yêu nghiệt thiên kiếp phá lệ khác loại. Tựa như Triệu Bân quá hư kiếp, là một mảnh mênh mông tiên vực, phàm là thấy qua người, đều khen không dứt miệng, bây giờ lại tới một cái quan tài, quả nhiên không phải người bình thường không đi đường thường. Triệu Bân lông mi hơi nhíu, cái này quan tài cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. Bất quá, vô luận là loại nào hình thái, cũng không có ở ngoài thiên kiếp bản chất. Phanh! Thế nhân mong nhìn xem, nguy nga quan tài khổng lồ ầm vang đập xuống. Dù là Triệu Bân nội tình, đều bị hắn đập một hồi lảo đảo. Ngay tại lúc này, ẩn núp âm thầm bán thần cấp, cùng nhau đánh ra công phạt. Không diệt được Triệu Bân, liền đả diệt độ kiếp tiểu nữ oa đó. Đáng chết, áo tím lão đạo cùng bạch bào lão ông mang mang ra tay chặn lại. Nhưng, đối phương nhân số đông đảo, hai người có thể đỡ, quả thực có hạn. Thời khắc mấu chốt, còn phải nhìn Triệu Bân, hắn một trưởng vung mạnh lật quan tài khổng lồ, sau một bước Nazi. Rơi vào U Lan bên cạnh thân, đại thủ như vậy vung lên, cưỡng ép đem U Lan thu vào hắn tử phủ. Thật sao, đánh về phía U Lan công phạt, đều rơi vào trên người hắn. Cũng không sao, hắn là một cái kháng đánh chủ, chịu mấy đau không có gì. Chính xác nhân tài a. Thế nhân thổn thức, đều xuống ý thức lui về sau. Độ kiếp giả được thu vào tử phủ, nhưng thiên kiếp vẫn là chiếu bổ không lầm, bất đồng chính là, vốn nên độ kiếp giả bị kiếp. Bây giờ đều cần Triệu Bân tới kháng, ai bảo độ kiếp giả ở trong cơ thể hắn, đặc thù thời kỳ thủ đoạn đặc thù, bằng không thì, độ kiếp giả rất có thể bị người tập sát. Phốc, Triệu Bân tại chỗ ho ra máu, cũng không phải là bị lôi điện gây thương tích, là gặp pháp tắc phản phệ. Nếu là bình thường thiên kiếp, gì đều dễ nói, nhưng U Lan thiên kiếp bên trong có pháp tắc thân, hắn đem độ kiếp giả thu vào tử phủ, ắt gặp ách nạn, đây vẫn là pháp tắc thân hư nhược điều kiện tiên quyết, nếu pháp tắc thân vẫn như cũ cường hoành. Vậy hắn bực này cử động, chính là đang tìm cái chết. Triệu Bân, U Lan một tiếng kêu gọi. Không có gì đáng ngại, Triệu Bân cưỡng ép đứng vững. Nguy nga quan tài khổng lồ lại đè xuống, mang theo cuốn ức vạn lôi đình. Trừ này, còn có pháp tắc thân, cũng rút kiếm giết tới. Triệu Bân không chút nào sợ, một bên ngạnh kháng pháp tắc thân công phạt, vừa hướng kháng quan tài khổng lồ, mà hắn đối kháng, giống như chọc thượng thương tức giận, hủy thiên diệt địa chi ý, bao phủ phương Nam tinh không. Nhiếp thế nhân tập thể lui lại, ngay cả đánh nhau mấy tôn yêu nghiệt đều rất cảm thấy run sợ. Ta thế nào cảm giác, Triệu Bân đã biến thành độ kiếp giả. Không ít người tại nói thầm, đều nhìn về bên cạnh thân lão bối. Lão bối nhóm thâm trầm vuốt râu một cái, độ kiếp giả tại trong cơ thể của Triệu Bân, mà Triệu Bân, lại tại thiên kiếp trong phạm vi, nói hắn là ứng kiếp giả cũng được, nói hắn là độ kiếp giả cũng không mau bệnh, hai cái kiếp hắn đều phải kháng, khó chịu nhất, hẳn là pháp tắc thân phản phệ. Cái này không bày rõ ra gian lận đi, có người sủy đạp tay. Không dối trá có thể bảo vệ độ kiếp giả, lão bố nhóm chậm chậm nói. Độ kiếp giả tai kiếp bên trong bị tập kích xiết ví dụ, từ xưa nhiều không kể xiết. Như thế, độ kiếp phía trước chọn tốt độ kiếp chỗ,
là rất là trọng yếu. Đến nỗi gian lận, là cần giá cao, mà cái giá này, chính là có bỏ có được, thay người chịu kiếp, có thể sẽ chết, nếu rơi xuống đạo thương, cả đời cũng khó khăn khỏi hẳn, mà độ kiếp giả, nếu là không trải qua thiên kiếp tẩy lễ, chú định không thể đi xa, cho nên nói, chính mình thiên kiếp, vẫn là chính mình độ tốt nhất, xông không qua là chết, xông qua được đó chính là tạo hóa. Hôm nay trận này kiếp, hiển nhiên là một ngoại lệ, độ kiếp giả có thể vượt qua thiên kiếp. Làm gì, nhìn chằm chằm nàng người quá nhiều, không tới gian lận chiêu này, rất khó bảo mệnh. Vẫn là câu nói kia, đặc thù thời kỳ thủ đoạn đặc thù, vĩnh hằng thể đó cũng là bị buộc. Oanh! Vạn chúng chú mục phía dưới, Triệu Bân một cước đem nguy nga quan tài khổng lồ đạp cái vỡ nát. Tiếp đó, chính là một đạo huyết quang, điệp huyết là Triệu Bân, chịu pháp tắc thân một kiếm, đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể ngạnh kháng, bởi vì pháp tắc thân là U Lan kiếp, hắn công phạt đối nó vô hiệu, nhưng đối phương công phạt, lại là thật sự rõ ràng, tự nhiên, công không phải hắn, mà là U Lan, độ kiếp giả trong cơ thể hắn, không phải liền cho hắn bị chém đi. Lão phù bấm ngón tay tính toán, hắn rất khó chịu. Quá nhiều lão bối tụ tập nói thầm. Cứng rắn thay có pháp tắc thân kiếp, cảm giác là rất sảng khoái, làm không cẩn thận sẽ bỏ mệnh. Bực này ví dụ, sử thượng cũng có rất nhiều, hạ tràng tốt nhất một cái, rơi xuống đầy người đạo thương. Vĩnh hằng thể không ngốc, rất biết tuyển thời điểm, tầm mắt cao giả chậm chậm nói. Kiếp trung pháp tắc thân đã rất suy yếu, dù có phản phệ, cũng lấy không được mạng hắn. Sẽ hay không tạo ra đạo thương, đều xem hắn nội tình, tiểu đạo thương không có gì đáng ngại. Tiên tông người đi, đều có vạn pháp trường sinh quyết hộ thể, đạo thương không đậm đều có thể khôi phục. Phốc, vẫn là một đạo kim sắc huyết quang, so sấm sét càng thêm chói mắt. Triệu Bân lại bị chém, sán sán thể phách trôi đầy máu tươi. Hắn là cái không chịu cô đơn người, chịu đau tâm tình từ khó chịu. Đã tâm tình khó chịu, cái kia phải tìm chút người làm bạn. Tìm ai đâu, tìm những cái kia không biết xấu hổ kẻ đánh lén. Nếu không phải bọn hắn quấy rối, hắn làm sao đến mức chạy tới thay U Lan kháng kiếp, có hắn kháng kiếp, U Lan trận này thiên kiếp liền không phải hoàn chỉnh, không có hoàn chỉnh chỉnh tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ, cái này lại là cái khuyết điểm, cũng sẽ là nàng tu luyện trên đường một cái nghiêm trọng trở ngại. Có thể đem nàng đưa vào hắc động, Vương Tạc hô to một tiếng. Nếu là có thể đưa, còn cần ngươi nói. Thương khung ực một hớp rượu. Vương Tạc vừa muốn há miệng, thì thấy một đạo lôi điện, trực tiếp bổ xuống. Lôi điện tới không có dấu hiệu nào, đánh cho hắn không có đứng vững, cả người bốc khói đen. Như hắn, tại chỗ có một cái tính một cái, bao quát ngủ say hoàng phi cùng trong mộ ma vương, cũng đều chịu xét đánh, không có cách nào, ai bảo bọn hắn tại vĩnh hằng giới, ai bảo Triệu Bân tại thiên kiếp phạm vi, Triệu Bân bên ngoài gặp xét đánh. Bọn hắn không có khả năng may mắn thoát khỏi, bởi vì nơi này cùng ngoại giới, không phải tuyệt đối ngăn cách, tung tự thành một giới, nó cũng phải phục tùng đại càn khôn. Liên vĩnh hằng giới đều như vậy, Triệu Bân tử phủ chúng tiên vương, cũng là ngang nhau tình trạng. Duy nhất ngoại lệ là U Lan, cũng không thể nói ngoại lệ, nàng là một dạng bị lôi kiếp. Chỉ có điều, nàng kiếp số hơn phân nửa bị Triệu Bân chống đỡ, còn lại cơ bản hời hợt. Ông! Triệu Bân tay cầm kim đao, đã khai hắc. Độ kiếp giả cũng tốt, bị động ứng kiếp giả cũng được, hắn đều là treo lên lôi điện, hắn chạy tới cái kia, lôi kiếp liền theo tới cái kia, thậm chí đặt chân một mảnh tinh không, liền có không ít người bị đại ương. Ngươi, ẩn núp không gian người, phần lớn đều bị buộc ra. Lúc trước đánh lén độ kiếp giả, bọn hắn đều có phần. Triệu Bân, ngươi khinh người quá đáng, tiếng giận dữ vang dội đầy tinh khung. Ngươi như an phận, ta cũng sẽ không gây phiền phức cho ngươi. Triệu Bân lười nhác cùng với nói nhảm, vùng đao chém ra một đạo tinh hà, còn có thiên kiếp trợ uy, đánh cho càn khôn đều hỗn loạn. Kẻ đánh lén nghiến răng nghiến lợi, từ không dám ngạnh kháng, quay người liền đột. Đi đâu, Triệu Bân một bước đuổi kịp, có trăm trượng đao mang kéo dài. Triệu bổ tôn kia bán thần, tại chỗ bị sinh bổ, thoát ra nhục thân nguyên thần, lại bị đánh sét đánh, tất cả bởi vì Triệu Bân chạy trốn ổn, dám đánh lén ta bạn cũ, mời ăn một bữa lôi rất có tất yếu. Cái này cũng được, thế nhân kinh hãi hai mắt tròn trịa. Đỉnh đầu lôi điện không thể gây, quần chúng thổn thức. Đang khi nói chuyện, bọn hắn lại tập thể triệt thoái phía sau, bọn hắn ưa thích náo nhiệt, người nào đó có vẻ như cũng ưa thích, liền sợ đỉnh đầu hắn lôi điện không có mắt, cho bọn hắn một trận dễ bổ, phải trốn xa một chút. Thật coi lão phu chả lẽ lại sợ ngươi. Tiếng này gầm thét, xuất từ một cái áo bào đen lão giả. Châm ngôn nói rất hay, súng bắn chim đầu đàn, thuộc hắn gọi hăng hái. Triệu Bân từ bắt hắn khai đao, hoành quán tinh không đao mang,
tựa như một đạo tiên hà, bị thiên kiếp gia trì hủy diệt chi uy. Áo bào đen lão giả cũng là một đầu hán tử, tế bản mệnh pháp khí. Đáng tiếc, không dễ xử, pháp khí hơi kém tại chỗ vỡ vụn. Rất tốt, áo bào đen lão giả nghiến răng nghiến lợi, một bước trốn vào hư vô. Lão cẩu chạy đâu, bạch bào lão ông một trưởng vỗ tới, đánh không gian đổ sụp. Áo bào đen lão giả bị buộc ra, đón đầu liền đụng phải Triệu công tử, bị một đao tháo xuống đầu người. Chanh! Áo tím lão đạo không biết từ chỗ nào chui ra, nhanh chóng liền cho hắn bổ nhất kiếm. Một kiếm này đủ hung hãn, bổ diệt áo bào đen lão giả nhục thân, còn sót lại nguyên thần bỏ chạy. Có Triệu Bân nhìn chằm chằm, hắn chú định đi không được, dù có bản mệnh khí, vẫn là bị hủy nguyên thần. A! À, áo bào đen lão giả sau, chính là một thanh niên, bị lôi điện chào hỏi. Chớ nhìn hắn là người thanh niên, lại là một tôn hàng thật giá thật bán thần cấp. Bán thần thì sao, đối đầu cái kia họ Triệu nhân tài, cũng không chịu nổi công phạt, có thiên kiếp trợ uy, xuất đao chính là hủy diệt, điều này cũng không thể trách người khác, là hắn trước tiên tìm kích thích. Đi đường bình an. Triệu Bân một trường từ thiên nắp rơi, đánh tan thanh niên bán thần thân thể. Nhưng, thanh niên bán thần là cái chuồn đi cao thủ, không đợi Triệu Bân chân chính tế ra tuyệt sát, hắn nguyên thần liền thoát ra thiên kiếp phạm vi, quỷ hiểu được làm gì bí pháp, lại trong nháy mắt không còn hình bóng. Ta tới. Áo tím lão đạo xung phong nhận việc, thẳng đến một phương đuổi theo. Họ Triệu nói, gặp mặt phân một nửa, thu thập tôn kia bán thần phải chiến lợi phẩm, hắn cũng có phần, chủ yếu nhất là, tên kia đã tàn phế. Xa không sử dụng ra được bán thần chiến lực, cầm xuống không khó, hắn nửa đường lại bút tích nửa ngày, đi đi về về quyền đương du lịch thăm viếng. Cái này, mới là lười biếng nên có cảnh giới, một ít người liền không có bực này giác ngộ. Triệu Bân không nghĩ nhiều như vậy, thanh niên bán thần chạy trốn, còn có khác kẻ đánh lén. Mà cách hắn gần nhất, là một cái cô nàng, à không đúng, đây không phải là cô nàng, chỉ có điều nhìn như cái cô nàng, trên mặt còn bôi son phấn, phá lệ sáng rõ. Cho người ta ánh mắt đầu tiên cảm giác, chính là vụng trộm tu một loại gọi cái kia bảo điển. Vị này đại tẩu, chạy về lấy chồng sao? Triệu Bân vượt thiên mà đến, một trường bao trùm trăm trượng tinh không. Lời này, cho bảo điển bán thần tức giận không nhẹ. Tức thì tức, hắn cũng không dám cùng Triệu Bân ngạnh chiến. Chờ ta phong thần, định tìm ngươi thanh toán. Bảo điển bán thần quẳng đi ngoan thoại, cưỡng ép chui ra ngoài. Triệu Bân cười lạnh một tiếng. Vung đao bổ về phía bạch bào lão ông. Thế nhân kinh ngạc, cái kia hàng giết cấp nhãn, người trong nhà cũng đánh. Tiếp theo trong nháy mắt, mới là thời khắc chứng kiến kỳ tích, Triệu Bân bổ về phía cái kia bạch bào lão ông, mà bạch bào lão ông đi. Thì nhắm ngay bảo điển bán thần, cùng với đổi cho nhau cái vị trí. Không tệ, đường đường chính chính là hố người. Hai người sớm thương lượng xong, liên thủ đào hố. Đáng tiếc bảo điển bán thần, mơ mơ hồ hồ liền bị túm trở về, xong. Mơ mơ hồ hồ chịu một đao, quản hắn là cô nàng vẫn là đàn ông, một đao bổ diệt nhục thân không có thương lượng. Diệt! Bạch bào lão ông một cái hồi mã thương giết trở về, một kiếm hoành quán càn khôn. Cùng với chẳng phân biệt được tuần tự, Triệu Bân đao thứ hai đã mất, đủ có thể đem chém giết. Bảo điển bán thần cũng là ngoan nhân, còn muốn cũng không nghĩ liền tự bạo bản mệnh khí. Lần này, đổi Triệu Bân cùng bạch bào lão ông vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí chân trước vừa giết đến. Chân sau liền bị nổ lật ra, bạch bào lão ông còn tốt, vẻn vẹn chịu tự bạo, Triệu công tử liền thảm rồi, không chỉ chịu tự bạo, còn bị đánh sét đánh cùng pháp tắc thân công phạt cùng với quan tài khổng lồ uy áp. Chớp mắt một cái chớp mắt, bảo điển bán thần trốn vào hư vô, quay người không thấy. Khó chịu nhất chính là hắn, bản mệnh khí tự bạo, phản phệ dị thường mãnh liệt. Giao cho lão phu, bạch bào lão ông hừ lạnh, xách theo kiếm truy sát đi qua. Phốc! Sau lưng! Triệu Bân lại miệng lớn ho ra máu. Lôi kiếp hời hợt, nhưng pháp tắc phản phệ, lại là chân thực ác tâm. Người mẹ nó điên rồi đi, đồng dạng gặp phải sét đánh ma vương, mắng to một tiếng. Pháp tắc thân kiếp cũng dám cứng rắn thay, đây không phải chơi với lửa, đây là tại quỷ môn phía trước tùy ý tản bộ. Ông, nguy nga quan tài khổng lồ oanh run lên, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Đừng nhìn nó là hư ảo, lại là bao phủ lực lượng hủy diệt. Lão ma! Cái này quan tài chuyện ra sao? Thương khung hỏi. Ma vương không đáp lời, thần sắc khó coi, không nghĩ tới Triệu Bân sẽ chọc tới táng thế thần quan kiếp, bực này hình thái thiên kiếp, nhất định trên ý nghĩa tới nói, so thần minh pháp tắc thân kiếp còn kinh khủng hơn. Hắn trong trí nhớ, táng thế thần quan kiếp so tế thiên tuyệt mệnh kiếp, sớm hơn tuyệt tích thế gian. Lần này lại hiện, cũng không phải dấu hiệu tốt,
bây giờ Triệu Bân là bị động ứng thiên kiếp, nhưng lúc này là một loại dấu hiệu, chờ cái kia hàng ngày khác tiến giai đạo hư cảnh lúc, tất có cái này quan tài, hơn nữa còn sẽ càng mạnh hơn bá đạo hơn, một khi mở quan tài, đó chính là hủy thiên diệt địa. Ngô! Triệu Bân thân hình lảo đảo, bị đè vĩnh hằng tiên khu tan vỡ. Gặp chi, đã mở độn chúng kẻ đánh lén, lại thông suốt định rồi thân. Cách ngôn có phải hay không có một câu như vậy, thừa dịp hắn bệnh. Đòi mạng hắn. Kết quả là, đám người lại giết trở về, đao quang kiếm ảnh bay đầy trời. Mở. Triệu Bân cưỡng ép nhô lên nguy nga quan tài khổng lồ, một bước đạp lên trời. Đâm đầu vào, thì thấy một đạo như quỷ mị bóng người, treo lên thiên kiếp đánh tới. Đây là một tôn bán thần, nói cho đúng là một tôn bán thần đạo thân, có bản tôn tám thành chiến lực. Hắn thân pháp quỷ quyệt, một đầu đụng vào Triệu Bân trong ngực. Nhưng ngửi bản tôn một cái bạo chữ, hắn ầm vang nổ thành xương máu. Phốc, Triệu Bân cái này lão huyết, phun bá khí ầm ầm. Hắn tiên khu nổ diệt nửa bên, nghiễm nhiên không có người hình. T. Thế nhân nhìn hít khí lạnh, tự bạo đạo thân tôn kia bán thần, cũng là một kẻ hung ác cái nào. Vì trọng thương Triệu Bân, lại dùng loại thủ đoạn này, đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 A. Phanh. Triệu Bân ầm vang rơi xuống đất, dẫm sập nửa bầu trời, huyết khí cùng sát khí nghênh thiên bay múa. Đến nước này, lại không lôi điện phách trảm, lại không quan tài khổng lồ uy áp, lại không pháp tắc thân công phạt. U Lan động hư thiên kiếp, cuối cùng là kết thúc. Thế nhân nói không giả, Triệu Bân rất biết tuyển thời điểm. Kiếp trung gian lận khiêng đến bây giờ, thật sự rõ ràng là Triệu Bân cực hạn, dù là nhiều hơn nữa 3, 5 trong nháy mắt, hắn đều có thể chôn ở trong thiên kiếp, pháp tắc thân phản phệ, tuyệt đối là hủy diệt tính. Triệu Bân, U Lan lại kêu gọi, khóe mắt đã ẩm ướt. Không sao, Triệu Bân ngoài miệng nói như vậy, vẫn còn tại ho ra máu. Ma Vương nhìn rõ ràng, kẻ này đã mất đạo thương, lại không phải bình thường đạo thương. Thiên kiếp mặc dù đã mất màn, nhưng pháp tắc phản phệ còn tại kéo dài, cứng rắn thay pháp tắc kiếp, nhất định bị ách nạn, nó lại là thượng thương, đối với người ăn gian một loại trừng trị, cái này còn khá tốt, ít nhất còn có mệnh tại, nhìn chung sử sách, bởi vì gian lận chôn ở kiếp chung, nhiều không kể xiết. Thiên kiếp xong. Sự tình vẫn chưa xong. Nhìn đông đảo kẻ đánh lén, đã xông tới, ngăn ở tứ phương, chỉ cần mắt không mù, đều có thể nhìn ra Triệu Bân trạng thái không tốt, chỉ còn dư nửa cái mạng, hợp nhau tấn công, rất có tất yếu. Vì nay cái này quang cảnh, không thích hợp trang bức. Thương khung ý vị thâm trường nói. Nam nhân mà, sợ một hai lần cũng không gì. Trần Huyền lần trước ngữ thâm trầm. Ta lại bấm ngón tay tính toán, hắc động mát mẻ. Vương Tạc lại đặt cái kia đóng vai thần côn. Vậy cũng phải tiến vào được mới được. Ma Vương hít sâu một hơi. Vào không được, mọi người đều nhíu mày, tập thể nhìn về phía Ma Vương. Pháp tắc phản phệ, đã khóa hắn thần minh pháp tắc. Ma Vương đạo. Nếu không thì thế nào nói là Ma Vương, nhìn chính là rõ ràng, Triệu Bân thời khắc này lúng túng tình cảnh, có vẻ như chính là có chuyện như vậy, thần minh cấp pháp tắc lại như thế nào, nó cũng phải cho thiên kiếp nhường đường. Ma Vương có thể nhìn ra, tầm mắt cao thâm chúng bán thần, cũng mơ hồ biết manh mối. Nguyên nhân chính là biết, bọn hắn mới dám đánh trở lại, không vào được hắc động, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Tiểu hữu trạng thái này, nên không nên động võ. Một tôn tóc bạc bán thần cười xâm nhiên. Không quá mức trở ngại, Triệu Bân hoạt động một chút cổ tay. Không nên động võ cũng phải động a, trọi cứng lấy phản vệ cũng phải chiến cái nào. Hắn là trạng thái không tốt, nhưng cũng không phải một đám bọn chuột nhắt có thể nắm. Thực sự không được vậy thì chạy thôi, Tú Nhi cũng thường xuyên bị người truy, hắn cực kỳ cùng sư tôn bước chân. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, tóc bạc bán thần cười lạnh, thứ nhất đánh tới. Khác chúng bán thần, cũng cùng ăn ý, hiếm thấy cơ hội tốt, sao có thể bỏ lỡ. Tới, Triệu Bân cưỡng ép sách chiến lực, sách đao ác chiến chúng mạnh. Ma Vương nhìn không muốn nói gì, Triệu Bân bây giờ trạng thái, đích xác không nên động võ, lại động chiến lực càng mạnh, phản vệ liền càng ác, thật muốn liều mạng cùng chết, làm không tốt bỏ mệnh. Oanh, phanh, thiên kiếp sau đó, kinh thế đại chiến mở màn. Vẫn là một đám bán thần, chừng mười mấy tôn chi nhiều, không có cái nào là giảng võ đức, sát sinh đại thuật che thiên lấp mặt đất, rất có một bộ không đem Triệu Bân chu diệt, liền không bỏ qua tư thế. Đường đường bán thần, đều không cần ra mặt a. Bọn tiểu bối nhếch miệng chặt lưỡi. Thế đạo tàn khốc như vậy, ra mặt đáng giá mấy đồng tiền. Lão bối nhóm chậm rãi nói. Tiểu bối như có điều suy nghĩ, lời nói tháo lý không tháo, thành bại chỉ kết quả, ai quan tâm tới trình. Lui.
không ít người triệt thoái phía sau, lại còn tế thủ hộ chi quang. Không cần hắn người nhắc nhở, đám khán giả cũng đều tại lui về phía sau chuyển, chỉ vì hỗn chiến ba động, thái hạo lớn, từ cái này đi xem, vùng tinh không kia nào còn có nửa điểm thanh minh, tất cả lôi minh sấm sét, phần lớn thời gian, đều chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người, đều bị từng mảnh ánh lửa che giấu. Như bên này, mặt khác tam phương cũng chiến lửa nóng. Từ thiên quan sát tinh không, đó chính là bốn cái chiến trường. Đông Tây Nam Bắc đều tại chiến, tràng diện dị thường hùng vĩ. Khi nhàn hạ, còn phải nhiều xuất hiện đi loanh quanh. Câu nói này, bên ngoài sân có không ít quần chúng tại nói. Trong nhà ổ lấy, có thể không nhìn thấy bực này trò hay. Phốc, kim sắc huyết quang chợt hiện, Triệu Bân bị người tháo một tay. Hắn đã toàn thân vết thương, một đạo càng so một đạo chói mắt. Phong, vẫn là tóc bạc bán thần, tiếng quát tựa như lôi chấn. Bằng ngươi cái này đạo hạnh, phong được ta. Triệu Bân nhạt đạo, quanh thân tiên quang trôi tràn, đó là luân hồi tạo hóa chi lực, đã thành một vệt sáng tuyệt trần thủ hộ, phòng chính là phong cấm, hắn cũng không thể bị phong cấm, dù là trong nháy mắt, liền sẽ bị người tuyệt sát. Ta ngược lại muốn xem, người có thể chống bao lâu. Chúng bán thần tất cả lộ dữ tợn. Càng mãnh liệt hơn công phạt, bao phủ vũ trụ mênh mông, nhìn thế nhân tâm cảnh thẳng run. Triệu Bân tựa như một tôn chiến thần, dũng mãnh vô song, tay cầm kim đao đánh thiên băng địa liệt. Đã là gần chết chi thân, vĩnh hằng thể lại còn có sức chiến đấu cỡ này. Chặt tám tôn bán thần ngoan nhân, người cho rằng là thổi phồng lên. Lời nói như vậy, nhưng pháp tắc phản vệ vẫn còn, hắn đánh lâu hẳn phải chết. Vẫn là lão bối nhìn thấu triệt, rất rõ ràng Triệu Bân trạng thái, tên kia là cứng rắn chống đỡ thở ra một hơi, một khi khẩu khí kia bị đánh tán loạn, chớ nói chúng bán thần, tiên vương đều có thể trừng trị hắn. Làm sao có thể, hắn là cái gì quái thai? Chúng bán thần diện mục hung tàn, là càng đánh càng phiền muộn. Triệu Bân rõ ràng đã là gần chết chi thân, làm thế nào đều đặt xuống không ngã, không những đặt xuống không ngã, còn mẹ nó càng đánh càng mạnh, nhiều người như vậy tham chiến, thanh nhất sắc bán thần. Sững sờ ép không được hắn một cái, tuyệt tích vạn cổ vĩnh hằng truyền thừa, đúng như thần thoại lời nói, không chết bất bại. Khó chịu không? Ma vương cất tay hỏi. Khó chịu, Triệu Bân cái trán đầy nổi gân xanh. Còn có hắn con mắt, cũng bởi vì tơ máu bị nhuộm đỏ, đây là chống đến mức cao nhất biểu hiện, ép lại pháp tắc phản vệ còn tốt, nếu ép không được mà nói, tại chỗ hôi phi yên diệt cũng có thể, nhưng hắn phải chiến, hắn cần một hồi niết bàn, ép mình giết vào tiên vương lĩnh vực. Hoàn toàn như trước đây điên cuồng a, ma vương hít sâu một hơi. Hay là hắn tối hiểu Triệu Bân, tên kia là tại bên bờ sinh tử cầu đột phá. Tối hiểu không có nghĩa là coi trọng nhất, ít nhất hắn không coi trọng, không để tiểu tử kia bị chút ngăn trở, hắn thật đúng là cho là mọi chuyện có tạo hóa, tiên vương lĩnh vực cũng không phải dễ dàng như vậy tiến. Nhanh, hợp lực chu diệt. Bán thần hét to, vang dội đầy tinh vũ. Khẩu hiệu kêu vang dội, không có gì treo dùng, ít nhất đối với Triệu Bân mà nói. Gì dùng không có, tên kia một khi giết đỏ cả mắt, chính là một cái chính cống tên điên, điên ngược lại cũng thôi, còn tặc mẹ nó kháng đánh, hơn nữa bắt được một tôn bán thần, liền hướng chết đánh. Đông đảo bán thần vây công, bị đánh cho tàn phế mấy cái, đây cũng là thời khắc này chiến cuộc. Không ai dám làm cái kia chim đầu đàn, ai nhảy vui mừng nhất thực, liền sẽ bị đặc thù chiếu cố. Người đứng xem nhìn tối rõ ràng, phần lớn thời gian, cũng là một đám bán thần đuổi theo Triệu Bân đánh. Mà Triệu Bân lại nhìn chằm chằm một cái hướng chết trùy, hắn có vạn pháp trường sinh quyết hộ thể, dị thường kháng đánh, nhưng bị hắn nhìn chăm chú vào người, cũng không có như vậy sức khôi phục, chịu mấy đau rất khó chịu. Phanh! Tiếng này tiếng ầm ầm, truyền lại từ đông phương tinh không. Thế nhân nhìn lên, vừa gặp vọng thiên thần tử đẫm máu. Sau đó tiếp tục, cuồng anh kiệt lưu lại một ngữ, sách đao thẳng đến cái này phương. Bạn gay tốt bị người súng đánh, chuyện này hắn nhịn không được. Phải đánh tới hỗ trợ. Đi đâu, vọng thiên thần tử hừ lạnh, sau này đuổi sát không buông, không có đánh xong liền rút lui, đây là tại đánh mặt của hắn cái nào. Hắn chiếm thượng phong còn tốt, đối phương rút đi, đáng nhìn làm túng, hết lần này tới lần khác là hắn rơi xuống hạ phong, này liền không nhịn được, người có thể đi, nhất thiết phải trước tiên chịu thua. Đều nói, sau đó tiếp tục, cuồng anh kiệt một tiếng mắng to. Phân không ra thắng bại, đừng nghĩ đi, vọng thiên thần tử lạnh lùng nói. Chờ ta làm xong, trở lại đánh ngươi. Cuồng anh kiệt không chút nào ham chiến. Đi đâu? Đồng dạng tiếng hét phẫn nộ, phương Tây tinh không cũng có, cũng gào vang dội. Chính là liền kiều mộc, đánh đang khởi kình đâu. Chiến thiên hành ngưng chiến không làm. Sau đó tiếp tục. Chiến thiên hành bây giờ đáp lại,
cùng cuồng anh kiệt không có sai biệt. Đến nỗi ý nghĩ đi, cũng khác thường nhất trí, bạn gay tốt bị quần ẩu, cái kia phải giúp chàng tử, còn phải để cho đám kia không ra thế nào cần thể diện vật nhỏ, đều đường đường chính chính ghi nhớ thật lâu. Cũng như vọng thiên thần tử, liền kiều mộc chết truy không thả. Không đem chiến thiên hành quật ngã, hắn rất là không cam tâm. So sánh bọn hắn, vẫn là thanh niên tóc lam cùng bất hủ thần thể kính nghiệp, không ngừng chiến dấu hiệu, hơn nữa đều mở đỉnh phong chiến lực cùng bản mệnh dị tượng, từ phương xa nhìn đó chính là thành hai phe thế giới, chiếu đến tân quang một lần lại một lần va chạm, chấn tinh vực càn khôn hỗn loạn không chịu nổi. Thanh niên tóc lam này, đến tột cùng là nhà ai? Quá nhiều người hỏi thăm. Không biết a, kiến thức rộng lão bố nhóm, đều tập thể rung đầu. Chiến đến nước này khác, cũng không nhìn ra thanh niên tóc lam đường lối, càng thêm không biết lai lịch, chỉ biết cái kia hàng không là bình thường có thể đánh, dù là thiên tự bối tiên bảng đệ nhất, đều liên tiếp đẫm máu, thậm chí trước sau sau chiến chừng 800 hiệp, cũng không thể phân ra thắng bại. Người này rất mạnh. Cái này, là thanh niên tóc lam cùng bất hủ thần thể giữa lẫn nhau đánh giá. Ngang sức ngang tài một trận chiến, mới đặc sắc nhất, bên ngoài sân hô quát bài sơn đảo hải. Ai khi dễ tiểu đệ của ta? Bên này, cuồng anh kiệt đã giết đến, hét to gào bá khí ầm ầm. Sau đó chính là chiến thiên hành, quát to một tiếng cũng kèm theo vương bá chi khí, cái nào lấn đổ nhi ta. Tiểu tử ngươi thiếu ăn đòn a, cuồng anh kiệt mắt liếc chiến thiên hành. Đừng cùng ta gào to, ta tính khí không tốt, chiến thiên hành không chấp nhận. Cùng ai tính tốt tựa như, cuồng anh kiệt một tấm đại hắc kiểm, lão tử hô tiểu đệ, người mẹ nó đuổi chân liền đến một cái đổ nhi, ý tứ này. Ta gặp ngươi còn phải hô một tiếng đại gia thôi. Hai cái này đậu bức. Thế nhân một lời đánh giá, vẫn là rất đúng trọng tâm, rất thanh kỳ. Cũng đúng, cùng Triệu Bân Sương huynh gọi đệ, không có một cái là bình thường. Đậu bức về đậu bức, hai người vẫn là rất ra sức, như họ cuồng cái vị kia, nghịch thiên nhất đao, suýt nữa sinh bổ một tôn bán thần, cũng như chiến thiên hành, một cước đạp vỡ bán thần thân thể. Đánh xong uống rượu, Triệu Bân cười to một tiếng. Họ Triệu tính tiền. Hai người chăm miệng một lời. Có đôi lời thế nào nói đến lấy, huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạn kim, dùng để hình dung người khác, không thể thích hợp hơn. Triệu Bân mặc dù trạng thái không tốt, nhưng chiến lực vẫn còn, hai người mặc dù đều bị thương, nhưng cũng đều khí thôn bát hoang, cái này ba liên thủ đánh đoàn, có thể xưng tối cường tổ hợp. Đáng chết, chúng bán thần không ngăn được, sững sờ bị trùy toàn tuyến bị bại. Thế nhân nói không giả, tại chỗ mấy tôn yêu nghiệt, đều có đổ bán thần chiến lực. Nói đến yêu nghiệt, liền kiều mộc cùng vọng thiên thần tử cũng giết đến, nhưng hai người không phải đến giúp đỡ, là đến tìm riêng phần mình đối thủ, ân, cũng chính là chiến thiên hành cùng cái kia cá tính cuồng nhân tài. Sau đó cùng lại ngươi chiến, cuồng anh kiệt cùng chiến thiên hành tất cả mắng. Hai thần tử cũng không nghe bọn hắn nói linh tinh, khai chiến chính là sát sinh đại thuật. Thật sao, vốn là hỗn loạn đại chiến, bây giờ càng lộ vẻ hỗn loạn, bán thần đánh Triệu Bân, cuồng anh kiệt cùng chiến thiên hành đánh bán thần. Liền kiều mộc cùng vọng thiên thần tử, đánh cuồng anh kiệt cùng chiến thiên hành, Triệu công tử cũng kính nghiệp, liền nhìn chằm chằm cái kia thể phách tàn tật bán thần, hướng chết bạo trùy. Tóm lại, người đánh ngươi, ta đánh ta. Đại loạn đấu sao, thế nhân khóe miệng thẳng kéo. Lúc này, không ít người còn nhìn một chút phương Bắc tinh không, nếu thanh niên tóc lam cùng bất hủ thần thể, cũng gia nhập vào, đó mới là thật sự náo nhiệt, hôm nay tới một nồi món thập cẩm tính toán. Món thập cẩm không có, thần minh ngược lại là có như vậy một tôn. Đám người chiến lửa nóng nhất lúc, tinh không đột nhiên biến thành đen. Ngửa đầu đi xem, mới biết là một đám mây màn, che mênh mông càn khôn. Tiếp đó, chính là một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp, bao phủ tinh không. Ngừng. Thanh niên tóc lam cùng bất hủ thần thể, trước tiên ngừng chiến. Triệu Bân bọn người, cũng thông suốt định thân, cùng nhau ngửa ra con mắt. Lọt vào trong tầm mắt. Thì thấy một mảnh như hải dương giống như lăn lộn hắc ma sát. Thiên ma, mọi người đều hai mắt híp lại. Thần minh cấp thiên ma, thế nhân cũng run sợ. Tới một không dễ chọc, ma vương nhíu mày. Thần minh đi, cái nào đều không dễ chọc, cho dù là tối hạng chót cái kia. Bây giờ tới vị này, hắn là có ấn tượng, cùng hắn bản tôn một thời đại. Hôm nay quả thực hảo vận, sâu kín lời nói, tại mờ mịt vang vọng, như ma chú. Kèm theo một loại mê hoặc tâm thần con người ma lực, chớ nói nội tình không tốt giả, ngay cả bán thần đều gánh không được, cái gọi là hảo vận đi. Là bắt một tổ tử yêu nghiệt, mỗi đều lai lịch bất phàm. Lời nói chưa dứt, thì thấy một đạo bóng người mơ hồ, tại thương miểu hiển hóa. Là thiên ma không thể nghi ngờ, được một kiện màu đen đại bào, khó gặp tôn dung.
Thế nhân thần sắc ngơ ngẩn, rõ ràng có thể trông thấy người kia, lại xa xôi đến chỉ có thể nhìn mà thèm, đó là một tôn chân chính thần minh, cho dù thần minh quang huy là màu đen, theo như mặt trời rực rỡ, đáng sợ đến cực điểm ma đạo thần âm, tựa như địa ngục tới tang khúc, là vì hắc ám nhạc đệm. Không tệ, là hắc ám, phùng tinh không này đã không thấy quang minh. Hoặc có lẽ là thiên ma đem bọn hắn kéo vào thần minh không gian. Còn có càng không biết xấu hổ, cuồng anh kiệt hí hư một tiếng. Ta nói mí mắt sao nhảy không ngừng, chiến thiên hành chậm chậm nói. Khí tức thật quen thuộc, triệu bân thì thào một lời, nhớ lại ngày xưa táng long đảo, bên trên bịt lại một tôn bán thần cấp thiên ma, sau cùng kiếm thánh đại chiến, tôn kia thiên ma bản nguyên khí, cùng cái này thần minh thiên ma, dị thường tương tự, khó tránh khỏi có cực lớn liên quan. Oanh! Ầm ầm, băng lãnh tinh không, ma vụ mãnh liệt, khi thì có lôi điện trong bóng đêm xé rách. Không có người tái chiến, cũng không người đang xem kịch, đều đang ngước nhìn tinh không, ngửa mặt nhìn người áo đen kia ảnh, đó là một tôn thiên ma, cũng là một tôn thần minh, như thế gian quân vương, quan sát thế gian. Vĩnh hằng thể, bất hủ thể, bá thiên thần thể. Lại còn có bên ngoài vũ trụ, quả thực thú vị. Thần minh thiên ma u cười, giải rác một lời, theo như ma chú, họa loạn thế nhân tâm thần. Còn đánh nữa thôi. Cuồng anh kiệt ực một hớp rượu, là đối với vọng thiên thần tử nói. Vọng thiên thần tử không ngôn ngữ, chỉ nhìn chằm chằm thương miểu nhìn, trong tròng mắt quang, vô cùng cực nóng, thần minh đều tới, còn đánh cọng lông, so sánh cái họ này cuồng, cái kia tôn thần có vẻ như càng kháng đánh. Như hắn. Liền kiều mộc cũng là trong mắt nốt hỏa, đó là phấn khởi ánh lửa. Đâu chỉ hai bọn họ, phàm tại chỗ nghịch thiên yêu nghiệt bao quát triệu bân ở bên trong, đều khí huyết bốc lên. Thần minh không phổ biến, hiếm thấy bắt được cái sống, sao chả có chút ép không được kích động đâu. Thần minh không dễ chọc, lời giống vậy, ma vương lại nói một lần. Nhưng, lời này còn có nửa câu sau, nghịch thiên cấp yêu nghiệt, cũng không dễ chọc. Thần minh lại như thế nào, tại tiên giới là bị càn khôn áp chế. Như thế, gọi hắn là bán thần cấp thần minh, càng thêm xác thực. Vừa bị áp chế đến bán thần, liền không có khả năng tuyệt đối trưởng khống cục diện. Năm đó Nguyệt Thần nhập môn tiên vương, liền đồ một tôn thần, đám người này mới tiến đến một khối, đồng dạng có thể đồ thần, càng không nói đến, còn có nhiều như vậy quần chúng bên trong cũng không thiếu bán thần cùng đỉnh phong tiên vương, hợp nhau tấn công, đập chết tôn này thiên ma, nên không có vấn đề. Trước tiên nhất trí đối ngoại, không có người phản đối a. Chiến Thiên Hành nói, vẫn không quên nhìn sang liền kiều một cùng chúng bán thần. Lời nói rất rõ ràng, ai mẹ nó lại đấu tranh nội bộ. Cẩn thận gặp báo ứng. Liền kiều mộc không nói, quyền đương chấp nhận, các vị bán thần đi. Cũng không dám lải nhải, tôn này thần minh thiên ma, rõ ràng kẻ đến không thiện, muốn đem bọn hắn tận diệt, cho dù là muốn đánh, cũng phải trước tiên đem thiên ma thu thập, đám khán giả càng không ý kiến, đặc biệt là không đầy đủ giả, thở mạnh cũng không dám một tiếng, bọn hắn đạo hạnh quá thấp, phải tìm chút cái đùi ôm một cái, tại chỗ tiền bối cùng cái kia một loại yêu nghiệt cũng là đùi, còn chỉ vào bọn hắn giết thiên ma đâu. Muốn mạng sống, liền phải vô điều kiện ủng hộ. Lũ sâu kiến, run rẩy a, thiên ma một lời cô quạnh. Dứt lời, thì thấy tinh không giấy lên đen như mực liệt diễm, nghiễm nhiên thành một cái lò luyện. Thần minh thiên ma mục đích rất rõ ràng, muốn đem tất cả mọi người ở đây, toàn bộ luyện hóa. A, hỏa diễm một khi giấy lên, liền nghe tiếng kêu thảm thiết. Phần lớn là một ít bối, nội tình không tốt, cái nào đỡ được thần minh rèn luyện, ngắn ngủi một cái chớp mắt. Liền bị hỏa táng, luyện ra từng sợi quang, thì bay về phía mờ mịt, chui vào thiên ma thể nội, đây không phải là quang, là bị luyện hóa giả bản nguyên, chỉ có điều mạnh yếu khác nhau. Đi vào. Không thiếu lão bối phật tay, đem bên cạnh thân tiểu bối thu vào tử phủ, cung cấp bọn hắn tị nạn. Đương nhiên, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, chỗ tránh nạn không phải trắng dùng, chờ thu thập tôn này thiên ma, là phải giao tiền thuê nhà, đến nỗi giao bao nhiêu, vậy thì xem người tâm tình. Lại nhìn ta đồ thần. Vọng thiên thần tử quát to một tiếng, người thứ nhất giết vào thương miểu. Lời này, nghe người thiên ma sững sờ, đồ chơi gì? Đồ thần. Thế nhân không có gì dị nghị, vọng thiên thần tử mặc dù cuồng vọng điểm, nhưng hắn đích xác có cùng thần minh cứng rắn làm tư bản, nơi này thần, là tu vi chỉ bị áp chế, liền như thế khắc tôn này ma. Không biết lượng sức. Thần minh thiên ma đầy mắt khinh miệt, một trường từ thiên che xuống. Vọng thiên thần tử cũng là tên hán tử, ngược gió liền lên, hắn là rất có tự tin, Nguyệt Thần trước kia nhập môn tiên vương liền đồ thần minh, cùng là tiên vương hắn, tự nhận cũng có thể. Chanh! Hắn một kiếm hoạch xuất ra một đạo tiên hà, cực
cứng rắn bổ ra giả thiên đại thủ. Vì thế, hắn cũng nghênh không đẫm máu, không chịu nổi thiên ma trưởng uy, cánh tay phải tại chỗ đánh gãy diệt, thậm chí phía trước một cái chớp mắt vừa xông lên, chỉ suốt một chiêu, một giây sau liền rơi xuống. Đồ thần! Một tôn yêu nghiệt suy tàn, còn có mấy tôn yêu nghiệt giết vào tinh khung. Từ xuống nhìn, vọt lên tận trời người, tựa như từng đạo cực quang. Hạt gạo chi quang, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Thiên ma hừ lạnh một tiếng cô quạnh, tùy theo vung cánh tay lên một cái. Đầy trời ma mang chợt hiện, thành đao quang kiếm ảnh đầy trời phách trảm. Phốc, phốc, chói mắt huyết quang, một đạo tiếp một đạo ngạo nghễ nở rộ. Bất hủ thần thể đẫm máu, suýt nữa bị một đạo kiếm quang sinh bổ. Triệu Bân bọn hắn cũng không tốt gì, không chịu nổi không khác biệt công phạt. Đồ thần khẩu hiệu, cũng là khí thôn bát hoang. Nhưng bọn hắn chiến lực, có vẻ như đều kém chút ý tứ. Các ngươi, cuối cùng không phải nguyệt thần. Ma vương hít sâu một hơi, luận độc chiến, tại chỗ tùy tiện sách ra một cái, đều khó có khả năng chiến qua thần minh thiên ma. Triệu Bân có lẽ có thể, thế nhưng tiểu tử, chỉ là một cái chuẩn tiên vương, lại còn bị pháp tắc phản phệ. Nếu hắn tiến giai đạo hư cảnh, nếu hắn vô pháp tắc độc hại, khó tránh khỏi có thể phá nguyệt thần năm đó sáng lập thần thoại. Cũng không sao, độc chiến chơi không lại, vậy liền quần ẩu. Hôm nay là một ngày tốt lành, chiến trận đầy đủ khổng lồ. Bất hủ, thần thiên. Bất hủ thần thể tiếng quát chấn thiên khung, động một loại đáng sợ cấm pháp. Theo hắn dứt lời, thì thấy một đạo nhuộm thần minh sắc thái vầng sáng, lấy hắn làm trung tâm, vô hạn hoành phô tinh không, những nơi đi qua. Thiên ma sử dụng đao quang cùng kiếm ảnh, tất cả đều băng diệt. Kiếm, vô cực. Thanh niên tóc lam hai ngón băng lãnh, cũng mở sát sinh đại thuật. Hắn một đạo kiếm quang hoành quán càn khôn, kiếm ý bẻ gãy nghiền nát. Thiên ma bị nhất kích mệnh trung, bị chém lùi lại nửa bước, trong mắt rất nhiều dị sắc, thời gian kiếm đạo. Không bằng hắn phản ứng, lại cảm giác hủy diệt chi ý. Đâm đầu vào, có một mảnh vĩnh hằng quang huy đụng tới. Là Triệu Bân mở vĩnh hằng chi môn. Vĩnh hằng một mạch tuyệt đối công phạt. Nho nhỏ chuẩn tiên vương, cũng dám công ta. Thiên ma nhấc lên một mảnh ma hải. Nhưng, ma hải không ra thế nào đủ nhìn, trong khoảnh khắc liền bị vĩnh hằng quang huy tồi diệt. Thiên ma kêu đau một tiếng, lại bị đánh lui nửa bước, ánh mắt có phiền muộn bao nhiêu. Hư vô, cấm diệt. Liền kiều mộc giết tới, hai tay giao nhau huy động, mở một đen một trắng lưỡng cực quang. Cái này hai đạo ánh sáng rất tà dị. Chỉ ở lúc ra chiêu hiển hóa, cũng chỉ thoáng hiện. Hắn lực sát thương vô song, thế nhân là mắt thấy thần minh thiên ma, lại lùi lại nửa bước. Bá thiên, quét ngang bát hoang. Cuồng anh kiệt cái này hét to, gào gọi là một cái bá khí. Một đao này không bôi nhỏ kỳ danh, trăm trượng đao mang quét ngang càn khôn. Ngô, thiên ma tiếng rên rỉ ảm đạm, lần nữa bị chặt lui nửa bước. Cực nói, vạn pháp tề thiên, chiến thiên hành đạp không mà tới. Một đạo ngân hà hoành quán cửu tiêu, đánh cho thiên ma một hồi lảo đảo, đầu vai còn nhiều thêm một đạo huyết khe, khô diệt chi quang lóe sáng. Có hy vọng, gặp chúng yêu nghiệt đều như vậy hùng hổ, thế nhân phá lệ tới tinh thần. Bọn hắn phấn khởi, thiên ma bên này tức giận rồi, cho dù bị áp chế, hắn vẫn là thần minh, vẫn là chí tôn, cư nhiên bị một đám sâu kiến liên tiếp đánh lui, quả thực thật mất mặt. Các ngươi, chọc giận tới ta. Thiên ma gầm lên một tiếng, rung động hạo vũ tinh khung. Hắn chống ra thần minh dị tượng, thành một mảnh rộng rãi đại thế giới, trong đó thi cốt chồng chất thành núi, máu tươi chảy tràn thành sông, có màu đen thái dương treo cao, có ngôi sao màu đỏ ngòm tô điểm. Oanh, phanh, Triệu Bân mấy người cũng không rơi vào thế hạ phong, nhao nhao diễn xuất dị tượng. Đó là một bộ cực thật lớn tràng cảnh, dị tượng chỗ buộc vòng quanh từng mảnh đại thế giới, tất cả tiên hoa lồng mộ, tia sáng chiếu rọi hắc ám, đủ loại ảo diệu đại đạo thiên âm, đủ loại vang vọng. Tới phía sau đấu pháp, liền phá lệ dã man. Chúng yêu nghiệt từ tứ phương vây công, chống đỡ đại thế giới, lần lượt va chạm thần minh ma thổ, mỗi có một lần va chạm, song phương đại giới liền sụp đổ một lần, hủy diệt vầng sáng từng đạo lan tràn, thậm chí muốn giết tới trợ chiến người, đều không thể tới gần, bị đụng đổ từng mảnh từng mảnh. Cảm giác vừa vặn rất tốt, chiến thiên hành nhìn sang Triệu Bân cùng cuồng anh kiệt. Ngươi nói xem, lão cuồng sắc mặt tái nhợt, dị tượng sụp đổ tác động đến căn nguyên. Phốc. Vẫn là Triệu công tử càng trực tiếp, liền dứt khoát không có đáp lời, phun ra một ngụm lão huyết. Hắn chiến lực còn có thể, làm gì tu vi không tốt, thêm nữa pháp tắc phản phệ, rất khó chịu. Trên thực tế, tham chiến chúng yêu nghiệt, không có một cái là dễ chịu, dù là thể phách đến gần vô hạn cực cảnh bất hủ thần thể,
này lại cũng không ngừng ho ra máu, dù sao đối phương là một tôn thần. Cái này, làm sao có thể? Nhìn thần minh thiên ma, đã không phải buồn bực, bây giờ nghiễm nhiên đã ở hoài nghi nhân sinh. Hắn sợ là đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp đám này yêu nghiệt, quá mẹ nó trời sinh tính. Diệt! Chúng yêu nghiệt tất cả hét lớn, chống đỡ đại thế giới liều mạng va chạm. Thần minh ma thổ gánh không được, trong đó tinh thần liên miên nổ nát, treo ở trong đó thái dương, cũng ẩm vang băng diệt, còn có núi thây biển máu dị tượng, bây giờ cũng hủy thành phế tích. Phốc! Thần minh phun máu âm thanh, nghe vẫn là rất êm tai động lòng người. Thần lại như thế nào, bản mệnh dị tượng hủy, phản vệ cũng là rất chán ghét. Đồng dạng đang hộc máu, còn có chúng yêu nghiệt, bọn hắn dị tượng cũng hỏng mất. Giết! Thiên ma lộ giữ tợn sắc, toàn bộ tinh không đều vù vù lắc lư. Hắn thay đổi hình thái, hóa thành một tôn nguy nga cự nhân như núi. Đây là hắn Zedo Maso, chỉ có điều, cùng hắn dung thành một thể. Làm ta sợ, cuồng anh kiệt khí huyết ngập trời, trực tiếp mở bá thể. Tùy theo chính là Triệu Bân Vĩnh Hằng kim thân, mấy vị khác đi. Cũng đều có dựa dẫm, đều là giống kim thân cùng bá thể bề ngoài hoặc tiên tàng, kích thước mặc dù không bằng thiên ma Zedo Maso, nhưng cũng như núi anh hung hãn, quả thực để cho thế nhân mở rộng tầm mắt, đó là một đám đại gia hỏa a. Đều đừng kinh sợ, chơi hắn. Vẫn là họ cuồng, thứ nhất sách đao giết đi lên. Cũng không cần hắn gào to, chúng yêu nghiệt cũng đều chiến ý dâng cao. Oanh, phanh, hủy thiên diệt địa đại chiến, tức thì kéo ra màn che. Ngửa mặt lên trời đi xem, một màn kia tặc có ý tứ, thuộc thiên ma chiều cao cao nhất, đến nỗi chúng yêu nghiệt, đều hơi kém phong tao, thật giống cực kỳ một đám học sinh cấp 2, đang quần đấu một cái học sinh cao trung. Tinh không hỗn loạn, khắp nơi đều là sấm sét vang dội. Hủy diệt cảnh tượng một bộ tiếp một bộ diễn dịch, gì cái không gian gì cái càn khôn, hoàn toàn lật đổ, tại trong sụp đổ lần lượt gây dựng lại. Trợ chiến, không chịu cô đơn bán thần cấp, đều kích động. Nhưng, gặp bọn hắn mang theo gia hỏa giết tới, đều sẽ bị dư ba đẩy lui. Liền bọn hắn đều như vậy, càng chớ nói tiên vương cấp, có vẻ như chỉ nhìn hí kịch phần. Thần minh thiên ma vô cùng cường đại, nhưng một bọn yêu nghiệt nhóm, cũng đều là thuộc xúc sinh, mỗi cái đều là siêu thường quy bộc phát chiến lực. Không có mạnh nhất chỉ có mạnh hơn, đánh thiên băng địa liệt. Giết! Thiên ma uy nghiêm lời nói lạnh như băng, tựa như không diệt ma chú, vô hạn vang vọng tinh khung. Tung bị áp chế đến bán thần, hắn vẫn như cũ điếu tạc thiên, đánh chúng yêu nghiệt đẫm máu hư không. Vì thế, hắn cũng thanh toán thảm liệt đại giới, nhìn cái kia thần minh thể phách, nghiễm nhiên đã dính đầy ma huyết. Quá mạnh mẽ, vậy mà có thể cứng rắn làm thần minh. May là tại tiên giới, có tu vi áp chế. Nếu có thể đồ thần, mọi nhân kiệt nhất định danh thủy thiên cổ. Có đại chiến tự có quần chúng, đã nói xong quần ẩu thần minh, nhưng từ chúng yêu nghiệt giết tới, thế nhân có vẻ như liền không xen tay vào được, ngay cả bán thần đều bị dư ba đụng đổ, ai còn dám hướng phía trước góp, nếu dùng cái này làm phân tích, nguyệt thần năm đó nên khủng bố đến mức nào, nhập môn tiên vương đồ chí tôn A. Phốc, vạn chúng chú mục phía dưới, thiên ma lại một lần tổn thương, thần minh huyết vùng vãi hắc ám. Lần này hắn thương có chút thảm, thần minh cấp thân thể, đều bị đánh tan rách ra. Ta, chính là thần minh, thiên ma vừa hô như oanh lôi, chấn tiên khung lắc lư. Hắn không ra thế nào hô còn tốt, cái này hét to gào ra, đám người càng sinh mãnh, đánh chính là thần. Thiên ma tức giận, vét sạch ngập trời ma sát. Chúng yêu nghiệt không sợ, chiến ý như liệt diễm thiêu đốt. Càn khôn lại ầm vang rung động, là song phương mở bí thuật đối oanh, thiên ma thần uy vô song. Sát sinh đại thuật tần suất, chúng yêu nghiệt liên thủ hợp lực công phạt, cũng là bí thuật huyền pháp tầng tầng lớp lớp, đầy trời cũng là đao mang, kiếm quang, trưởng ấn. Đụng thiên vụ ánh lửa bắn ra bốn phía. Dễ chói mắt cái nào. Ngửa đầu nhìn thế nhân, thần sắc ngơ ngẩn, quá nhiều người đều bị nhiếp mở mắt không ra. Thiên ma như một vòng đen nhánh thái dương, ma quang phổ chiếu, chúng yêu nghiệt thì như sáng chói tinh thần, chói mắt tinh huy, phảng phất từng đạo vĩnh viễn không tắt khói lửa, xua tan hắc ám. Điên cuồng, vô luận là thiên ma vẫn là chúng yêu nghiệt, đều chiến đến điên cuồng. Huyết vũ như quang vũ, chiếu đến bay múa lôi đình cùng sấm sét, vùng vãi lở mở thiên. Thật không hổ là thần minh, như câu nói này, chúng yêu nghiệt trong lòng đều tại lẩm bẩm ngữ. Bọn hắn kiến thức cái gì là cường đại, tựa như tôn này ma, cho dù là bị áp chế tu vi, vẫn như cũng như một tòa nguy nga bằng bạc sơn nhạc, mặc cho bọn hắn như thế nào công phạt, đều không thể đẩy ngã, đồ thần. Khó như lên trời cái nào, giết hết cùng đánh bại, hoàn toàn là hai khái niệm. Tú Nhi, ngươi là như thế nào đồ chí tôn cái nào?
Triệu Bân tâm cảnh như mãnh liệt sóng lớn, thật lâu không thể bình tĩnh. Chân chính cùng thần chiến, mới biết chí tôn đáng sợ, khó có thể tưởng tượng, nhập môn tiên vương nguyệt thần, đến tột cùng mạnh đến mức nào, có thể giết hết thần minh, bằng chính là cỡ nào vĩ lực. Là ta quá yếu. Thiên ma diện mục, là càng đánh càng dữ tợn, thuận tiện. Còn tại hoài nghi nhân sinh. Hắn là khó có thể tin, bọn nhóc con này cũng là ăn gì lớn lên, sao như vậy kháng đánh, vẻn vẹn kháng đánh ngược lại cũng thôi, còn tặc mẹ nó có thể đánh, chém hắn một đao dị thường đau. Đại la thiên tay, Triệu Bân đăng thiên mà đến, lật tay một trưởng phủ xuống. Một cái chớp mắt này, hắn triệu thủy tổ hư ảnh, tâm cảnh phù hợp, trưởng uy nghịch thiên. Thiên ma một bước không có đứng vững, ầm vang quỳ xuống đất, Zedo Maso bị một trưởng đánh cho tàn phế. Diệt! Chiến thiên hành huy kiếm phát họa ngân hà, triệt để đả diệt Zedo Maso. Ăn ta một đao, cuồng anh kiệt vượt trời đánh đến, một đao quét ngang bát hoang. Cùng với chẳng phân biệt được tuần tự, là bất hủ thần thể, bất hủ đạo pháp hủy thiên diệt địa. Huyết quang tùy theo chợt hiện, tất cả thiên ma đẫm máu, cánh tay phải hiểm bị cuồng anh kiệt nhất đao chém rớt, mà bất hủ thần thể tuyệt diệt nhất kiếm, thì cho hắn lồng ngực đâm ra một đạo xâm nhiên lỗ máu, không đợi thở một ngụm. Liền kiều mộc cùng vọng thiên thần tử liền một trái một phải giết đến, một quyền một trường, đánh hắn lảo đảo lay động, ma cốt nhuộm thần minh huyết, sụp đổ đầy tinh khung. Còn chưa xong, sau đến thanh niên tóc lam, hủy diệt nhất kiếm lững thững tới chậm. Thời gian kiếm đạo đi, thời gian chi đạo cùng kiếm đạo dung hợp, uy lực vô tận. Một kiếm này, để cho thiên ma rất khó chịu, bởi vì tổn thương chính là hắn nguyên thần chân thân. Đánh, nện chết hắn, cuồng anh kiệt gào vang dội. Cũng thuộc về hắn sông mạnh nhất. Châm ngôn nói rất hay, thừa dịp người bệnh muốn mạng người, chân lý này, tương tự thích hợp với thần. Oanh, phanh, nghịch thiên yêu nghiệt đánh đoàn chiến, tràng diện vẫn là rất nguy nga. Quần ẩu đi, không có gì cái kỹ xảo, hướng chết lộng là được rồi. Thiên ma lúng túng, sao cái oanh liệt cao minh, từ ma tượng vỡ nát, liền không có đứng vững qua, mỗi lần muốn đánh cái phản công, đều bị cường thế đánh về. Quỷ hiểu được đám này thằng nhãi con tại đại chiến phía trước, có phải hay không ăn tê dần túi thuốc súng, càng đánh càng mạnh, mỗi sinh long hoạt hổ. Muốn cười, ma vương cất tay, là cái trung thực quần chúng. Tốt xấu là một tôn thần, lại bị một tổ tiên vương chùy không ngóc đầu lên được. À không đúng, không phải một tổ tiên vương, trong đó còn có một cái chuẩn tiên vương. Bất quá, muốn đổ thần, vẫn là kém chút ý tứ, hoặc giả thuyết là thiếu một dạng đồ vật, thiếu vật gì lạc. Thiếu một tôn có thể đồ diệt thần minh binh khí, cũng chính là cực đạo thần binh, lấy chúng yêu nghiệt đạo hạnh, cũng chỉ có dùng thần binh, mới có thể chân chính hủy diệt thần minh nguyên thần. Nói đến cực đạo thần binh, hắn không khỏi nhìn nhiều thiên ma một mắt. Ác chiến mấy trăm lần hợp, cũng không thấy tên kia động bản mệnh pháp khí. Theo hắn suy nghĩ, thiên ma giống như không mang bản mệnh khí, cũng hoặc bản mệnh khí đã hủy, trong tay có một thanh tiện tay thần binh, tình cảnh hẳn là tốt một chút, nhưng cũng giới hạn tại tốt một chút. Ngay cả thần minh bản tôn đều bị áp chế, càng đừng nói là binh khí, rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Đánh bất diệt a. Chiến thiên hành khí huyết bị bại không thiếu, đã chiến đến cực hạn. Những người khác cũng gần như, bọn hắn kháng đánh, thần minh càng kháng đánh, thật muốn liều mạng tiêu hao, rõ ràng không đấu lại, cùng chết như vậy, tung chiến đến tiên lực khô kiệt, cũng đặt xuống không ngã tôn này thần minh. Nhà ngươi thần binh đâu? Cuồng anh kiệt truyền âm vọng thiên thần tử. Tại thần giới. Vọng thiên thần tử trạng thái, cũng không thế nào tốt. Lúc trước, là hắn thứ nhất hô to muốn đổ thần, lúc này hẳn là thuộc hắn tối ỉu xìu nhi, nên bị đánh không có tính khí, là hắn xem thường thần minh, quá mẹ hắn kinh khủng. Có thể hay không triệu hoán thần binh, cuồng anh kiệt lại nhìn liền kiều mộc cùng bất hủ thần thể. Tại thần giới, hai thần tử đáp lại, cùng vọng thiên thần tử không có sai biệt. Nếu không thì, ta rút lui a. Họ cuồng không điên, không có thần binh khó mà đổ thần. Không có người lý tới hàng này, như liền kiều mộc bọn người, đều nhìn về Triệu Bân cùng thanh niên tóc lam, càng chú ý đại la thánh tử, tiên tông cực đạo thần binh là tại tiên giới, có lẽ có thể triệu hoán, còn có nhiễm tóc xanh cái vị kia, tới này cái giờ vũ trụ, liền không có mang hộ một chút trang bị tới. Không có, thanh niên tóc lam lắc đầu, có thần binh sớm mẹ nó xách đi ra. Thật sao, đám người hy vọng đều rơi vào trên thân Triệu Bân, đại ca, xem ngươi rồi. Cho ta một chút thời gian. Triệu Bân trà sát khóe miệng máu tươi, lúc này rút khỏi. Hắn cái này rút lui, chúng yêu nghiệt tử chiến không lùi, không giết chết cái này tôn thần thể không bỏ qua. Thiên ma như cái ác quỷ, cười dữ tợn không chịu nổi, đánh không lại đám này yêu nghiệt hắn nhận, nhưng nghĩ đồ diệt hắn, còn kém chút mới nói đi,
như vậy muốn đánh, nhìn bản thân mài chết ngươi nha. Bên này, Triệu Bân đã lùi đến bên ngoài chiến trường, chậm rãi đóng con mắt. Tỉnh ngủ không có, hắn triệu hoán tại Tiên Tông Long Uyên. Lão đại, Long Uyên phá lệ phấn khởi, kiếm thể ong ong rung động. Tìm Đại La Thần Kiếm, Triệu Bân không nói nhảm. Nó không tại, Long Uyên treo ở giữa không trung. Thần kiếm bất tại Tiên Tông, Triệu Bân lông mày trao lên. Đã cùng Không Niệm Thiên đã biến mất nhiều ngày, Long Uyên đảo. Biến mất. Trong lòng Triệu Bân thì thào một lời, ánh mắt sáng tối chập chờn. Thần giới sắp giải phong, ở giờ phút quan trọng này, Tiên Tông trưởng giáo cùng Đại La Thần Kiếm lại đều không có ở đây, ra ngoài du lịch ngắm cảnh. Vẫn là nói, Đại Càn Khôn bất ổn, gặp quỷ quyệt biến cố. Phanh. Phương xa oanh minh, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hắn nhìn lên, vừa gặp lão cuồng đẫm máu, bị thiên ma một trưởng đánh bể bá thể. Những người khác cũng toàn thân huyết lâm, chiến ý tuy cao thế nhưng tiên lực không tốt, đã thấy xu hướng suy tàn. Trái lại thiên ma, thảm là thảm rồi chút, vẫn như cũ cứng chắc, hắn là thần minh, cùng với liều mạng tiêu hao, đánh lâu tất bại, vẫn là câu nói kia, đánh bại cùng đồ diệt, hoàn toàn là hai khái niệm. Giết! Chúng bán thần hét lớn một tiếng, trùng thiên sát vào chiến trường. Tiên vương cũng không nhàn rỗi, ngăn ở tứ phương cùng với đánh phối hợp. Có bọn hắn trợ chiến, chúng yêu nghiệt áp lực chợt giảm, nhưng cũng chỉ là giảm bớt áp lực. Muốn đầu thần, còn phải một tôn cực đạo thần binh, bằng không, đều sẽ bị thần minh mài chết. Triệu Bân thu con mắt, lật tay lấy ra thiên thương lệnh bài. Đại La Thần Kiếm không tại, không mai mối giới cùng với câu thông, khó mà triệu hoán. Như thế, đành phải cầu viện một vị khác thần khí, cũng chính là thiên thương thần kiếm. Lệnh bài là thiên thương lệnh bài, thần kiếm là thiên thương thần kiếm, hẳn là có thể làm môi giới. Thấy hắn tay cầm lệnh bài, đặt ở chỗ lồng ngực, nhẹ nhàng đem hắn sáp nhập vào thể phách. Xong, hắn liền đứng cái kia bất động, tựa như một tòa pho tượng. Thế nhân nhìn nóng lòng, chiến thần minh người kháng không bao lâu. So sánh bọn hắn, ma vương cũng rất bình tĩnh, hắn ưa thích tuyệt địa lớn đảo ngược kiều đoạn, có thể đem thiên thương thần kiếm gọi đến, trận chiến này có thể đồ thần, nếu là chịu không tới, hôm nay nhất định gặp nạn, tại chỗ có một cái tính một cái, cũng khó khăn trốn vận rủi. Tôn kia ma rất hung tàn. Ta nói, người được hay không a? Cuồng Anh Kiệt lại gân giọng mở gào. Chúng yêu nghiệt cũng muốn hỏi, gặp Triệu Bân không nhúc nhích, sẽ không ngủ thiếp đi a? Triệu Bân không có đáp lại, được hay không đến thử xem mới biết, dù sao không phải là hắn pháp khí. Một trong nháy mắt, hắn duỗi tay phải, có thể gặp bàn tay ở giữa, có từng đạo bí văn khắc ra, hơn nữa còn đang lưu chuyển chậm chậm, tại hắn nơi lòng bàn tay, tụ trở thành một đạo giống như ngầm phát hiện đồ đằng. Cái kia là thiên thương một mạch đồ đằng, tất cả bởi vì hắn cùng với lệnh bài hòa thành một thể. Này lại là một loại ấn ký, cũng có thể xưng là một loại lạc ấn. Có thể hay không gọi đến thần khí, này lạc ấn là mấu chốt, nó chính là môi giới. Hắn bình tĩnh này, phe bên kia chiến thiên băng địa liệt, thiên ma không hổ một tôn thần minh, cho dù bị chúng mạnh quần ẩu, vẫn như cũ ổn được trận cước, đem một đám yêu nghiệt hao tổn tiên lực bị bại, cũng đem một đám bán thần, đánh đầy trời bay tứ tung. Chiến cuộc nghiễm nhiên đã ở nghịch chuyển. Không chịu nổi, vọng thiên thần tử ho ra máu không ngừng, thể phách tại sụp đổ. Đâu chỉ hắn, tại chỗ yêu nghiệt có một cái tính một cái, đều đã mặt không có chút máu. Tôn này thần minh quá mẹ nó cứng chắc, bọn hắn át chủ bài ra hết, lại vẫn đặt xuống không ngã. Ta, chính là thần minh. Đồng dạng một câu nói, vẫn là như vậy uy nghiêm băng lãnh. Thiên ma động cực đạo thần thông, thần minh ma hải mãnh liệt lăn lộn. Đúng lúc gặp chúng cường sát đi lên, tại chỗ bị đụng đổ ra ngoài, tất cả gặp thần uy va chạm, nội tình kẻ yếu, thân thể tại chỗ nổ diệt, thảm nhất vị kia, nguyên thần chân thân đều suýt nữa hủy, thậm chí lờ mờ trên trời, thành huyết quang một mảnh, huyết vũ như quang vũ lăng thiên vung vãi. Sâu kiến, tuyệt vọng sao? Thiên ma quân lâm cửu thiên, quan sát bát hoang. Bởi vì cái này một lời, ma sát lại một lần bao phủ. Chúng yêu nghiệt lung la lung lay, đã đứng không vững, liền bọn hắn đều như vậy. Càng chớ nói người khác, không có một cái có hoàn chỉnh thể phách, đều bị thần minh đánh cho tàn phế, nào còn có nửa điểm hình người. Cho dù là không có cam lòng, nhưng thiên ma lời nói, vẫn là không người đáp lại. Lúc trước, bọn hắn là giết không chết thần minh, bây giờ đi. Đã là chiến không được. Chí tôn nghiêu bức a, cho bọn hắn từng cái một, đều hao tổn không ngóc đầu lên được. Ảm đạm tinh không, lại bị bóng tối bao trùm, đó là một loại tên là tuyệt vọng khói mù. Người tham chiến thương thì thương tàn thì tàn, bản mệnh tiên lực cực điểm khô bại, chiến lực cũng đều còn thừa lác đác,
bằng gì đi chiến thần minh, lại lấy cái gì, đi dung chuyển tòa kia nguy nga cự nhạc. Thần kiếm, tới. Thế nhân đang lúc tuyệt vọng, đột có một tiếng âm vang hét to vang vọng. Tùy theo, chính là kiếm minh lóe sáng, có một đạo thần quang hoành quán hoàn vũ. Tất nhiên là thiên thương thần kiếm, không nhìn không gian nhanh đến cực hạn. Nó phá vỡ hắc ám, cũng xé rách ma vụ che lấp. Tích tắc này, bao quát thiên ma ở bên trong tất cả mọi người, đều xuống ý thức ngửa ra con mắt, là mắt thấy thần kiếm xẹt qua bầu trời, cổ xưa tang thương thần uẩn, mang theo cuốn lấy thần minh chi quang, thành trong bóng tối sáng chói nhất một vòng, kiếm khí cùng chí tôn quang huy sen lẫn cùng múa. Gọi đến, chúng mạnh ánh mắt cực nóng, phấn khởi vô cùng. Thần khí, thiên ma hai mắt híp lại, sắc mặt không ra thế nào dễ nhìn. Đám người này giết không chết hắn, nhưng nếu có thần khí, vậy thì nói khác. Là hắn nghiêm trọng đánh giá thấp cái kia tiểu chuẩn tiên vương, có thể gọi đến thần kiếm. Ông, vạn chúng chú mục phía dưới, thiên thương thần kiếm vững vàng đã rơi vào trong tay Triệu Bân. Kiếm nơi tay, hắn bước cách trong nháy mắt viên mãn, thể phách nở rộ vạn đạo tia sáng. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta hôm nay nộ khí rất lớn. Cuồng anh kiệt đứng vững vàng. Chúng yêu nghiệt cũng lau khóe miệng máu tươi, lão cuồng nộ khí lớn, bọn hắn nộ khí cũng không nhỏ, lúc trước không có thần binh, bọn hắn giết không chết thần minh, lần này có thần khí, cái kia phải luyện thêm một chút, đánh bạc tính mệnh cũng tốt, mặt dày mày dạn cũng được, nhất thiết phải giết chết tôn kia ma đầu. Thần binh, Triệu Bân cầm trong tay cực đạo thần kiếm, không là bình thường có lực lượng. Đồ đằng môi giới quả nhiên dễ dùng, tay phải cầm kiếm rất cảm thấy thân thiết. Cái này, đều thuộc về công với thiên thương lệnh bài, cùng với dung hợp có thể dùng thần kiếm. Nguyện ngươi trợ uy, cùng ta đồ. Triệu Bân trong miệng cái kia thần chữ còn chưa nói ra, liền nghe thần kiếm vù vù run lên, như một đạo cực quang xuyên thẳng thiên tiêu, bởi vì Triệu Bân tay nắm lấy chuôi kiếm, cũng bị một đường mang hộ đi lên, góp nhặt bức cách, cũng trong nháy mắt nát một chỗ. Xong việc, thì thấy thế nhân hai con mắt, trên dưới trái phải chuyển động. Cái nào đó họ Triệu nhân tài, tựa như muốn cho bọn hắn tú một lớp cái gì là chạy trốn. Vì cái gì nói như vậy lạc, chỉ vì tên kia chính như một vệt sáng, đầy tinh không tán loạn. Dừng lại. Triệu Bân thầm mắng, siết chặt chuôi kiếm không buông tay, liền sợ thần kiếm chạy. Hắn cũng không muốn tán loạn, là thanh kiếm này không thành thật, giống như một thớt ngựa hoang mất cương, túm đều túm không được, như vậy trang trọng mà nghiêm túc cảnh tượng hoành tráng, nhất định phải chỉnh lúng túng như vậy sao? Quả nhiên, mượn đồ vật khó dùng, một lời không hợp liền bỏ gánh không làm. So với hắn lúng túng hơn, là chúng yêu nghiệt cùng chúng bán thần, tựa như cái kia họ cuồng nhân tài, lời nói hùng hồn vừa mới đã nói, hơn nữa còn mở cấm pháp, liền chuẩn bị lại lớn làm một cuộc, cái này chỉnh, tìm một cái đậu bước tới, không suy nghĩ hỗ trợ liền đặt cái kia tán loạn. Chủ nhân nhà ngươi rất nghiêm túc đó a, ma vương sờ cằm một cái. Thiên thương cổ thần rất chính phái một người, bản mệnh khí thế nào như vậy chọc cười lặc. Gần son thì đỏ gần mực thì đen, không thể a, lúc này mới bao lớn một hồi công phu. Oanh, thiên ma thông suốt động, diễn xuất một cái ma thiên đại thủ, cách không chụp vào Triệu Bân. Thần kiếm có thể diệt hắn, vậy liền tiên thu thập thần kiếm, không có thần binh nhìn ngươi còn lãng hay không lãng. Triệu công tử bị nắm, kèm thêm thần khí cùng nhau bị nắm. Hắn muốn tránh thoát, làm gì đại thủ quá nặng nề, khó mà phá phong. Sớm lên đường, thiên ma u cười, bàn tay ở giữa lại thực hiện lực đạo, không cần quá nhiều lực, hơi thêm điểm liền tốt. Bóp chết một cái gần chết tiểu chuẩn tiên vương, hoàn toàn đầy đủ. Nhưng, hắn một trưởng này bóp tiếp, sững sờ không có nghiền nát Triệu Bân. Hoặc có lẽ là thanh thần kiếm kia cưỡng ép che lại vĩnh hằng thể. Phá, Triệu Bân tiếng quát chấn thiên khung, huy kiếm bổ ra ma thủ. Hắn tránh thoát gò bó, oanh một tiếng rơi xuống đất, dẫm sập nửa bầu trời. Lần này, thiên thương thần kiếm không lại tán loạn, tranh minh kiếm thể, kích động vô tận kiếm khí. Mỗi một đạo đều nhuộm thần minh màu sắc, hắn kiếm ý, cũng là bẻ gãy nghiền nát mạnh. Dù có thần binh, người vẫn là con kiến hôi. Thiên ma cười gằn một tiếng, cuồn cuộn ma hải cuốn tới. Triệu Bân không nói nhảm, một bước đạp nát tinh hà, tựa như một đạo kinh hồng, hoành quán thiên khung, hắn cực điểm hồi phục thần binh kiếm ý, gia trì luân hồi cùng tạo hóa, sáp nhập vào lực chi pháp tắc, cũng sáp nhập vào chiến chi đạo, đem vạn kiếm quy nhất một kiếm, dùng đến tối cường. Cẩn thận ngưng nhìn. Giống như còn có thể thấy hắn sau lưng, có một đạo cổ xưa hư ảo bóng người, giống như ngầm hiện, cùng hắn cùng nhau cầm kiếm, đó là thần khí bên trên lạc ấn, xuất từ thiên thương cổ thần, bởi vì Triệu Bân chiến ý bị kích phát, muốn cùng hậu bối này một đạo ra cái này hủy diệt nhất kiếm. Thật mạnh kiếm uy,
Thiên ma chợt biến sắc, đã từ một kiếm này, ngửi được hủy diệt chi ý. Này một cái chớp mắt, hắn lại đột nhiên sinh ra một loại, quay đầu mở độn tâm cảnh. Trên thực tế, hắn thật sự lui, tạm thời tránh mũi nhọn đạo lý hắn vẫn là biết được. Phong! Cái nào chạy? Cho ta cấm! Thời khắc mấu chốt, mới có thể hiển lộ rõ ràng đội hữu tầm quan trọng. Như chúng yêu nghiệt, cũng như chúng bán thần, đều tại cùng một trong nháy mắt, tế phong cấm chi pháp, không cần quá lâu, trọng yếu phong thiên ma nửa cái chớp mắt liền đủ, đầy đủ triệu bân một kiếm kia mệnh chung, cho dù là giết không chết thần minh, cũng có thể đánh cho trọng thương, thực sự không được liền quần ẩu. Ngô! Thiên ma kêu đau một tiếng, cơ thể tùy theo trì trệ. Hắn cái này ngừng nửa trong nháy mắt không sao, triệu bân giết đến. Không đợi bỏ chạy, triệu bân liền một kiếm đâm vào hắn mi tâm. Trong tưởng tượng, thiên ma đầu người bị một kiếm xuyên thủng hình ảnh, cũng không diễn ra, là bởi vì sức mạnh, còn kém một chút sức mạnh, thậm chí mũi kiếm đâm vào mi tâm ba tấc, liền lại khó đi sâu vào. Hỗ trợ! Ngăn ở ngoại vi chúng tiên vương, tất cả tế bản nguyên tiên lực. Đó là từng đạo quang, vọt lên tận trời, chui vào trong cơ thể của triệu bân. Đắc lực lượng gia trì, triệu bân thần uy đại thịnh, kiếm uy mạnh đến cực hạn. Phốc! Ma tính huyết quang ngạo nghễ nở rộ, thiên ma đầu người bị một kiếm xuyên thủng. Cùng với một đạo bị xuyên thủng, còn có thần minh thiên ma nguyên thần chân thân. A! À, thiên ma một tiếng gào thét, cưỡng ép chấn lật ra triệu bân. Đồng dạng bị chấn lật, còn có chúng yêu nghiệt cùng bán thần. Triệu bân tàn phế, cánh tay phải ầm vang đánh gãy diệt, nửa bên thân thể đều nổ thành một mảnh bùn máu. Ngay cả thần kiếm, cũng ngã bay đến lên 9 tầng mây, sáng chói thần minh quang huy, cực điểm chôn vùi, chúng yêu nghiệt cùng chúng bán thần cũng tàn tật, đầy trời bay tứ tung, lại thành huyết quang một mảnh. Duy nhất sừng sững không ngã, là thần minh thiên ma. Hắn lay động một chút, lại oanh một tiếng đứng vững vàng. Nhìn hắn mi tâm lỗ máu, đã ở chậm rãi khép lại. Cái này đều giết không chết hắn, chúng yêu nghiệt tập thể lớn ho ra máu. Sâu kiến, một bầy kiến hôi. Thiên ma cười dữ tợn đáng sợ. Hắn lại giấy lên đen nhánh liệt diễm, đốt đầy toàn bộ tinh không, muốn đem mảnh thế giới này người, toàn bộ luyện hóa, cũng coi như cho hậu thế một cái cảnh cáo, thần minh uy nghiêm không thể mạo phạm. Nhưng, cười cười, hắn liền không cười. Không những không cười, trong mắt còn nhiều thêm sợ hãi. Không trách hắn như thế, chỉ vì trong cơ thể hắn, nhiều từng đạo bí văn, gì bí văn lạc. Thần minh cấp cấm pháp bí văn, tựa như từng đạo bất diệt lạc ấn. Tuyên vào nhục thể của hắn, khắc vào hắn nguyên thần, tại hắn mong nhìn xem, đang giấy lên hủy diệt chi quang. Không tệ, đây là thiên thương thần kiếm kiệt tác. Thọc một kiếm, dù sao cũng phải lưu lại chút đồ vật. Mà cái này cấm kỵ bí văn, chính là đồ thần sát khí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không, không không. Mở tối tinh không, tràn đầy thiên ma phát ra từ linh hồn gào thét. Ai nói thần minh không sợ chết? Thật đến một ngày này, thần kêu rên cũng nhiều nức nở. Đáp lại hắn, nhưng là từng đạo rung động hoàn vũ oanh minh. Thần minh cấp cấm pháp bí văn, cuối cùng là mở bạo, là tại thiên ma thể nội nổ lên, mỗi một đạo thần văn, cũng như một thanh vô kiên bất tồi thần kiếm, mang theo cuốn hủy diệt chi uy, một kiếm tiếp một kiếm, sinh sinh đem một tôn thần minh, đánh thành một đống thịt nát nát vụn cốt, cốt cùng thịt đang rơi xuống bên trong, sụp đổ trở thành từng mảnh xương máu, triệt triệt để hôi phi yên diệt. Ta không cam lòng. Cái này, là thiên ma trước khi chết gào thét. Đúng, hắn là nên không cam lòng, đường đường một tôn thần minh, tham gia qua không chỉ một tràng thần chiến, gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, đến, không có chôn ở trong tay thần minh, lại chết đuối tiểu trong khe cống ngầm. Là hắn tự xưng là cường đại, đánh giá thấp thời đại này, cũng xem thường cái thời đại này yêu nghiệt. Nếu lại một lần, hắn có lẽ sẽ không nhảy ra tìm kích động. Nếu muốn đánh... Cũng phải trước tiên đem cái kia họ Triệu thằng danh con, hòa mình bã vụn. Nếu không phải tên kia triệu hoán cực đạo thần binh, hắn gì đến rơi vào thân hủy thần diệt hạ tràng. Oanh, phanh. Theo thần minh táng diệt, mảnh này thiên ma tinh khoảng không, cũng chia sụp đổ phân ly. Thế nhân một bước không có đứng vững, đều từ vết nứt không gian ngã ra ngoài. Sau đó, chính là phù 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 rơi xuống nước âm thanh, từng đạo bóng người, như từng đạo thiên thạch, nhập vào một mảnh biển cả. Tạo nên từng mảnh bọt nước. Đối với cái này, bọn hắn đều không có chút nào ngoài ý muốn. Thiên ma tinh khoảng không đi, là bên trong thành càn khôn đại thế giới, cũng không phải là đứng im bất động, là thời khắc phiêu lưu, bị cuốn vào dị không gian lúc, bọn hắn tại tinh không, đại thế giới sụp đổ lúc, vậy thì không nhất định tại tinh không. Thật lâu,
mới gặp có người từ trong biển leo ra, có lẽ là thương tích quá nặng, có lẽ là đồ thần một trận chiến, quá mức kinh dị, thậm chí là, một hồi lâu đều không phản ứng lại. Chúng ta, thật đem thần minh đồ, không ít người nhỏ giọng nói. Trở về tận tình thổi a, lão bố nhóm che ngực không ngừng ho ra máu. Thổi, nhất thiết phải thổi, thế nhân phấn khởi không thôi, mặc dù, bọn họ đều là đánh xì dầu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có xuất lực, thần minh bị đồ, cũng có bọn hắn một phần công lao. Như thế, sử sách bên trên tất có bọn hắn nồng đậm một bút. Trăm ngàn năm sau, lại đề lên một trận chiến này, bọn họ đều là công thần. Nói đến công thần, thế nhân đều nhìn về một hòn đảo nhỏ, từ trong biển leo ra chúng yêu nghiệt, phần lớn đều ở phía trên, không có thảm nhất, chỉ có thảm hại hơn, lại không nửa điểm ước giá tâm tư. Muốn đánh, cũng phải có khí lực mới được. Một tôn thần minh, đem bọn hắn đều hao tổn dầu hết đèn tắt. Thời đại này, quá bất phàm. Lẩm bẩm lời nói, tại biển cả liên tiếp. Đám kia yêu nghiệt, đều có ngạnh chiến thần minh tư bản cái nào. Lại tại quỷ môn đi về trước một lần. Ai nói không phải thì sao? Biển cả một phương, cuồng anh kiệt cùng chiến thiên hành cũng bỏ ra ngoài, một người lôi Triệu Bân một cái chân, trên mặt biển tản bộ. So sánh hai người bọn họ, Triệu Bân thương mới là thật thảm, đến nước này khác, còn tại đang hôn mê, ngủ đều ngủ không bình yên, pháp tắc phản phệ, nguyên thần đạo thương, chí tôn sát ý. Bất luận một loại nào, đều để hắn đầy đủ khó chịu, nhìn cái này sán sán vĩnh hằng tiên khu, nghiễm nhiên còn có sụp đổ khô bại điềm báo. Tử phủ sao trả phong tỏa đâu, chiến thiên hành quay đầu liếc Triệu Bân một cái, tự tìm đến đây hàng, chính là trạng thái như vậy, thể nội tiểu thế giới, bị một cỗ lực lượng đáng sợ phong cấm, hắn cũng không dám cưỡng ép phá phong, làm không tốt biến khéo thành vụng. Vĩnh hằng giới cũng phong, cuồng anh kiệt cũng tại nhìn, có thể mơ hồ bắt được vĩnh hằng giới, cũng đồng dạng bị một cỗ lực lượng phong tỏa. Theo hắn suy nghĩ, hơn phân nửa cùng pháp tắc phản vệ có liên quan. Sư tôn nói qua, cứng rắn thay pháp tắc thân kiếp, sẽ gặp ách nạn. Lần này xem ra, không chỉ là đạo thương, còn có càng buồn nôn hơn. Cũng không sao, chờ hàng này tỉnh, hết thảy đều không phải sự tình. Tiên tông người đi, trường sinh quyết rất thực dụng, đơn giản nhiều nghỉ mấy ngày. Nha, đều ở đây. Hai người cũng leo lên hòn đảo, là lôi kéo Triệu Bân đi lên. Chúng yêu nghiệt đều tại khoanh chân chữa thương, chỉ trách mắt liếc mắt nhìn, gặp hai hàng một người lôi Triệu Bân một cái chân. Đều lộ lời nói ý vị sâu xa chi sắc. Giao hữu cần cẩn thận cái nào? Người ta, còn có một trận chiến không đánh xong. Vọng thiên thần tử thản nhiên nói. Chọn cái ngày tốt lành, rửa sạch sẽ chờ ta. Cuồng anh kiệt tìm chỗ ngồi xuống. Vọng thiên thần tử không cùng nói linh tinh, có thời gian rảnh rỗi này, chữa thương không thơm sao. Chờ khôi phục, người ta cần luận cái thành bại. Liên kiều mộc nhạt đạo, nhìn chính là chiến thiên hành. Người cũng chọn cái ngày tốt lành. Chiến thiên hành ực một hớp rượu, phun ra lại là huyết thủy. Liên kiều mộc cười lạnh một tiếng, không lại nói, chỉ tính tỏa chữa thương. Muốn nói vai trò thấp nhất kín đáo, vẫn là thanh niên tóc lam cùng bất hủ thần thể, cũng là trầm mặc ít nói chủ, bất quá, chiến một hồi sau, cùng chung chí hướng tình cảm, vẫn phải có. Bây giờ trạng thái không tốt, chờ thương thế khôi phục, nhất định còn có một trận chiến. Bên này, cuồng anh kiệt cùng chiến thiên hành đã tế bản mệnh tiên lực, giúp Triệu Bân chữa thương. Này hàng nội tình dày, không cần lo lắng cho tính mạng, ngủ say như vậy, pháp tắc phản vệ cũng trở nên yên lặng, chỉ cần không động võ, hết thảy đều tại khả khống lĩnh vực, còn lại chậm rãi điều dưỡng liền tốt. Chữa thương lúc, hai người vẫn không quên trách mắt nhìn hắn phương. Trên hòn đảo này, cũng không chỉ chúng yêu nghiệt, còn có chúng bán thần, trong đó có mấy cái như vậy, còn tại trộm đạo nhìn lén ai đây? Nhìn lén hôn mê Triệu Bân, vĩnh hằng thể bị thương nặng hôn mê, bây giờ giết hắn. Đơn giản một trường sự tình, cơ hội ngàn năm một thuở. Ông, tranh, cuồng anh kiệt sách ra kim đao, chiến thiên hành sách ra sát kiếm, đều bịch một tiếng cắm vào trên mặt đất, ngụ ý rõ ràng, lại mẹ nó không thành thật, liền tiễn đưa các ngươi lên hoàng tuyền. Đừng nói, như vậy uy hiếp dễ dùng, lòng dạ khó lường bán thần, đều thu con mắt. Chúng yêu nghiệt thương thảm, bọn hắn thương cũng thảm, thật muốn cùng chết, có bị chặt khả năng. Cái này, chính là nhân tâm cái nào. Ma vương một lời thâm trầm. Trước đó không lâu, còn hợp lực đồ thần đâu. Bây giờ thần minh diệt, không còn bên ngoài uy hiếp, cũng đều tại đánh tính toán nhỏ nhặt. Đây cũng là thế đạo, toàn bộ tiên giới đều như vậy. Biển cả mênh mông vô bờ, trong biển nhiều hòn đảo. Mộc lấy nguyệt quang, toàn bộ thiên địa cũng là yên tĩnh. Nhìn tất cả hòn đảo, hoặc nhiều hoặc ít đều có người, chữa thương, tĩnh dưỡng,
cuối cùng còn có như vậy mấy cái không chịu cô đơn, luôn muốn nhìn vở kịch, dù sao, chúng yêu nghiệt còn tại, chúng bán thần cũng còn tại, nếu thương thế khôi phục, có phải hay không lại đến một hồi đại chiến? Đại chiến là không có, bây giờ cũng không người có tâm tư này và khí lực. Đặc biệt là tham dự đồ thần trận chiến, phần lớn đều tại trong lúc chữa thương cảm ngộ. Dù sao, cùng thần làm một hồi, rèn luyện là đấu chiến tâm cảnh, đây là lớn lao tạo hóa, đến nỗi có thể ngộ ra bao nhiêu, đều xem cá nhân tuệ căn, phải có siêu cao ngộ tính mới được. Chẳng biết lúc nào, Triệu Bân mới mở con mắt. Hắn không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng trạng thái không tốt. Không nói khác, liền nói nguyên thần đạo thương, người bình thường liền gánh không được. Trừ này, chính là thần minh sát ý, như lạc ấn, dị thường ương ngạnh. Đa tạ, Triệu Bân mỏi mệt nở nụ cười, biết là Cuồng Anh Kiệt cùng Chiến Thiên Hành cứu hắn. Như thế nào tạ, Cuồng Anh Kiệt hướng về trong miệng lấp một khỏa đan dược. Cho ngươi tìm con dâu, Triệu Bân nói, đưa tới hai bầu rượu. Ta đang muốn ngươi nói chuyện này, Cuồng Anh Kiệt ngồi ngay ngắn, ta ra ngoài du lịch lúc, gặp được một cái tiểu muội tử, trông thấy nàng ánh mắt đầu tiên, ta mấy ngày liền sau chôn cái nào đều nghĩ tốt. Vừa thấy đã yêu thôi, Chiến Thiên Hành ngáp một cái. Hảo huynh đệ, các ngươi phải giúp ta truy, lão Cuồng Liệt miệng nở nụ cười. Thế nào giúp? Hai người đóng vai làm cường đạo đi ăn cướp nàng, ta tới anh hùng cứu mỹ nhân. Đêm, biển cả, đảo nhỏ tự, Triệu Bân ngồi xếp bằng, toàn thân vàng rực lồng mộ, từ tỉnh lại, trong cơ thể hắn âm thanh rắc rắc liền vang vọng không ngừng, hộ thể trường sinh quyết tại cực điểm vận chuyển, một bên chữa thương một bên khử sát ý. Thân ở phiến thiên địa này chúng yêu nghiệt, cũng đều đang làm chuyện giống vậy. Đến nỗi các vị bán thần đi, sớm kéo lấy tàn tật thân thể, chạy mất tăm. Giết Triệu Bân cơ hội tốt nhất, bọn hắn đã bỏ lỡ, không đi chờ lấy bị chặt. Chẳng những muốn đi, sau này rất nhiều năm đều phải giấu nghiêm thật, một khi bị hàng này tìm được, không thể thiếu bị chém. Đương nhiên, nếu bọn họ không để ý tiến giai thần minh, đó chính là một cái khác chuyện xưa. Dài rằng giặc đêm, quá nhiều người ngủ không được. Như sử quan nhóm, nhiều ngồi ở dưới cây già, một tay cầm quyển sổ nhỏ, một tay nắm bút lông, một hồi rồng bay phượng múa, là vì ghi chép đồ thần chi chiến, viết là phá lệ kỹ càng. Cũng như danh bất kinh truyền bọn tiểu bối, nhân thủ một khối ký ức tinh thạch, đem một ít cái hình ảnh, phục chế một khối lại một khối, nếu là lấy đi ra ngoài bán, nên có rất nhiều người tranh đoạt. Lại như không chịu cô đơn người rảnh rỗi, hơn nửa đêm không ngủ được, lấy thêm lấy một cái kính viễn vọng, vòng nhìn tứ phương, thầm nghĩ chúng yêu nghiệt khôi phục lại, có phải hay không lại muốn làm một cuộc. Trừ này, chính là làm ăn, vào chỗ tránh nạn hậu bối, phải giao tiền thuê nhà. Những lão gia hỏa kia cũng là đủ hung ác, sư tử há mồm, còn kém động tay nổ súng. So sánh những thứ này, đại đa số người vẫn là tương đối tiến bộ, đều thừa dịp trời tối người yên, mộc lấy rực rỡ tinh huy, trong đầu một lần lại một lần. Chiếu lại cùng thần minh đại chiến cảnh tượng, đó là một hồi nghịch thiên cấp ma luyện, thật tốt lĩnh hội, nhất định có cơ duyên tạo hóa. Phá! Trong lòng Triệu Bân một quát, cưỡng ép chọc thủng tử phủ giam cầm. Đến nỗi khóa hắn tử phủ sức mạnh, tất nhiên là bởi vì pháp tắc phản phệ, rất mạnh rất quỷ dị. Triệu Bân, tử phủ một khi giải khai, thì thấy U Lan đi ra, đôi mắt đẹp lệ quang lóe sáng. Trước tiên chữa thương, Triệu Bân nở nụ cười. U Lan cũng là nhu thuật, xếp bằng ở Triệu Bân bên cạnh thân, vừa vượt qua động hư thiên kiếp, nàng thương cũng không nhẹ, bất quá đau có đau chỗ tốt, phải thiên kiếp tẩy lễ, chính là thuế biến cùng niết bàn, không được hoàn mỹ chính là, thiên kiếp không hoàn chỉnh, sau này hơn phân nửa thành lên án. Lại một gốc thủy linh rau xanh, Chiến Thiên Hành một lời thâm trầm. Ân, cùng ta vậy tiểu muội tử, một dạng thủy linh. Cuồng Anh Kiệt nghiêm túc nói, nói đến tiểu muội tử, kẻ này còn đặc biệt tới tinh thần, hắn xinh đẹp trai như vậy, đem muội tử trêu chọc về nhà, cũng không thành vấn đề, thực sự không được, liền tới diễn ra vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, này hàng liền cười, mùa xuân là tốt đẹp giường nào. Chiến Thiên Hành mắt liếc, đứng dậy đi, cũng không muốn làm bóng đèn. Cuồng Anh Kiệt xem thường, cũng phủi mông một cái đứng lên, đổi chỗ tiếp tục suy nghĩ chuyện tốt. Phá! Hai người vừa đi không lâu, liền lại ngửi Triệu Bân hét lên một tiếng. Tử phủ giải giam cầm, vĩnh hằng giới cũng bị cưỡng ép phá phong. A à, Tiểu Kỳ Lân vui vẻ nhất, thứ nhất nhảy ra ngoài. Thương khung cùng mặt quỷ Diêm La bọn hắn, cũng không phân tuần tự. U Lan gặp nhiều vui sướng, không nghĩ tới Triệu Bân cái này có nhiều như vậy bản cũ. Nói tóm lại, bầu không khí vẫn là rất hòa hợp. Nhưng phần này hòa thuận, lại bởi vì một người đến bị phá vỡ. Chính là thanh niên tóc lam,
như dạ cô hồn, tới lặng yên không một tiếng động. Ngao ô! Nhìn thấy người này, Tiểu Kỳ Lân ngừng lại một tiếng gào thét. Ngày xưa tại Hắc Động, chính là cái này tóc xanh truy sát nó. Biết chuyện này Thương Khung bọn người, trong mắt cũng rất nhiều địch ý. Còn muốn chiến một hồi, Triệu Bân nhạt đạo. Có lẽ, người ta có thể làm cái giao dịch, thanh niên tóc lam nói, lấy một cái hộp ngọc nhỏ, tiện tay còn giải phía trên cấm chế, hộp ngọc tự thành càn khôn, thành một phương tiểu thế giới. Trong đó, phong tồn lấy một mảnh kim quang sáng chói tiên lực khí hải. Vĩnh hằng hoàng thể bản nguyên, Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, tuyệt sẽ không nhận sai. Chỉ tiếc, bản nguyên là không trọn vẹn, không bằng hoàn chỉnh lúc 1%. Cầm vật này, đổi một tia Kỳ Lân bản nguyên huyết. Thanh niên tóc lam nhìn không chớp mắt. A à, không đợi Triệu Bân mở miệng, liền nghe Tiểu Kỳ Lân gào rít. Tiểu gia hỏa tặc biết chuyện, trơn tru tinh luyện bản nguyên huyết, xong, tha đi hộp ngọc, nó muốn cái đồ chơi này không cần, nhưng Triệu Bân cực độ thiếu linh kiện, hoàng thể bản nguyên chính là linh kiện. Đa tạ, thanh niên tóc lam phất tay áo, cầm đi Kỳ Lân huyết. Hắn đi, từng bước một lên như diều gặp gió, đi tới liền biến mất, lại vào hắc động, đi vào trong nháy mắt. Hắn còn liếc mắt nhìn Triệu Bân, đó là cùng chung chí hướng ngoái nhìn. Triệu Bân không quá mức ngôn ngữ, ngược lại là chúng yêu nghiệt, đều ánh mắt lóe sáng. Thanh niên tóc lam rất mạnh, không thể nghi ngờ, giữa lẫn nhau đều có kiêng kỵ. Đặc biệt là bất hủ thần thể, hy vọng nhiều nhất, bọn hắn còn có một trận chiến không có đánh xong. Không vội, cuối cùng cũng có như vậy một ngày, còn có thể gặp lại, nhất định phân ra một cái thắng bại. Tiểu gia hỏa, cảm tạ, Triệu Bân cười cười. Tiểu Kỳ Lân thì a a vừa gọi, dùng cái đầu nhỏ cọ sát Triệu Bân. Bản nguyên huyết không còn có thể lại uẩn dưỡng, nhưng hoàng thể bản nguyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có lẽ là mất máu quá nhiều, nó quay đầu vọt trở về vĩnh hằng giới, phải hảo hảo ngủ một giấc. Ngày khác gặp lại, thanh niên tóc lam sau đó, liền kiều một cùng vọng thiên thần tử cũng đăng thiên mà đi. Tiếp đó, chính là bất hủ thần thể, đạp lên một đầu tinh hà càng lúc càng xa. Trước khi đi, ba người cũng đều từng ngoái nhìn, một ánh mắt chính là chiến thư. Cùng ở một thời đại. Phong thần trên đường bọn hắn cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Đi, anh hùng cứu mỹ nhân. Cuồng anh kiệt cũng không để ý hai cái bạn gay có nguyện ý hay không. Quăng lên liền đi, nhiều năm không gặp, hàng này cũng làm giàu, cũng làm một tòa truyền tống vực môn. Phải, đều đi, mắt thấy chúng yêu nghiệt rời đi, vẫn chờ xem kịch vui nhân tài nhóm, cũng như quả cầu ra xì hơi, bọn ta đợi hơn nửa đêm. Tốt xấu so chiêu một chút a. Lần này trở về, lão phu muốn tới một hồi bế quan. Ta cũng có này dự định, cùng thần chiến cảm ngộ rất nhiều. Ta cần trước tiên chậm rãi, đi ra một chuyến suýt nữa mất mạng. Chiếu đến tinh huy nguyệt quang, thế nhân hoặc ba cái một tổ hoặc năm cái một đám, lần lượt đi ra biển cả, không có trò hay nhìn, tất nhiên là ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, thuận tiện, tìm người nhiều chỗ, hung hăng thổi phồng một phen, chúng ta, cũng là tham dự qua đồ thần người. Phá! Triệu Bân tiếng thứ ba khẽ quát, chấn vực môn thông đạo lắc lư. Lần này bị giải phong chính là thần minh pháp tắc, không còn mơ hồ. Đến nước này, Triệu Bân ngoại trừ nguyên thần đạo thương, thể phách cơ bản hoàn hảo. Nhắc đến đạo thương, Cuồng Anh Kiệt cùng chiến thiên hành một trái một phải, đã vây quanh Triệu Bân nhìn nửa đêm, pháp tắc phản phệ lưu vết thương, dị thương quỷ quyệt, đoạn đường này sạch gặp Triệu Bân ho ra máu. Trường sinh quyết càng không có cách nào khép lại, Cuồng Anh Kiệt cau mày nói. Là hắn ngộ không đủ sâu, chiến thiên hành nói câu lời nói thật. Vạn pháp trường sinh quyết cũng không là bình thường bí pháp, nghe đồn, bản thân nó chính là một loại pháp tắc, nại hà tiên tông người ngộ tính không được tốt, bao quát đại la tiên tổ ở bên trong, đều không thể hiểu thấu đáo. Ta bấm ngón tay tính toán, hắn có thể đem phương pháp này tu luyện đến đại thành. Lão Cuồng chậm chậm nói, có lẽ, còn có thể siêu việt tiên tông thủy tổ. Chiến thiên hành đối với Triệu Bân cũng có tự tin. Nói đi. Hai người không lại quấy rầy, chạy tới nơi khác tản bộ. Triệu Bân thì tính như bàn thạch, một lần lại một lần vận chuyển trường sinh quyết. Đích xác, là hắn ngộ không đủ sâu, thậm chí không cách nào khép lại nguyên thần đạo thương. Có đạo thương độc hại, hắn an phận không thiếu. Như hoàng thể bản nguyên, bây giờ còn đặt ở vĩnh hằng giới. Tại chữa trị đạo thương phía trước, tốt nhất không tan này bản nguyên. Ý nghĩ này là đúng. Chờ đạo thương khép lại. Có thể mượn hoàng thể bản nguyên xung kích đạo hư cảnh. Người a, liền không thể nhàn rỗi, không có chuyện gì làm liền ưa thích suy nghĩ lung tung. Tựa như Triệu Bân tử phủ chúng tiên vương, bây giờ liền có như vậy một loại chờ mong, gì chờ mong đâu.
Triệu Bân trị không hết đạo thương như trị không hết, còn nghĩ tiến giai tiên vương. Triệu Bân hứa biết đám người tâm tư, kết quả là, cho bọn hắn tìm chút chuyện làm. Vẽ phù, mỗi người một vạn đạo, kết thúc không thành nhiệm vụ, ghế hùm nước ớt nóng chính mình tuyển. Chúng tiên vương lão thực, một cái so một cái kính nghiệp, một ít người nói được làm được. Ta vết thương này, nhưng có biện pháp chữa trị. Triệu Bân nhìn về phía ma vương. Dùng trường sinh quyết trực tiếp nhất, ma vương đang ngủ gật, tiếng ngáp không ngừng. Không ra thế nào dễ dùng, Triệu Bân hít sâu một hơi. Vậy liền thử xem thiên kiếp, ma vương duỗi lưng mỏi. Đáng tin cậy, Triệu Bân nói, còn nhìn sang vương tạc. Nếu hắn không nhìn lầm, tay khai quang cái vị kia, có đột phá hiện ra. Vương tạc sống lưng trong nháy mắt ưỡn thẳng, nhìn thấy không có, thời khắc mấu chốt còn phải nhìn ta. Hắn không nói nhảm, trốn sơn lâm bế quan, chỉ kém một chân bước vào cửa, hắn phải tích lũy chút nội tình. Chỗ sâu một mảnh tinh không, Triệu Bân đi ra thông đạo. Hắn trở lại lúc, còn mang về một người, ân. Áo tím lão đạo. Lão đầu nhi này sắc mặt, không thể nào hài hòa, hoặc có lẽ là đang hối hận. Chúng mạnh liên thủ ác chiến thần minh sự tình, đã truyền khắp tinh không, hết lần này tới lần khác, hắn chạy tới lười biếng, không có bắt kịp trận chiến kia, đồ thần cái nào. Bao lớn tạo hóa a, lại bị hắn bỏ lỡ. Nghĩ thoáng chút, sự tình không lớn. Chúng tiên vương dù chưa ngôn ngữ, thế nhưng nhìn có chút hả hê thần thái, rất tốt giải thích câu nói này, lại để cho ngươi lười biếng, hối hận đi thôi ngươi. Ngày quỷ, bán thần tâm cảnh như lão đạo, cũng nhịn không được muốn chửi mẹ, hắn là một đường đều cùng Triệu Bân làm bạn, hiếm thấy trộm một lần lười, chớ nói ăn thịt, ngay cả canh đều không uống. Sự thật lại một lần chứng minh, cực kỳ cùng người nào đó bước chân. Luôn có chuyện tốt tới cửa. Mang theo tâm tình như vậy, hắn đem trong chiến lợi phẩm giao, gặp mặt phân một nửa đi. Triệu Bân từ không khách khí, lại phải một tôn bán thần binh, cái này bảo tiêu tìm quá đáng giá. Tiếp theo phiến tinh không, hắn lần thứ hai ra vực môn, mang về dực tộc lão ông tóc trắng. Như áo tím lão đạo, lão nhân này tâm tình cũng phiền muộn, sớm biết liền không đuổi theo tôn kia bán thần. Tiểu hữu đại ân, suốt đời khó quên. Lão ông phiền muộn về phiền muộn, cảm kích vẫn phải có. Trận này kiếp, nếu không có Triệu Bân áp trận, U Lan chắc chắn phải chết. Cứu chính mình con dâu, có gì dễ tạ, Cuồng Anh kiệt ực một hớp rượu. Con dâu, lão ông tóc trắng sững sờ, vô ý thức nhìn về phía U Lan. Chớ nghe hắn nói lung tung, U Lan gương mặt đỏ lên. Ta không phải loại người cổ hủ, lão ông cười ha ha. Hậu bối tình duyên, hắn không tham dự, coi là thật lưỡng tình tương duyệt. Kết làm bạn lữ có gì không thể, chủ yếu nhất là, hắn nhìn cái này họ Triệu nhân tài, tạc thuận mắt, trai tài gái sắc. Một ngày này, hắn làm cái kiện chuyện thất đức, mang đi U Lan, hắn cũng không muốn hủy đi uyên ương, chỉ vì U Lan mở chí tôn thần dực, đã hoàn toàn có tư cách, đi tan cánh thần pháp tắc. Chờ ta, vẫn là hai chữ này, U Lan nói nhu tình như nước, còn cho Triệu Bân cái chán, ấn một vòng môi đỏ, đã bao nhiêu năm, nàng lần thứ nhất buông xuống nữ tử thận trọng. Đồ chí tôn, thật hay giả? Ân, chính là một tôn thần minh thiên ma. Trận chiến kia, đánh thiên băng địa liệt. Không biết từ chỗ nào mặt trời mọc, vũ trụ minh mông biến náo nhiệt ồn ào sôi sục, phàm nhân ảnh điểm tập kết, luôn có chúng mạnh đồ thần truyền thuyết, cũng chỉ có như vậy mấy cá nhân, mang theo một khối ký ức tinh thạch, đặt cái kia phun lớn đặc biệt phun, phần lớn là tham dự đồ thần, mỗi đều bức cách tràn đầy. Nghe khách nhóm khó có thể tin, thế nhưng chút hình ảnh lại là chân thực. Quá nhiều người chấn kinh, thì ra, sâu kiến thật có thể dung chuyển đại sơn cự nhạc. Cũng quá nhiều người tiếc nuối, như thế kinh thiên cử chỉ, không thể tận mắt nhìn thấy. Ngoại giới náo nhiệt, Cuồng Anh kiệt vực môn thông đạo, lại là khác thường bình tĩnh. Lão Cuồng cùng chiến thiên hành còn tốt, thương thế dù chưa khôi phục, cơ bản đã không còn đáng ngại. Khó chịu là Triệu Bân, nguyên thần bên trên đạo kia khe rãnh, làm sao đều không cách nào khép lại. Bởi vậy, khóe miệng của hắn chảy máu không ngừng. Khí tức cũng khi thì hỗn loạn. Ma vương nhìn rõ ràng nhất, thời gian lâu dài, đạo thương còn có thể tăng thêm. Như trạng thái như vậy, nếu lại ngông cuồng động võ, rất có thể sụp đổ căn cơ. Một ngày bằng một năm a, Cuồng Anh kiệt cũng là rảnh rỗi, cầm một cọng lông bút, tại Triệu Bân cái chán, vẽ một vòng tròn, đem U Lan lưu lại môi đỏ, cho vòng. Quay lại tốt, sau này muốn kiểm tra. Người nào đó tìm lý do, cũng là khác thường thanh tú. Đáng tiếc Triệu Bân, tâm thần tại xa vào, nghiễm nhiên bất giác. Không biết thứ mấy ngày, mọi người mới đến một mảnh mới tinh vực. Từ này một ngày lên,
họ Cuồng Nhân Tài, biến đứng ngồi không yên, bởi vì hắn cái kia vừa thấy đã yêu tiểu muội tử, liền tại đây phiến tinh vực, nhiều ngày như vậy, cái kia mong nhớ ngày đêm. Nhìn ngươi chút tiền đồ kia, Chiến Thiên Hành nghiêng qua hàng này một mắt. Đây là tình yêu, ngươi không hiểu, Cuồng Anh Kiệt nghiêm túc nói. Nói lên tình yêu, hắn tựa như tìm được sự tình làm, từ trong cơ thể nộ tiểu thế giới, lật ra từng kiện tiên y, màu vàng, màu bạc, màu trắng. Đủ loại đủ kiểu đều có. Muốn gặp người trong lòng, cũng không phải hảo hảo trang điểm một chút. Đúng, phải hảo hảo trang điểm một chút, Chiến Thiên Hành cũng tìm được sự tình làm, cho người ta chọn lấy một kiện hảo y phục, còn tự thân cho người ta tạo cái kiểu tóc, bản bản chính chính tóc trẻ ngôi giữa. Cảnh nổi tiếng như vậy, từ nhỏ không được trang bức thiết yếu thần khí, quạt xếp. Đừng nói, trải qua bộ trang phục này sau, nào đó hàng cũng là dạng chó hình người. Hai cái này đậu bức, lần này nói, là ma vương cùng áo tím lão đạo chăm miệng một lời. Đặc biệt là đại ma vương, không ưa nhất loại này lại nhảy, ưa thích liền lên A. Học một ít nhà hắn bản tôn, thường xuyên qua lại tại Mỹ nữ tụ tập chỗ, cái kia dỗ ngon dỗ ngọt, chỉnh là có lý, cũng đúng, là nguyệt thần cô nàng kia mang hảo. Soái không, Cuồng Anh Kiệt nhẹ lay động quạt xếp, tư thái cái kia ôn tồn lễ độ. Ta nếu là nữ, cũng cùng ngươi chôn một khối. Chiến Thiên Hành ôm bầu rượu. Lão Cuồng Liệt miệng nở nụ cười, theo con mắt còn liếc mắt nhìn đang tại vẽ phủ chúng tiên vương. Đám người cười ha ha, trên mặt giống như viết một câu nói, bọn ta chôn bên cạnh ngươi là được. Ân, lão Cuồng lúc này mới hài lòng thu con mắt, cả đẹp trai như vậy, muội tử có ý tốt không lấy hắn. Bên này, Triệu công tử đã từ trong xa vào tỉnh lại, cả người đều mơ mơ màng màng. Lại là một phen lĩnh hội, đáng tiếc, đối với trường sinh quyết lĩnh ngộ, vẫn như cũ không tinh tiến. Hắn tựa như đến một cái bình cảnh, còn kém linh khiếu vừa mở, liền có thể đắc trường sinh quyết chân lý. Thu suy nghĩ, hắn mới nhìn một mắt ngoại giới, lại đến tinh vực mới. Không suy nghĩ nhiều, hắn nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, một giây sau, lại bỗng nhiên đóng mở. Nhưng, ngày xưa một cái chớp mắt tức mở thần minh mắt, lúc này không dễ xử. Nhiều phiên nếm thử, cũng không có thể mở thị giác thượng đế, liền phảng phất thần minh mắt đến kỳ. Chế tài giả tỉnh, Triệu Bân nhìn về phía ma vương. Hắn như thức tỉnh, sẽ không tìm người uống trà. Ma vương đạo. Vậy vì sao không mở được thần minh mắt? Triệu Bân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tám thành là chế tài giả xảy ra vấn đề, hay là, thần minh mắt cấm chế có khuyết điểm? Ma vương chậm chậm nói, không ngoài hai loại khả năng, dù sao cũng là vụng trộm gian lận. Cái này không nói chuyện vớ vẩn đi. Triệu Bân chân mày nhíu sâu hơn. Không có thần minh mắt nhìn lén càn khôn, tìm người không khác mò kim đáy biển. Vị đạo hữu này, thật là lạ mặt a. Cuồng Anh Kiệt đến đây, trong tay cái thanh kia quạt xếp, dao động tặc có tiết tấu, mục đích rõ ràng, nhanh khen ta một cái, lão tử ăn mặc một đường. Triệu công tử suy nghĩ bị đánh gãy, trên dưới nhìn lướt qua, càng yêu ái hàng này tóc trẻ ngôi giữa, cũng không biết người nào mới cho hắn tạo, thế nào nhìn cũng giống như cái không làm chuyện tốt hán gian. Như thế nào, Cuồng Anh Kiệt cười rất là đắc ý. Chôn một khối, Triệu Bân cũng tới một câu như vậy. Chờ nhìn Chiến Thiên Hành lúc, khóe miệng của hắn không khỏi kéo một cái, lão Cuồng ăn mặc thật xinh đẹp, vị này hóa trang đi. Liền phá lệ cái kia, toàn bộ râu ria xồm xoàm, hơn nữa má trái bàng bên trên, còn vẽ một vòng mặt sẹo, còn cần một khối tiểu hắc bố, che khuất mắt phải. Thật sao, đây chính là một cái cường đạo dáng ngoài tiêu chuẩn thấp nhất a. Cũng đúng, đóng vai cường đạo hù dọa muội tử a. Cái này trang phục rất có tất yếu. Chiến Thiên Hành đã là cuộc đời không còn gì đáng tiếc, hắn cho Cuồng Anh Kiệt ăn mặc thật xinh đẹp, đến hắn cái này, đỉnh soái một tiểu tử, chỉnh muốn nhiều mài có nhiều mài, soi gương tâm tư cũng bị mất. Tới, đến ngươi, Cuồng Anh Kiệt đã kéo ống tay áo. Một cái cường đạo còn chưa đủ, Triệu Bân mắng một câu. Ngươi hiểu cái gì, đánh hai cường đạo, không lộ vẻ ta nghiêu bức đi. Cuồng Anh Kiệt đạo. Ngươi muốn nói như vậy, ta cái này chính là có người. Triệu Bân liếc mắt nhìn chúng tiên vương. Tìm nhiều lắm, sợ cho muội tử dọa. Lão Cuồng đã động, một cái râu quai nón, hồ Triệu Bân trên mặt, cũng vẽ một vòng mặt sẹo, cũng dùng tiểu hắc bố che con mắt. Tóm lại một câu nói, Chiến Thiên Hành có, Triệu Bân cũng nhất thiết phải có. Như thế, đem hai người bầy một khối, mới có thể tạo ra một loại đối xứng đẹp. Nếu là ở đem hắn tăng thêm, đó chính là một loại hạc đứng trong bầy gà ý cảnh. Triệu Bân cũng cuộc đời không còn gì đáng tiếc, thật không dễ ý tứ đi dọa người tiểu cô nương. Bất quá vì hảo huynh đệ trung thân đại sự, ra mặt là có thể không cần. Ta chi kiến giải vụng về, chờ anh hùng cứu mỹ nhân lúc,
vì diễn chân thực, chúng ta vượt qua hai chiêu, vẫn rất có cần thiết. Chiến Thiên Hành chậm chậm nói xong nhìn một chút Triệu Bân. Rất hợp ý ta, Triệu Bân một lời lời nói ý vị sâu xa, qua hai chiêu liền qua hai chiêu thôi. Đánh nhau đi, thụ thương là không thể tránh được, đập một đao hoặc bị chặt lên một kiếm, cũng thuộc về bình thường, điểm ấy trong lòng bọn họ có đếm, đến lúc đó, tận lực không đánh ngươi tiểu. Đệ, đệ, đừng làm rộn, Cuồng Anh Kiệt cười ha ha. Trung thân đại sự a, hai người cũng không thể cho ta quấy rối. Hai người làm như không có nghe thấy, trung thân đại sự làm một màn này. Thừa dịp ánh trăng, ba người ra vực môn thông đạo, lại lén lén lút lút vào một mảnh thiên thổ, theo Cuồng Anh Kiệt nói tới, hắn cái kia vừa thấy đã yêu tiểu muội tử, liền tại đây phiến thiên địa. Lão phu có một loại dự cảm bất tường. Lời này, Ma Vương cùng áo tím lão đạo đều tại nói. Ba cái đậu bức góp một khối, có thể không có điểm gì biến cố. Bên này, ba người đã chui vào một mảnh sơn lâm, tìm chỗ giấu đâu đó. Hoang sơn dã lĩnh đi, trước không thôn sau không tiệm, thích hợp nhất ăn cướp. Xác định nàng sẽ đến, Chiến Thiên Hành đánh một cái ngáp. Gặp thời gian này đây, nàng cũng sẽ theo cái này đi ngang qua. Lão cuồng đạo, mảnh này tiên thổ nhiều càn khôn cái nào, Triệu Bân vòng nhìn thiên địa. Nơi đây, từng đi ra một tôn thần, lúc đêm khuya vắng người, sẽ có đạo âm vang vọng. Cuồng Anh Kiệt vừa nói, một bên soi gương, xong việc, còn lấy ra một cái phun nhỏ ấm, hướng về phía trên thân một trận phun tung tóe nước hoa đi. Mùi vị vẫn là rất chính tông. Chiến Thiên Hành nhìn thổn thức. Triệu công tử nhìn chặt lưỡi. Có thể để cho một tôn nghịch thiên yêu nghiệt như thế, bọn hắn thật đúng là nghĩ nhanh lên hai nhìn một chút cái kia tiểu muội tử, đến tột cùng là cỡ nào tư sắc, lại là cỡ nào dung mạo, câu tiểu tử này mất hồn mất vía. Tới. Cuồng Anh Kiệt thông suốt ngồi ngay ngắn, chỉ phía xa một phương. Chiến Thiên Hành tùy theo nhìn lại, có thể gặp một bóng người xinh đẹp. Làm gì đối phương có che lấp, không cách nào thấy rõ muội tử tôn dung. Triệu Bân thì nhíu mày một cái vũ, người kia nhìn xem thật quen mắt a. Còn nhìn, lên a, lão cuồng thúc giục một tiếng. Tốt nhất bên trên, Chiến Thiên Hành một bước thoát ra hắc ám. Đúng lúc gặp muội tử đi ngang qua sơn lâm, hắn đón đầu liền mắng đi lên. Này, đường này là ta mở, cây này là ta. Không đợi Chiến Thiên Hành nói hết lời, liền bị sau đến Triệu Bân một tay lay đến một bên. Hắn phía sau một tiếng kêu gọi, mang theo một loại đối với bất kỳ cô gái nào đều chưa từng có ôn hòa. Trái tim, trái tim. Cuồng Anh Kiệt sững sờ. Chiến Thiên Hành cũng sững sờ. Gì tình huống, hai người bọn họ nhận ra. Kích động nhất không ai có thể hơn Triệu Bân, vạn không nghĩ tới, thần minh mắt mù, lại tại cái này gặp được thê tử, hơn nữa còn là lấy cường đạo thân phận, mẫu thân như biết, không thể nhéo hắn lỗ tai a. Xem đi, có biến nguyên nhân. Áo tím lão đạo sủi tay, đại ma vương cũng là lời nói ý vị sâu xa. Thương khung bọn hắn liền phá lệ mừng rỡ, người nào đó tìm được con dâu. Trái tim. Triệu Bân một tiếng nghẹn ngào, liền muốn tiến lên ôm. Nhưng, Liễu Như Tâm lại một bước lui lại, trong tay còn nhiều thêm một thanh kiếm, phòng bị nhìn Triệu Bân, ngụ ý cũng rõ ràng, nếu là còn dám đi lên phía trước một bước, có tin ta hay không đâm ngươi một đao. Gặp nàng như thế, Triệu Bân cũng sửng sốt. Ba lượng trong nháy mắt sau, hắn mới phản ứng được. Nhìn hắn mặc đồ này, sống thoát một cường đạo. Như thế, Liễu Như Tâm không nhận ra hắn cũng bình thường. Hắn không nói nhảm, hao dâu quai nón, lau trên mặt mặt sẹo, che mắt khối kia tiểu hắc bố, cũng cho xé xuống, đem nguyên bản bộ dáng, hoàn chỉnh hiện ra cho Liễu Như Tâm. Là ta, Triệu Bân lại ôn hòa nở nụ cười. Nhưng, Liễu Như Tâm vẫn như cũ không có gì biểu tình biến hóa, chỉ nghe trong tay tiên kiếm tranh minh. Lần này, Thương Khung mấy người cũng sửng sốt, Liễu Như Tâm mất trí nhớ. Không nhận ra Triệu Bân. Ta là Triệu Bân cái nào? Ta. Đến, người qua đây. Túm ta làm gì? Người nhà tới quấy rối a? Đã nói xong giúp ta. Giúp người muội, cái này tức phụ ta. Tức đại gia ngươi, người căn bản liền không nhận ra ngươi. Tiểu Triệu cùng Lão Cuồng mở chửi mẹ hình thức, rất có ước giá điểm báo. Đặc biệt là Lão Cuồng, một tấm đại hắc kiểm, hắn chuẩn bị một đường, liền chờ một ngày này, đến giải quyết xong ảo ảo, còn tốt huynh đệ đâu. Như thế cho ta ấm ức, Triệu công tử nộ khí cũng không nhỏ, vợ hắn sẽ không nhận ra. Ngược lại là cái họ này cuồng, người mẹ nó nghiêu bức a. Dám trêu chọc nhà ta trái tim, còn để cho ta đóng vai cường đạo hù dọa nàng, đi bà nội ngươi. Lượng tin tức thật lớn a. Chiến Thiên Hành là quần chúng, khóe miệng từng trận run rẩy, cái ý gì a?
hai người hơn nửa đêm đều ta chơi đâu, ngươi tìm người đóng vai cường đạo anh hùng cứu mỹ nhân, tiểu muội tử lại là vợ hắn. Vậy ta là tới làm gì, mẹ nó. Liễu Như Tâm cũng là quần chúng, hiện trường tối mộng chính là nàng. Nhắm mắt làm ngơ, nàng quay người không còn hình bóng, trốn vào hư không. Trái tim, Triệu Bân gắng gượng tránh thoát cuồng anh kiệt, đăng thiên liền truy. Hắc, lão cuồng không là bình thường phát hỏa, cũng oanh một tiếng xông vào thiên tiêu. Chiến thiên hành ho khan, tùy theo đuổi kịp, tại hắn cái kia niên đại, cũng không có cái này chuyện mới mẻ. Siêu, Triệu Bân vượt qua không gian, truy đến vùng hư không kia, làm phong cấm chi pháp. Vợ hắn tám thành thật sự mất trí nhớ, bằng không thì, không có khả năng không nhận ra hắn. Ông, Thương Miểu Oanh run lên, đầy trời chữ cổ bố liệt tại càn khôn. Liễu Như Tâm nhăn mày, dưới chân có một đóa hoa sen ngạo nghễ nở rộ. Ba thước thanh liên. Ma Vương thông suốt đứng lên, hai mắt gần như híp lại thành tuyến. Cái gọi là ba thước thanh liên, là chỉ nha đầu kia dưới chân hoa sen. Đó là một loại thần thông, ba thước thiên địa, đều là thời gian cấm khu. Làm sao có thể? Ma Vương lẩm bẩm ngữ, chỉ hắn chính mình nghe thấy. Bây giờ lại nhìn nha đầu kia, càng xem càng quen mặt. Hắn nhìn lên, Liễu Như Tâm nhẹ nhõm phá chữ cổ phong cấm. Triệu Bân bất ngờ, hắn cái này chuẩn tiên vương tu vi, lại không phong được động hư cảnh Liễu Như Tâm, nói không phong được cũng không xác thực, mà là hắn sử dụng phong cấm chi pháp, đối nó vô hiệu. Một cái chớp mắt này, Liễu Như Tâm đột nhiên biến mất, lại tìm không được dấu vết. Thời gian chi đạo, trong lòng Triệu Bân một lời, trong mắt rất nhiều kinh ngạc. Người đâu, cuồng anh kiệt đuổi tới, vẫn là một tấm đỉnh đen mặt to. Chờ một lúc lại đánh ngươi, Triệu công tử lưu lại một ngữ, chạy thẳng tới một phương. Hắn đối với Liễu Như Tâm, làm một đạo tiên nhãn truy tung lạc ấn, cho dù là hư không tiêu thất, cũng có thể tìm được, còn ở lại chỗ này phiến tiên thổ bên trong, hắn không hiểu là, Liễu Như Tâm vì cái gì mất trí nhớ, cũng như long chiến như vậy, phi thăng xảy ra vấn đề. Hoặc bị người lau ký ức. Còn có, phụ thân đâu, Lạc Hà đâu, còn ở hay không trái tim nơi đó. Việc này không xong, cuồng anh kiệt lại đuổi theo, hùng hùng hổ hổ. Có lẽ, muội tử kia thực sự là vợ hắn, chiến thiên hành cũng vượt thiên mà đến. Ta không tin, cuồng anh kiệt mắng, thế gian nào có chuyện trùng hợp như vậy a? Chiến thiên hành không có lại nói, lão cuồng gấp gáp phát hỏa, trí thông minh đường ngắn, nhưng hắn là thanh tỉnh, lấy hắn đối với Triệu Bân hiểu rõ. Tung quấy rối cũng có hạn độ, sẽ không hủy đi người nhân duyên. Cho nên, Triệu Bân cùng vậy tiểu muội tử, hơn phân nửa chính là vợ chồng. Lúng túng liền lúng túng đến cái này, con dâu nhà mình cũng sẽ không nhường cho ngươi. Cuồng anh kiệt cũng là, xinh đẹp như vậy tiểu muội tử, lại tìm cái này. Là vợ hắn không thể nghi ngờ, tử phủ chúng tiên vương đô tới một câu như vậy. Bọn hắn ra ngoài nhiệm vụ, chính là bắt Triệu Bân thân hiếu, trước kia sớm đã điều tra tinh tường. Trong đó từ cũng bao quát tên kia tại phàm trần thê tử, tiên linh chi thể đi. Huyết mạch không lừa được người, đến nỗi mất trí nhớ đi. Lý do nhưng là nhiều, khó tránh khỏi phi thăng xảy ra vấn đề. Siêu. Triệu Bân tốc độ kinh hồng, thân pháp sắp tới mức cao nhất. Ngươi, có thể hiểu rõ thê tử ngươi. Ma Vương lời nói ung dung. Ngươi muốn nói cái gì? Triệu Bân nhíu mày. Nàng cũng không phải là người bình thường. Ma Vương thâm trầm đạo. Hóa thân. Triệu Bân vô ý thức liếc mắt nhìn Ma Vương. Hóa thân hay không ta không biết, nhưng nàng cùng đế tiên nhất định có ngọn nguồn. Đế tiên. Triệu Bân thì thào một lời, không khỏi nhớ lại năm đó. Hắn tẳng nã Liễu Như Tâm bức họa, tìm không niệm thiên vấn qua, trái tim cùng trong truyền thuyết kia đế tiên, đích xác sinh giống nhau như đúc, coi là thật có ngọn nguồn mà nói, hóa thân khả năng rất lớn. Phải hay không phải, mượn trái tim một tia hồn, thử một lần liền biết. Cho mượn Trần Châu dùng một chút. Triệu Bân nhìn về phía áo tím lão đạo. Đó là vật hiếm có, lão hủ nào có. Lão đạo cười khan nói. Mượn, người nào đó mượn đồ vật không trả. Như thế, vẫn là mình cái cất hảo. Triệu Bân không nói, liền nhìn chằm chằm lão đầu nhi nhìn. Người sợ là quên, ta từng có thần minh mắt. Người quần cộc gì màu sắc ta có thể thấy rõ. Người có gì bảo bối, tiểu ra ta có thể không nhìn thấy. Nhìn ta cái não này, giống như thật có một khỏa. Lão đạo sợ không có dấu hiệu nào. Trơn Chu cầm hạt châu. Hắn theo Vĩnh Hằng thể một đường, không phải đang đánh nhau, chính là tại đi ước giá trên đường, chiến lợi phẩm đi. Tất nhiên là gặp mặt phân một nửa, mà viên này Trần Châu, đây chính là một trong số đó, chỉ có điều bị hắn vụng trộm giấu đi, không nghĩ, vẫn là bị phát hiện. Dùng xong đưa ta, lão đạo cười ha ha, cười so với khóc còn khó coi hơn.
Dễ nói, Triệu Bân xủy Trần Châu, thẳng đến chân trời một mảnh tiên sơn. Theo truy tung ấn ký định vị, Liễu Như Tâm ngay tại bên trong ngọn tiên sơn, không biết phương nào thế lực. Đánh thật xa, thì thấy phương kia ánh lửa trùng tiêu, rất nhiều chấn thiên oanh minh. Có đại chiến, Triệu Bân cực điểm thị lực, có thể trông thấy phương kia bóng người đầy trời. Chiến Thiên Hành cùng Cuồng Anh Kiệt cũng nhìn thấy, hơn nửa đêm như có chiến loạn cái nào. Đến gần nhìn lên, mới biết là Cửu U Luyện Ngục người, tới chừng mấy trăm vị tiên vương, đông tây nam bắc cũng riêng phần mình có một tôn bán thần đứng lặng, lúc này, đang oanh kích tiên sơn kết giới, chiếu đến ảm đạm tinh huy, bọn hắn cái kia từng trương diện mục, so lệ quỷ càng dữ tợn. Giao ra tiên linh chi thể, như bực này hét lớn, vang dội đầy tinh thiên. Trong núi không về lời nói, chỉ quang cầu vòng ngút trời, ra chỉ tiên sơn bảo hộ thiên kết giới. Cửu U bốn tôn bán thần nhe răng cười, tự mình chấp trưởng chu sát trận, mãnh liệt công phạt. Chờ Triệu Bân ba người buông xuống phiến thiên địa này lúc, bảo hộ thiên kết giới đã băng liệt không thiếu. Thật là lớn chiến trận a. Chiến Thiên Hành vòng liếc mắt nhìn. Lão tử hôm nay nộ khí rất lớn, lão cuồng tiện tay ôm đao. Luận sát ý còn phải là Triệu Bân, đối phương là chạy Liễu Như Tâm tới. Dám sờ hắn vảy ngược. Vậy liền không chết không thôi. Kiếm tới. Triệu Bân một tay mò về thiên ngoại, lòng bàn tay có thiên thương đồ đằng khắc hỏa. Hắn một tiếng này không quan trọng, còn tại vây công tiên sơn Cửu U cường giả, bao quát bốn tôn bán thần, đều cùng nhau trách mắt, lọt vào trong tầm mắt thì thấy một đạo rực rỡ thần quang, từ thiên ngoại nhảy lên không mà đến. Thần khí, chúng mạnh chợt biến sắc. Thần binh, trong núi cũng rất nhiều kinh ngạc. Vạn chúng chú mục phía dưới, thần kiếm rơi vào trong tay Triệu Bân, cũng như lần thứ nhất triệu hoán cái này thần kiếm, hắn toàn thân đều giấy lên ánh lửa, được thần minh màu sắc, so thái dương còn càng chói mắt. Đến nước này, Cửu U Luyện Ngục cường giả mới nhìn rõ là ai, Triệu Bân. Nguyên nhân chính là thấy rõ, chúng mạnh mới tâm linh run rẩy, đây chính là kẻ hung hãn. Cái này không đúng a, tình báo sớm đã có lời, tiểu tử kia không ở nơi này phiến tinh vực a. Hắn chính là Đại La Thánh Tử, trong núi lại nhiều kinh ngạc. Là hắn, Liễu Như Tâm Tử cũng tại, thần sắc nhiều hoảng hốt. Trước đó không lâu vừa thấy qua, người kia nhìn nàng ánh mắt rất kỳ quái. Chanh, Triệu Bân đã huy kiếm, hoạch xuất ra một đạo tinh hà. Huyết quang tùy theo nở rộ, cách hắn gần nhất đệ nhất Cửu U bán thần, bị tại chỗ bổ diệt nhục thân, kèm thêm bản mệnh nguyên thần cũng cùng nhau hủy diệt nửa bên, kinh hãi Cửu U chúng mạnh một hồi nước tiểu rung động. Cứu ta, đệ nhất bán thần gào thét, liều mạng trốn chạy. Tới còn muốn đi, Cuồng Anh Kiệt nhất đao quét ngang bát hoang. Đệ nhất bán thần tại chỗ quỳ, tàn phá nguyên thần bị một đao sinh bổ. Cực nói, vạn pháp tề thiên, Chiến Thiên Hành một kiếm hoành quán hạo vũ. Vẫn là một đạo huyết quang, ngây người thứ hai bán thần suýt nữa bị tuyệt sát. Chiến Thiên Hành, bá thiên thần thể, Cửu U Luyện Ngục chúng mạnh sắc mặt tái nhợt, tập thể lui một bước. Vẻn vẹn Triệu Bân đã đủ để cho người ta khó chịu, còn có hai nghịch thiên yêu nghiệt. Oanh, Triệu Bân một bước giẫm sập nửa bầu trời, thẳng đến đệ tam bán thần. Có thần binh nơi tay, hắn chiến lực ngập trời, xuất kiếm chính là hủy diệt. Phốc, lại một tôn bán thần tàn phế, huyết phũ xối đầy trời khung. Bổ đao bực này việc cần kỹ thuật, áo tím lão đạo làm tối chuồn đi, hắn vĩnh viễn nhớ kỹ một câu nói, gặp mặt phân một nửa, tham chiến liền có phân, tùy tiện một tôn bán thần cũng là đại thổ hào. Đi đâu? Đánh cho tàn phế đệ tam bán thần, Triệu Bân thẳng đến đệ tứ bán thần. Tên kia chạy ngược lại là nhanh, ba lượng trong nháy mắt liền chui ra khỏi thiên địa. Đáng tiếc, lại nhanh cũng sắp bất quá cực đạo thần binh kiếm ý. Lần này không có người bổ đao, cũng không cần nhân bổ đao, hắn chính mình liền có thể thu thập. Phương Đông, Chiến Thiên Hành đem thứ hai bán thần ngăn ở hư thiên, chu sát thuật không ngừng. Một cái Triệu Bân, hai cái Triệu Bân, họ Cuồng nhân tài cũng dũng mãnh phi thường vô song, giết hướng chính là Cửu U Luyện Ngục chúng tiên vương, như chặt dưa hấu tựa như, giết một đường chặt một đường, mỗi chặt một cái, liền gào hét to. Nghiễm nhiên đã đem bọn này thẳng danh con, xem như Triệu Bân tới chém, cũng không biết nhẫn nhịn bao lớn nộ khí, chiến lực cái kia siêu thường quy bộc phát a. A. Dưới ánh trăng mênh mông tiên thổ, tràn đầy thê lương kêu rên. Đụng phải ba nghịch thiên yêu nghiệt, Cửu U chúng mạnh sao cái chữ thảm phải. Ngửa mặt lên trời mong nhìn, đây không phải là tại đại chiến, mà là đơn phương tàn sát. Tham dự qua đồ thần người, quả nhiên rất khủng bố. Bên trong ngọn tiên sơn chấn kinh âm thanh, thật lâu chưa từng đoạn tuyệt. Đặc biệt là bọn tiểu bối, lộ đều là vẻ kính sợ. Giết! Cùng với quát to một tiếng,
trong núi giết ra từng đạo bóng người. Hỗn chiến càng máu tanh, liên miên bóng người, rơi xuống hư thiên. Đi đường bình an. Triệu Bân một lời băng lãnh cô quạnh, đưa đi đệ tứ bán thần. Phía sau, chính là thứ hai bán thần, bị chiến thiên hành chém ở Thương Miểu. Đệ tam bán thần cũng khó trốn vận rủi, bị áo tím lão đạo cưỡng ép giết hết. Đến nước này, bốn tôn bán thần cấp toàn quân bị diệt, chết gọi là cái phiền muộn, tình báo có sai à. Nếu sớm biết Triệu Bân ở đây, quỷ tài chạy cái này tìm kích động, cả đám đều mất mạng. Bán thần quỳ, chúng tiên vương cũng là một tôn tiếp một tôn bị chặt. Đồng dạng phiền muộn, bọn hắn cũng có, tối nay là đá phải thép tấm. Tiếng kêu thảm thiết chẳng biết lúc nào chôn vùi, đầy trời đầy đất huyết lâm xối. Trong núi tiểu bối thần sắc, vô cùng tái nhợt, đó là chấn kinh hãi nhiên, bốn tôn bán thần cái nào. Mấy trăm vị tiên vương, cỡ nào đội hình, không đến một nén nhang, liền bị giết sạch sành xanh. Liền cái này, ba người kia tựa như còn không có giết thống khoái, càng thuộc cái kia cá tính cuồng, sát khí mãnh liệt, vừa mới bọn hắn nghe rõ ràng. Một câu một cái Triệu Bân, đây là bao lớn cửu hận cái nào. Nói đến cuồng anh kiệt, cái kia là thực sự giết đỏ cả mắt, kim đao huyết lâm xối. Đích xác, hắn không có đánh thống khoái, quay đầu còn phải tìm Triệu Bân chơi lên một hồi. Vẫn là chiến thiên hành hàm xúc, nhìn chính là tiên sơn phía trước bia đá, cửu tiêu thánh địa bốn chữ lớn, viết cứng cáp hữu lực, đây chính là một mạch truyền thừa cổ xưa, càng là xa sút đến như vậy. Bất quá nghĩ lại, cái này cũng rất bình thường. Thế đạo tàn khốc, nào có truyền thừa vạn thế bất hủ. Như hắn qua cổ thần hướng, không phải cũng thành lịch sử bụi trần. Đa tạ tiểu hữu cứu. Cửu tiêu thánh chủ cách không chắp tay, vô cùng cảm kích. Còn có tham chiến một đám trưởng lão, cũng đều đối với lão cuồng cùng chiến thiên hành, tới một tông đại lễ, tối nay nếu không phải ba vị này tiểu hữu, hắn cửu tiêu thánh địa, chắc chắn sẽ bị giết đến đánh gãy truyền thừa. Tiện tay mà thôi, Triệu Bân nói, một bước bước vào tiên sơn. Hắn bước chân không thể nào ổn, khi thì sẽ lảo đảo, khóe miệng chảy máu không ngừng. Hắn không giống như cuồng anh kiệt cùng chiến thiên hành, trong cơ thể hắn có đạo thương, không thể ngông cuồng động võ, tối nay chiến một hồi, nguyên thần đạo thương có nứt ra không thiếu, hơn nữa không có một điểm khép lại, may hắn nội tình dày, đổi lại khác chuẩn tiên vương, đã sớm nhập thổ vi an. Hai vị tiểu hữu thỉnh, cửu tiêu thánh chủ tự mình mời. Không cần hắn nói, cuồng anh kiệt cùng chiến thiên hành cũng đã đuổi theo tiến vào. Chúng mạnh hơn gượng cười, cái này ba cái nghịch thiên yêu nghiệt, có vẻ như đều rất tự giác a. Bên này, Triệu Bân đã rơi vào một ngọn núi, Liễu Như Tâm đứng ở đỉnh núi. Đa tạ đạo hữu, cũng như cửu tiêu thánh chủ, Liễu Như Tâm cũng là chắp tay thi lễ. Dễ nói, Triệu Bân không nói nhảm, đưa tay nhiếp Liễu Như Tâm một tia hồn. Tốc độ của hắn quá nhanh, Liễu Như Tâm không kịp phản ứng. Chờ phản ứng, nàng cái kia một tia hồn dĩ vào trần châu. Sau đến cuồng anh kiệt cùng chiến thiên hành, thì lông mày trao lên. Như thế nào ý tứ, cái này tiểu muội tử, còn có thể là hóa thân hay sao? Triệu Bân không nói, liền nhìn chằm chằm Trần Châu nhìn. Đồng dạng tại nhìn, còn có vĩnh hằng giới ma vương. Răng rắc. Đám người mong nhìn xem, Trần Châu răng rắc một tiếng vỡ vụn. Những người khác còn tốt, chỉ có áo tím lão đạo, bưng kín ngực. Trần Châu a, ly kỳ bao nhiêu chân bảo, nói nát liền nát. Quả nhiên, người nào đó mượn đồ vật không trả, nát còn cái giám a. Người này rất là không đơn giản. Oán thầm thì oán thầm, lão đạo nhìn Liễu Như Tâm ánh mắt là kỳ quái. Trần Châu vỡ vụn, cơ bản đều đề cập tới cấm kỵ, không ngoài hai loại khả năng. Không phải hóa thân. Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, lông mày lại nhíu chặt không chịu nổi. Hắn dùng Trần Châu thí hồn lúc, hạt châu đã từng vỡ vụn. Không nghĩ. Liễu Như Tâm cũng như thế, thật cùng đế tiên ngọn nguồn. Bảo bối a, ma vương kích động không thôi, ánh mắt cực nóng không chịu nổi. Tiểu nha đầu này không phải hóa thân, vậy thì như bức. Khó tránh khỏi, Liễu Như Tâm chính là một loại khác hình thái đế tiên. Như thế, Triệu Bân mới là thật như bức, đế tiên cũng không là bình thường thần, nếu nói luân hồi lĩnh vực, không người siêu việt nguyệt thần, cái kia tại thời gian lĩnh vực, đế tiên chính là tuyệt đại nữ thần. Muội tử. Ngươi là vợ hắn. So sánh với Trần Châu vỡ vụn, cuồng anh kiệt càng quan tâm cái này. Con dâu, Liễu Như Tâm ngạc nhiên, đây là bắt đầu nói từ đâu. Vừa tới cửu tiêu thánh chủ bọn người, cũng là một mặt mộng, ở đâu ra con dâu. Tiền bối, cho ta chút thời gian, Triệu Bân nói. Dễ nói, cửu tiêu thánh chủ rất có nhãn lực gặp. Cửu tiêu tất cả trưởng lão cũng thức thời, nhao nhao lui xuống tiếp.
Đám người vừa đi, Triệu Bân liền lôi kéo Liễu Như Tâm biến mất không thấy. Ta, lão cuồng một hơi thở gấp thuận, kém chút tại chỗ thổ huyết. Nói chuyện vớ vẩn, quá mẹ nó phai nhạt. Làm hơn nửa đêm, hắn nguyên lai là cái chọc cười. Có một thứ tình yêu, gọi buông tay. Ai nói Chiến Thiên Hành không hiểu tình yêu, người thông minh đâu. Không buông tay có thể làm gì, đó là người Triệu Bân nhà con dâu. Vĩnh Hằng giới, Triệu Bân đã đem Liễu Như Tâm bãi chính. Đại ma vương tích cực nhất, thứ nhất xông tới. Còn có Thương Khung bọn người, cũng là như ong vỡ tổ vây quanh. Liễu Như Tâm lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày, xem trước một mắt tứ phương, bên trong đại thế giới thành càn khôn, sau đó, mới nhìn hướng về phía Triệu Bân, nhỏ giọng hỏi, đạo hữu, vì cái gì dẫn ta tới nơi đây? Toàn bộ làm như ngắm cảnh, Triệu Bân ôn hòa nở nụ cười, ngón tay nhập lại đặt ở Liễu Như Tâm mi tâm. Hắn không dùng siêu hồn, dùng chính là truy hồn thuật, một dạng có thể nhìn lén Liễu Như Tâm thần hải. Nhìn qua, đúng như hắn sở liệu, Liễu Như Tâm không có thế gian ký ức. Bực này tình huống, cùng ngày xưa đại hạ hoàng đế, không có sai biệt. Sợ là phi thăng xảy ra vấn đề, ma vương truyền âm. Triệu Bân không có đáp lời, yên lặng mở tiên nhãn, nhìn lén Liễu Như Tâm tử phủ. Tiếc nuối là, hắn không trông thấy Lạc Hà, cũng không trông thấy phụ thân thi thể. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, Liễu Như Tâm mất trí nhớ, cha và Lạc Hà đi đâu. Liễu Như Tâm không nói, như vậy khoảng cách tới gần, trước mắt người thanh niên này, tựa như ở đâu gặp qua. Ta thử xem. Ma vương cũng chỉ, đặt ở Liễu Như Tâm mi tâm. Hàng này dùng siêu hồn, Liễu Như Tâm gương mặt nhiều một vòng đau đớn sắc. Còn tốt, ma vương đầy đủ nhanh, ba, năm trong nháy mắt liền thu tay lại. Không nên a, gặp trang diện này, này hàng liền thần thần thao thao. Như thế nào, Triệu Bân lấy thần thức truyền âm. Chờ lão phu xử lý suy nghĩ, ma vương đi ra. Đi ra rất xa, hắn vẫn không quên quay đầu nhìn Liễu Như Tâm. Thế giới này thật có ý tứ, đế tiên cũng là đại thần thông a. Ma vương đi, Thương Khung mấy người cũng nhao nhao rút lui. Bực này cục diện, bọn hắn có vẻ như không thích hợp tại chỗ, đôi này tiểu phu thê, quá nhiều năm không thấy, hết lần này tới lần khác, Liễu Như Tâm mất trí nhớ, hết lần này tới lần khác, không nhớ ra được Triệu Bân, thực tế rất tàn khốc. Mời ngươi nghe hát, Triệu Bân nở nụ cười, lấy ra một cái đàn. Hắn phải thử xem tỉnh thế khúc, vạn nhất tỉnh lại ký ức nữa nha. Dưới ánh trăng cửu tiêu thánh địa, cũng không yên tĩnh. Ngoài núi, thấy nhiều bóng người vừa đi vừa về du lịch, phần lớn là chút trưởng lão, vẫn còn đang đánh quét chiến trường, dù sao diệt bốn tôn bán thần cùng mấy trăm tiên vương, sao có thể không có điểm chiến lợi phẩm. Đừng nói, hơn nửa đêm càn quét xuống, đích xác thu hoạch tương đối khá. Cũng trách người nào đó tâm hệ thê tử, không đếm xỉa tới những thứ này. Bằng không thì, gì cũng sẽ không lưu lại. Trong núi, cũng là bóng người nhốn nháo. Cửu tiêu thánh chủ tự mình dẫn đội, hành tẩu ở trong núi cung điện, là vì chữa trị bảo hộ thiên trận pháp, bởi vì cửu u luyện ngục cường giả công phạt, kết giới có nhiều hư hao. Nói cho cùng, là hắn cửu tiêu một mạch sa sút, truyền thừa pháp trận, phần lớn tàn khuyết không đầy đủ, nhiều hơn phân nửa trận văn, cũng là hậu nhân tu bổ. Nếu là không sứt mẻ kết giới, người bình thường có thể oanh không nát. Không nghĩ ta cửu tiêu thánh địa, còn cùng Đại La Tiên Tông có ngọn nguồn. Vĩnh Hằng thể thật sự mạnh, còn có Chiến Thiên Hành cùng Cuồng Anh Kiệt, cũng hiếm thấy yêu nghiệt. Tham dự đồ thần người, há lại là vật trong ao. Mỗi sơn phong tiếng nghị luận, liên tiếp, phần lớn là một ít bối, trong giọng nói rất nhiều thổn thức chặt lưỡi, cũng không thiếu được kinh ngạc cùng chấn kinh, nhìn nào đó ngọn núi phong ánh mắt, cũng tràn đầy kính sợ. Đó là tiểu thánh nữ Sơn Phong, không biết cùng Triệu Bân có quan hệ gì, chỉ biết Triệu Bân bọn hắn ra tay, nhất định cùng thánh nữ có liên quan, vì giúp hắn cửu tiêu thánh địa, ngay cả thần khí đều gọi đến, giết cửu u cường giả toàn quân bị diệt. Đem thánh nữ một người lưu lại Sơn Phong, sẽ không xảy ra vấn đề a. Chữa trị pháp trận trưởng lão, cũng khi thì nhìn ngọn núi kia, cũng tò mò thánh nữ cùng Triệu Bân quan hệ. Triệu Bân mặc dù giết người không chớp mắt, nhưng bản tính không kém. Cửu tiêu thánh chủ cười nói. Lời này không giả, tất cả trưởng lão chưa có phản bác, nếu thật vì kiếm chuyện mà đến, cần gì phải ra tay thi cứu, cũng không thể lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử, cũng không phải là tất cả mọi người, cũng như thái thượng thần tử cùng diễn thiên thần tử, sạch làm chút không biết xấu hổ, cộng thêm không giảng võ đức sự tình. Nói đến yêu nghiệt, Chiến Thiên Hành cùng Cuồng Anh Kiệt còn tại đỉnh núi. Chiến Thiên Hành còn tốt, vững vàng ngồi ở dưới cây, cầm một bộ cổ thư đọc qua. Ngược lại là họ Cuồng, từ Triệu Bân sau khi đi, liền ôm hắn kim đao trà sát lại xoa.
nhân duyên chuyện như thế, không cưỡng cầu được. Chiến Thiên Hành một bên đọc sách một bên chậm chậm nói. Ta không tin, Cuồng Anh Kiệt vẫn là câu nói này, lại càng nói xoa càng khởi kình, hắn phải xoa bóng loáng, chờ cái kia họ Triệu đi ra, nhất định cùng với luyện một chút, người cái bại ra đồ chơi, quá mẹ nó hố cha. Chiến Thiên Hành một tiếng gượng cười, không lại nói. Hai bạn gay thật muốn đánh nhau, hắn cũng không biện pháp, ngồi cái kia xem kịch thôi. Không đem người nào đó thu phục, tên kia là không nhớ lâu. Tranh. Du dương mà cổ lão khúc đàn, tại vĩnh hằng giới vang vọng. Đánh đàn giả có máu có thịt, tiếng đàn từ cũng hữu tình hữu ý. Liễu Như Tâm là nghe khách cũng là quần chúng, tĩnh tâm lắng nghe tiên khúc, cũng yên tĩnh nhìn Triệu Bân, nàng không biết người này vì cái gì mang nàng tới đây, chỉ biết nhìn hắn một ít trong nháy mắt, giống như đã từng quen biết, mỗi lần có bực này cảm giác, liền có một loại xung động muốn khóc, thậm chí tại trong lúc lơ đãng, khóe mắt có nước mắt tô điểm, thời gian lâu dài, hơi nước dần dần mông lung tầm mắt của nàng. Ai? Hoàng Phi một tiếng thở dài, nàng cùng Triệu Bân tao ngộ, thật quá giống. Long Chiến như thế, Liễu Như Tâm cũng như thế, như vậy chọc ghẹo người hữu tình. Lão ma, Thương Khung cùng Vương Tạc bọn người thì vây quanh ma vương, khi thì còn đưa tay đâm đâm một cái. Hàng này từ ngồi ở dưới cây, liền thần thần thao thao, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nàng tại thế gian, nhưng có phụ mẫu, ma vương đột nhiên một lời. Hỏi lời này, không có phụ mẫu trống rỗng xuất hiện. Vương Tạc ho khan. Hắn lời này xem như mắng đến giờ tử lên, ma vương lúc này xoắn suýt chính là cái này, hắn lúc trước thấy rõ, nhà đầu kia hoàn toàn không có bản tâm ấn ký, cũng chính là cái gọi là căn nguyên, đã không có, cũng không phải chính là trống rỗng xuất hiện sao. Lấy hắn nhận thức không hiểu được. Triệu Bân cái này bắn ra, chính là một ngày một đêm. Đến, cũng không gặp Liễu Như Tâm có khôi phục trí nhớ dấu hiệu. Thương Khung bọn người nhìn nóng lòng, tỉnh thế tiên khúc có vẻ như vô hiệu a. Gặp lúc này, tất cả mọi người sẽ không hẹn mà cùng nhìn ma vương, lão ma vạn sự thông, nhất định có phương pháp. Ma vương khẽ gật đầu, đề cập tới phi thăng ném ký ức, không tại hắn năng lực phạm trù. Ngày xưa, Triệu Bân tiếng đàn không gọi tỉnh Long Chiến, bây giờ, sợ cũng không gọi tỉnh Liễu Như Tâm. Cũng không sao, thần giới sắp giải phong, tìm Nguyệt Thần liền tốt, cô nàng kia mới là thần thông quảng đại. Triệu Bân cũng là nghĩ như vậy, chậm rãi ngừng tiếng đàn. Liễu Như Tâm vẫn chưa thỏa mãn, tâm thần còn rong chơi tại trong khúc đàn, một hồi lâu mới thanh tỉnh lại, vô ý thức chạm khóe mắt, là ướt át, không biết cái này nước mắt, ra sao lý do. Triệu Bân cũng có nước mắt, rõ ràng là Liễu Như Tâm, hết lần này tới lần khác không nhận ra hắn. Thấy hắn như thế, Thương Khung bọn người lại thở dài, tiểu tử này nhân sinh, thật đúng là một cái bi thảm, thật không cho tìm được mẫu thân, lại là thần minh hóa thân, gặp đều không thể gặp, thật không cho tìm được thế tử. Cũng không phàm trần ký ức, gặp gỡ không quen biết. Còn có Triệu Uyên cùng Lạc Hà, một cái chỉ còn dư thi thể, một cái mang thai bị phủ bụi, đến nay cũng không biết tại chỗ nào, dùng phá thành mảnh nhỏ để hình dung người một nhà này, lại cực kỳ thích hợp. Đêm, Triệu Bân một thân một mình đi ra. Đến nỗi Liễu Như Tâm, thì bị hắn lưu tại vĩnh hằng giới, có nhiều như vậy thân hữu, nhiều như vậy khuôn mặt quen thuộc, nếu lẫn nhau tâm sự, có lẽ đối với khôi phục ký ức, có cực lớn trợ giúp. Thấy hắn đi ra, Cuồng Anh Kiệt thông suốt đứng lên, muội tử đâu? Chờ ta làm xong trong tay chuyện, nện chết ngươi choáng nha. Triệu Bân mắng lấy, quay người không còn hình bóng. Thật sao, lão cuồng lại tức sôi ruột. Chiến Thiên Hành nhìn muốn cười, hai ngày này sạch gặp lão cuồng ăn quả đắng. Triệu Bân lại hiện thân nữa, đã là một ngọn núi khác. Trong lương đình, Cửu Tiêu Thánh Chủ đang ngồi cái kia uống trà. Tiền bối, không có ý định quấy rầy. Triệu Bân vừa bước vào đình nghỉ mát. Tiểu Hữu nói quá lời, Cửu Tiêu Thánh Chủ ôn hòa nở nụ cười. Ai mang nàng trở về? Triệu Bân không nói nhảm, nói thẳng ý đồ đến. Cửu Tiêu Thánh Chủ cỡ nào cơ trí, tự hiểu Triệu Bân hỏi là ai. Hắn tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không quá nhiều kinh ngạc, chứng chạc đàng hoàng trả lời vấn đề. Hôm đó, ta ra ngoài đi ngang qua Thiên Hà cổ địa, gặp nàng bất tỉnh tại núi rừng bên trong, liền đem nàng mang về. Ngoại trừ nàng, nhưng còn có những người khác, Triệu Bân vội vàng hoảng hỏi. Cửu Tiêu Thánh Chủ khẽ gật đầu, chỉ nàng một cái. Nàng sau khi tỉnh lại, nhưng có gì khác dạng? Triệu Bân lại hỏi. Giống như thụ một loại nào đó kinh hãi, thậm chí tâm trí thất thường, phần lớn thời gian, cũng như một cái không có linh hồn người, không nói cũng không nói, chỉ ở ngủ say lúc nói mê, cấp độ kia trạng thái, đủ kéo dài mười mấy năm, mãi đến mấy năm gần đây, mới dần dần có người chi tình cảm giác. Cửu Tiêu Thánh Chủ tận lực nói kỹ càng, lại nói lúc,
vẫn không quên trộm đạo nhìn Triệu Bân, Vĩnh Hằng thể đối với nha đầu kia để bụng như vậy, nhất định có bí mật không muốn người biết, theo hắn suy nghĩ, hai người có lẽ là bạn cũ, cũng có lẽ là thân nhân. Đa tạ tiền bối. Triệu Bân lưu lại một ngữ, phật tay mở vực môn, đi vào không thấy. Cửu Tiêu Thánh Chủ không phải mù lòa, có thể gặp Triệu Bân trong mắt lệ quang quay tròn. Không tệ, Triệu Bân là khóc, hắn là đau lòng, thì ra mười mấy năm qua, trái tim cũng là tại ngơ ngơ ngác ngác trung độ qua, không biết ngậm bao nhiêu đắng. Trước tạm trị đạo thương, ma vương ra Vĩnh Hằng giới, người thần minh chi nhãn mù, có lẽ cũng có đạo thương nguyên nhân. Hai người cùng ăn ý, Triệu Bân cũng là nghĩ như vậy. Trong thời gian ngắn, Liễu Như Tâm sợ là khó khôi phục ký ức. Muốn tìm phụ thân, vợ con và thân hữu, còn tại khai thần minh chi nhãn. Khoảng cách quá xa, cũng không thể lại giết trở lại Niết Bàn Tinh, cái này một lần, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Nửa ngày sau, hắn ra vực môn, vào một khỏa tĩnh mịch tinh thần. Độ kiếp đi, phải tìm một chỗ không người, bằng không, U Lan chính là vết xe đổ. Chờ ngươi rất lâu, Vương Tạc Sách theo kiếm, bước lên trời, tùy theo mở thiên kiếp. Oanh! Tiếng sấm lóe sáng, hư không mây đen mãnh liệt. Nương theo mà đến, chính là một cỗ để cho thiên địa đều run sợ uy áp. Đạo tâm không chết, thân người bất diệt, Triệu Bân cũng đứng ở dưới thiên kiếp. Dễ nói, ngày thường Vương Tạc, mặc dù không ra thế nào đáng tin cậy, nhưng tối nay, phá lệ đứng đắn, một tay cầm kiếm, thần sắc kiên định, người đi. Cũng nên vì chính mình, không màng sống chết một lần, thiên phạt là kiếp, có lẽ sẽ chết, tuyệt không thể sợ chiến, mênh mông hành trình cần có cái này một lần. Ầm ầm, lại là một mảnh lôi minh, ước vạn sấm sét xé rách. Tiếp đó, chính là lôi đình lăng không, như mưa trút xuống. Chiến! Vương Tạc vừa quát âm vang, rút kiếm sát nhập vào cửu thiên, ngạnh kháng lôi kiếp. So sánh hắn, Triệu Bân liền hàm xúc không ít, tựa như một tòa tấm bia to, tùy ý lôi điện chém vào, sừng sững bất động, xâm nhiên huyết khe, tại cơ thể phách, một đạo lại một đạo ấn ra. Hắn tâm không ngoại vật, bị sét đánh đồng thời, cũng không quên vận chuyển trường sinh quyết. Đáng tiếc, nguyên thần đạo thương, vẫn là không có nửa chút dấu hiệu khép lại. Lôi kiếp cường độ không đủ, ma vương trong lòng một lời, lấy hắn thấy, thiên kiếp càng khủng bố hơn, càng dễ dàng trị đạo thương. Bực này ví dụ hắn gặp rất nhiều, bản tôn trong trí nhớ, tai kiếp bên trong trị thương người, cũng vừa nắm một bó to, có khỏi hẳn, cũng có táng diệt thành cho, hết thảy đều là ẩn số, có thể trị hết hay không, cũng là cần cá nhân tạo hóa. Thiên kiếp cường độ không đủ, cái kia liền tới hung ác. Tùy thời gian trôi qua, lôi điện là càng bổ càng hung mãnh, từ ban sơ tử sắc thiểm điện, không ngừng nhiều màu sắc, mỗi nhiều một loại màu sắc, lôi uy liền cường hoành một phần, lôi uy mỗi mạnh một phần, Vương Tạc liền đẫm máu một lần, mấy lần rơi xuống thương miểu, đều trước tiên giết tới. Có hy vọng, tự hắc sắc lôi điện hạ xuống lúc, ma vương trong mắt chuồn quang. Màu đen lôi rất bá đạo, Vương Tạc bị đánh đứng không vững, Triệu Bân cũng huyết cốt tràn trề. Gặp sét đánh đi, đau có đau chỗ tốt. Tựa như Triệu Bân, nguyên thần đạo thương, lại khép lại một tia, đây là một cái điểm tốt, mà suy đoán của hắn, cũng hoàn toàn chính xác, lôi kiếp càng mạnh, chữa trị đạo thương khả năng tính chất liền càng lớn. Trừ này, còn có càng khiến người ta mừng rỡ, cũng chính là thần minh chi nhãn. Đạo thương khép lại một tia, Triệu Bân không ngờ thần minh mắt, chỉ có điều, thần minh mắt thấy, là mơ hồ một mảnh, có thiên kiếp nguyên nhân, cũng có hắn tự thân vấn đề. Đúng như ma vương lời nói, vấn đề xuất hiện ở đạo thương. Không phải không thiếu sót thể phách, liền dùng không thể thần minh mắt, có đạo thương chính là có khuyết điểm, đạo thương chân chính khép lại, mới có thể lại dùng thần mắt sáng. Thêm kiến thức, thương khung bọn người một tiếng thổn thức. Lấy kiếp trị thương, người bình thường cũng không dám náo như vậy, khó tránh khỏi chôn ở trong lôi phạt. Nhưng, họ chịu thuộc ngoại lệ, tiểu tử kia là bị một đường đập tới tới, sớm tại thế gian lúc, thì thấy thiên phát thể, mỗi ngày cuộn lại sét đánh trời mưa, vô luận ai độ kiếp, cũng nghĩ hướng phía trước góp một góp. Cái kia hùng hung hãn nội tình, chính là tới như vậy, lôi điện không thể bỏ qua công lao. Lão tử không sợ ngươi. Trong tiếng lôi minh, rất nhiều Vương Tạc gào thét. Cái kia hàng sợ là bị đánh cấp nhãn, mỗi một âm thanh gào thét, cũng là phát ra từ linh hồn gào thét. Có lẽ là hắn ngỗ nghịch, chọc thượng thương tức giận, kinh khủng hơn lôi điện, một mảnh tiếp một mảnh. Hắn cái này thê thảm, Triệu Bân cũng không tốt gì. Thiên kiếp đi, công bình vô cùng, không nhìn tu vi nhìn yêu nghiệt cấp bậc. Như hắn nhân tài bực này, tất nhiên là đắt tiền nhất phần món ăn. Không tệ, thời khắc này ma vương, phá lệ tới tinh thần. Ánh mắt hắn dễ sử dụng nhất, có thể gặp Triệu Bân nguyên thần đạo thương,
tại từng tấc khép lại. Đương nhiên, đây là thiên kiếp cùng trường sinh quyết cùng tác dụng hiệu quả, có vẻ như thiếu một thứ cũng không được. Ngươi có thể ngàn vạn chống đỡ. Ma vương cái này một lời, là đối với vương tạc nói, là hắn đánh giá thấp tên trộm này, ngày thường không ra thế nào lấy điều, tối nay, mới biết hắn thiên phú, rất là kinh diễm. Như thế, khó tránh khỏi dẫn xuất pháp tắc thân kiếp. Nếu không thì thế nào nói là ma vương, miệng là khai quang, nói đến là đến. Đầy trời lôi đình, suy yếu không thiếu, nhưng hủy diệt uy áp, lại càng mãnh liệt. Tiểu tử ngươi được a? Thương khung bọn người hai mắt tròn trịa, còn có thể dẫn xuất pháp tắc thân. Vương tạc không nói, lảo đảo một bước, cưỡng ép đứng vững, ánh mắt trước nay chưa có kiên định. Đây là hắn kiếp, chơi bạc mạng cũng phải bên trên. Triệu Bân cũng tại nhìn Thương Miểu, không nghĩ tới vương tạc còn có bực này kiếp số. Xem ra, tiểu tử này gần đây 20 năm, cũng không phải sống uổng. Oanh! Thương Thiên một hồi cự chiến, có sấm sét tàn phá bừa bãi, tụ ra một bóng người. Triệu Bân cùng ma vương gặp chi, đều không gì ngoài ý muốn, đã sớm nói qua, chế tài giả hình như là thiên kiếp tiêu chuẩn thấp nhất, gặp có pháp tắc thân kiếp, tất thấy hắn đi ra tản bộ, lần này cũng giống vậy, thỏa đáng tiên giới chế tài giả, ma vương nhìn, rất là tay ngứa ngáy. Phanh! Chế tài giả sau đó, chính là Triệu Bân bị động ứng kiếp. Vẫn là táng thế thần quan, cũng tựa như núi cao khổng lồ, uy áp tứ hải bát hoang. Chiến! Vương tặc hét to gào bá khí ầm ầm, đánh tới chế tài giả pháp tắc thân. Triệu Bân diệt bất mạn, tấn công về phía quan tài khổng lồ, có thể hay không khép lại đạo thương, có thể hay không lại mở thần minh chi nhãn, tất cả tại một kiếp này, không chỉ muốn mượn thiên kiếp tôi thân, còn muốn mượn thiên kiếp chữa thương. Oanh, phanh! Vương tạc đối với chế tài giả, Triệu Bân đối với cổ quan, hai trận đại chiến mở màn. Độ kiếp giả vẫn như cũ thê thảm, đối đầu cùng cấp bậc thần minh, có vẻ như không thể nào đủ nhìn, từ khai chiến, liền đẫm máu không ngừng, mấy lần suýt nữa chôn ở trong pháp tắc thần thủ, nhìn thương khung bọn người, tiểu tâm can bay nhảy trực nhảy, đây là thiên kiếp, nhưng ngàn vạn chống đỡ. Đối với một vị khác, đám người không chút nào lo nghĩ. Họ Triệu không chỉ có thể đánh, còn tặc kháng đánh, không chết được. Đích xác, Triệu Bân so vương tạc hung mãnh nhiều, quan tài khổng lồ lần lượt tái tạo, lần lượt bị hắn đánh nổ, chớ nói thân hữu, ngay cả ma vương đều giật khóe miệng, cái này mẹ nó táng thế thần quan kiếp a. Hắn rất tự giác, cầm ký ức tinh thạch, lạc ấn bức họa này mặt. Đợi hắn năm thấy nguyệt thần, phải cho hắn nhìn một chút, đồ nhi ngươi điếu tạc thiên. Ai? Nhìn thẳng lúc, chợt nghe mặt quỷ Diêm La một tiếng nhẹ kêu. Đám người cùng trách mắt, lọt vào trong tầm mắt thì thấy Liễu Như Tâm, chân đạp thanh liên, một bước đi ra vĩnh hằng giới, nàng sợ là tại mộng du, ra vĩnh hằng giới, liền chạy về phía phương xa. Trái tim, Triệu Bân gặp chi, cách không dò xét tay. Yên tâm độ kiếp, ma vương khoát tay áo, thẳng đến Liễu Như Tâm đuổi theo. Cùng hắn một đạo, còn có áo tím lão đạo. Nhà đầu này, gì tình huống? Lão đạo liếc mắt nhìn ma vương. Mất trí nhớ, ma vương bày một bộ thâm trầm tư thái, lại là nói một câu nói nhảm. Coi như ta không có hỏi, lão đạo hít sâu một hơi. Đuổi kịp, ma vương tăng nhanh tốc độ, bởi vì tối nay Liễu Như Tâm, thân pháp rất quỷ quyệt, đi tới liền biến mất, còn tốt, hắn sớm tại trên người, gieo truy tung lạc ấn. Siêu, áo tím lão đạo diệt bất mạn, như bóng với hình. Hắn là bảo tiêu, phải cam đoan ma vương cùng nha đầu kia an toàn. Oanh! Sau lưng thiên kiếp, dị thường hung mãnh. Triệu Bân sợ là phân tâm, từng một trận bị cổ quan áp chế, thể phách 5 lần 7 lượt sụp đổ. Thời khắc mấu chốt đừng như xe bị tuột xích, thương khung mắng. Triệu Bân thu liếm thổn thức, lại đăng thiên ngạnh chiến cổ quan. Máu của hắn không có uổng phí lưu, nguyên thần bên trên đạo kia khe rãnh, cũng đã hợp hơn phân nửa. Người cũng đừng như xe bị tuột xích, mặt quỷ Diêm La cũng sáng lên cuống họng, mắng là vương tạc. So sánh Triệu Bân cái kia yêu nghiệt, độ kiếp cái vị kia, mới là thật thảm, lại tình cảnh rất không ổn. Chiến! Vương tạc giết đỏ cả mắt, tóc tai bù xù nếu như điên cuồng. Không điên không thành đạo, hắn phải điên cuồng, phải liều mình đi chiến. Chuyên trúc hắn kiếp, cần dùng máu tươi mở ban ngày ban mặt. Tích tắc này, hắn tâm cảnh lột xác. Cũng là tích tắc này, hắn khai quật tiềm lực, chiến lực một đường tăng vọt. Ai nói kẻ trộm không có đấu chiến tâm cảnh, hắn phát điên lên, cũng rất có một người giữ ải vạn người không thể qua, vạn người không thể khai thông chiến thần tiềm chất, khám phá sinh tử, chỉ có một trận chiến. Răng rắc, trong cơ thể của Triệu Bân xương cốt tiếng va chạm, đã thành lốp bốp một mảnh.
thiên kiếp tôi thân, triệt triệt để rèn luyện, lại cho thể phách tới một lần lớn tẩy lễ. Nhìn hắn nguyên thần đạo thương, đã là cực điểm khép lại, còn có thần minh mắt, cuối cùng một phần giam cầm, cũng sắp giải khai, mặc dù ánh mắt vẫn như cũ mơ hồ, nhưng đã có thể trông thấy đại càn khôn. Bên này, Ma Vương cùng lão đạo vừa đi vừa nghỉ, đã đi theo Liễu Như Tâm ra cổ tinh. Nhà đầu kia thần sắc hơi có vẻ thất thần, nhưng lại một bước một thanh liên, lại đi tới liền sẽ tiêu thất. Có người triệu hoán, lão đạo do dự một tiếng. Cũng hoặc, trong tiềm thức có sứ mệnh, Ma Vương chậm chậm nói. Hai người không cưỡng ép ngăn cản, ngay tại sau lưng theo đuôi, khó tránh khỏi đi theo Liễu Như Tâm, có thể tìm được Triệu Bân cha và vợ con, Ma Vương nghĩ càng nhiều, ai bảo nha đầu này cùng đế tiên ngọn nguồn rất sâu đâu. Bây giờ trạng thái quỷ dị, đi theo nàng có lẽ có thể được gặp bí mật. Tan! Trong nháy mắt nào đó, Triệu Bân âm vang vừa quát, cưỡng ép khép lại đạo thương. Còn có thần minh chi nhãn, cũng hợp thời mở ra, bởi vì tai kiếp bên trong, thấy không rõ lắm càn khôn. Ông! Quan tài khổng lồ lại một lần đè xuống, ép sập nửa bầu trời. Hắn nhìn cũng không nhìn, một bước lên trời, một cước đạp nát. Đến nước này, hắn mới ra khỏi thiên kiếp phạm vi, đạo thương đã chữa khỏi. Chống đỡ, hắn truyền âm, là đối với Vương Tạc, cũng đừng chôn ở kiếp chung. Chờ đánh xong, không say không nghỉ, Vương Tạc cười to, rất có quét ngang bát hoang khí thế. Triệu Bân không lại quấy rầy, khai thần minh chi nhãn quan sát càn khôn. Thị giác thượng đế đi, tất nhiên là nhìn rõ, có thể gặp tinh vực toàn cảnh, cũng có thể gặp Liễu Như Tâm cùng Ma Vương bọn hắn, hắn không biết Liễu Như Tâm muốn đi đâu, nhưng chuyện này nhất định không đơn giản. Nổ, cái kia hàng nổ, thương khung một tiếng gào to. Triệu Bân thu con mắt, lại nhìn bầu trời kiếp, cái gọi là nổ, chỉ là chế tài giả pháp tắc thân, không có dấu hiệu nào nổ thành một mảnh lôi điện, chớ nói thương khung bọn người, liền hắn đều không khỏi sững sờ. Tối mộng chính là Vương Tạc. Hắn đã mưu lòng bàn chân kình muốn làm một vố lớn. Chưa từng nghĩ, pháp tắc thân nổ, chỉnh hắn một thân chiến ý không chỗ thi triển. Gì tình huống, Trần Huyền lần trước khuôn mặt mộng. Hắn nhìn qua U Lan kiếp, không là bình thường bền bỉ, đến Vương Tạc cái này, đánh đánh liền xong rồi, hai hai so sánh, cho người ta một loại. Đây là một hồi đồ lậu thiên kiếp cảm giác. Sao sẽ như thế, Triệu Bân cũng lẩm bẩm ngữ, ánh mắt sáng tối chập chờn. Tại hắn mong nhìn xem. Thiên kiếp kết thúc, tới hung mãnh, lại kết thúc để người trở tay không kịp, hắn không biết nguyên do, cũng không cách nào giảng giải đây hết thảy, quá quỷ dị. Đi! Hắn vung tay lên, lấy đi Vương Tạc, thẳng đến Liễu Như Tâm phương kia. Tiểu đạo hiệp chư thiên phụ nữ trẻ em lão già, chúc thi đại học các vị tiền đồ như gấm tên đề bảng vàng. Tiên vũ minh giới minh tuyệt chúc muội muội thất tịch cùng sách khác hữu thi đại học thuận lợi, tên đề bảng vàng. Thư hữu đại sở, tiền võ đế tôn lời chúc phúc. Các ngươi cũng là cái thời đại này hoang cổ thánh thể, các ngươi cũng là nghịch thiên mà đi cường giả, tin tưởng mình, các ngươi tất nhiên sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, cầm xuống lý tưởng mình bên trong thư thông báo trúng tuyển, cố lên. Sư ca các sư tỷ, Diệp Thần, Tần Trần, Tào Mạt, Cơ Ngấn, Vĩnh Hằng bất hủ bất diệt, chúng ta còn nhiều thời gian, các ngươi đều là chuyên trúc của ta quang, nguyện chúng ta đều hướng mặt trời mà sinh, thi đại học, chúng ta chắc chắn sẽ thành công, Cơ Ngấn. Đi như vậy, phải đi ngày tháng năm nào? Người cái nào nói nhảm nhiều như vậy, đi theo liền tốt. Nếu không phải sinh tử ấn cứng rắn khống, người hôm nay liền thảm rồi. Tinh không mênh mông, đại ma vương cùng áo tím lão đạo một trái một phải cất tay, vừa đi vừa nghỉ, đi đâu đều không quên cãi nhau, chủ yếu ma vương bức cách quá cao, người nào đó thường xuyên chịu không được. Luận hàm xúc, còn phải là Liễu Như Tâm. Từ gia Triệu Bân vĩnh hằng giới, nàng liền không có mở miệng nói chuyện qua, như một cái cô hồn dã quỷ, dù đáng ở tinh không. Dưới chân một gốc tiếp một bụi thanh liên, nhìn áo tím lão đạo phá lệ mới lạ, nhà đầu này, đối với thời gian chi đạo lĩnh hội rất sâu cái nào. Hắn tự nhận theo không kịp. Ba thước thanh liên. Ma vương lẩm bẩm ngữ, một đường chưa từng ngừng. Đế tiên tuyệt kỹ thành danh, có thể xưng phòng ngự tuyệt đối, muốn thương nàng, phải vượt qua thời gian mới được, chớ nhìn phạm vi ba thước không lớn, nhưng khoảng cách, có lẽ so sinh cùng tử còn muốn xa xôi. Siêu, siêu. Đang nói ở giữa. Chợt thấy hai đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống. Chính là Chiến Thiên Hành cùng Cuồng Anh Kiệt, cũng là hơn nửa đêm ngủ không được chủ. Chiến Thiên Hành còn tốt, họ Cuồng nhìn thấy tiểu muội tử, liền phá lệ tới tinh thần. Người đều thành hôn, có lực không có tí sức lực nào. Ma vương mắt liếc hàng này. Thành thân cũng không nhất định đang ngủ một cái giường, Cuồng Anh Kiệt nghiêm túc nói. Lời này, cho áo tím lão đạo chọc cười,
người mẹ nó thành thân cùng con dâu chia giường ngủ. Đang khi nói chuyện, Triệu Bân cũng tới, nhìn thấy Chiến Thiên Hành không có việc gì, nhìn thấy Cuồng Anh Kiệt, liền phá lệ phát hỏa, hàng này là thực sự muốn ăn đòn a. Lão Cuồng xem thường, cầm kim đao làm tấm gương, đem tóc trẻ ngồi giữa Lý Phá Lệ ngay ngắn. Thiên kiếp xong, Ma Vương đạp tay đạo. Xong, Triệu Bân đi về phía Liễu Như Tâm. Không nên a, Ma Vương vô ý thức ngước mắt, nhìn phía mở mịt. U Lan khi độ kiếp, hắn là người chứng kiến, thiên kiếp chi bền bỉ, viễn siêu thông thường. Đến vương tạc cái này, không cần nửa ngày liền kết thúc, chớ nói bền bỉ, ngay cả thông thường đều với không tới, cho dù đại càn khôn có biến động, cũng không thể như vậy ngắn nhỏ bất lực a. Đạo bản. Hắn không nghĩ quá nhiều, chỉ nhìn Triệu Bân, nguyên thần đạo thương cũng đã hợp. Đến nỗi thần minh chi nhãn, hơn phân nửa cũng có thể lại dùng. Cho nên nói, cái kia họ Vương tên nổ nhân tài, cũng coi như cái phúc tướng. Trái tim, Triệu Bân cùng Liễu Như Tâm song song mà đi, nhẹ giọng kêu gọi. Liễu Như Tâm giống như không có linh hồn, không nửa phần đáp lại, thần sắc còn hơi có vẻ thất thần. Sao sẽ như thế, Triệu Bân hỏi là Ma Vương. Chưa chắc không phải chuyện tốt, Ma Vương lời nói ung dung. Lão Phu cho là, kích động nàng một chút tốt nhất. Áo tím lão đạo một lời thâm trầm. Thế nào kích động, Ma Vương ngáp một cái, tiện tay còn xách ra một cái hồ lô rượu. Thí dụ như, để cho hai người bọn họ bái cái đường. Lão đạo gỡ sợi dâu, đến nỗi trong miệng hai người bọn họ, tất nhiên là chỉ Triệu Bân cùng Cuồng Anh Kiệt, cũng là nghịch thiên yêu nghiệt, nên dị thường xứng. Nghe chi, Chiến Thiên Hành không từ trách mắt, có chút trịnh trọng quan sát một chút lão già này. Chớ nói hắn, liền kiến thức rộng Ma Vương, cũng không khỏi đối với người này sinh một loại kinh ý. Đặc thù thời kỳ, thủ đoạn đặc thù, dưới mắt quang cảnh như vậy, cần mang đến mãnh liệt liệu. Áo tím lão đạo lại mở miệng, nói đạo lý rõ ràng, hắn đã đủ hàm xúc, chỉ nói bái cái đường, nếu thuận tiện lại vào cái động phòng, mới là thật mãnh liệt, muốn tới liền như vậy kích thích. Phía sau một đường, lão đạo không phải đứng đi, là bị lôi chạy. Cuồng Anh Kiệt nhiều khéo hiểu lòng người a, sợ người mệt mỏi, cho người ta đánh cho hồ đồ, lôi một cái chân, đầy tinh không tản bộ, có lẽ là bởi vì tâm tình quá khó chịu, hàng này hạ thủ còn tặc hung ác. Hắn xách ngược tỉnh ta, Ma Vương sờ cằm một cái. Nếu thật bị chút kích động, Liễu Như Tâm làm không tốt thật có thể chuyển biến tốt đẹp. Hắn cũng không phải nói linh tinh, là kinh nghiệm lời tuyên bố, tưởng tượng năm đó, hắn vẫn là đại ma đầu lúc, giết người không chớp mắt, thất thủ giết người yêu nhất, cái kia kích động, thật sự đau lòng, cũng từ ngày đó, hắn mới có thanh minh thần trí, kích động. Có lẽ thật sự có tác dụng. Trái tim, Triệu Bân kêu gọi, đã nhiều khàn khàn. Nhưng Liễu Như Tâm, từ đầu đến cuối cũng không trở về hắn nửa câu. Không biết thứ mấy ngày, nàng mới chậm rãi dừng lại, đứng tại một mảnh sơn lâm. Ngừng là ngừng, nhưng nàng lại như một tòa băng điêu, lập cái kia không nhúc nhích. Đây là thiên hà cổ địa. Triệu Bân vòng liếc mắt nhìn, trên bản đồ là có đánh dấu. Cửu Tiêu Thánh Chủ từng nói, hắn chính là tại cái này gặp được Liễu Như Tâm. Bây giờ, trái tim lại tới đây, sợ không phải có gì ngụ ý. Không suy nghĩ nhiều, hắn lúc này mở thần minh mắt, quan sát càn khôn. Khu cổ địa này sở dĩ mệnh danh thiên hà, là bởi vì cổ địa bên trong có một đầu thiên hà nối ngang đông tây, ngoại trừ con sông này, cổ địa bên trong còn có không ít thế lực môn phái, không thiếu truyền thừa cường đại. Nhưng hắn xem đi xem lại, cũng chưa thấy manh mối, cũng không thấy cha và Lạc Hà cái bóng. Có thể hay không tại hắc động, Chiến Thiên Hành ực một hớp rượu. Triệu Bân tự đứng ngoài thu con mắt, vừa bước vào hắc ám. Hắc động hoàn toàn như trước đây băng lãnh cô quạnh, tĩnh đáng sợ. Tại hắn mong nhìn xem, có một đóa tiên quang tại sâu trong bóng tối giống như ngầm hiện. À không đúng, đây không phải là tiên quang, mà là một mảnh tiên khí tụ thành hải dương. Hắn tìm được tiên hải lúc, đang gặp sóng lớn mãnh liệt. Biển này rất quỷ dị, lại cực điểm ngăn cách người thị lực. Hắn lại khai thần mắt sáng, cực điểm nhìn lén tiên hải càn khôn. Như vậy một nhìn, hắn trông thấy một bóng người xinh đẹp. Đó là Lạc Hà, như giọt nước trong biển cả, ngủ say đáy biển. Nàng vẫn tại trong phủ bụi, ngủ phảng phất một bộ băng mỹ nhân. Triệu Bân kích động lệ nóng doanh tròng, phù phù một tiếng nhảy vào tiên hải. Nhưng, hắn chân trước mới vừa đi vào, chân sau thì thấy tiên hải sóng lớn ngập trời, dù hắn nội tình, đều không đứng vững, cũng không đợi hắn đứng vững, thì thấy một cỗ cô quạnh chi khí bao phủ hắc ám. Sau đó, chính là một hồi khặc khặc cười, âm trầm lại u lãnh. Triệu Bân một bước định thân, mắt thấy trong bóng tối có một đạo bóng người đi ra.
Đó là một cái quái vật, sinh ba đầu sáu tay, toàn thân đều hiện đầy lân phiến. Tên kia rất mạnh, rõ ràng là một tôn bán thần, lại có thần minh khí tức lộ ra. Theo hắn suy nghĩ, cái kia nên một tôn thần táng diệt sau, diễn sinh ra tà linh. Bình thường, bực này tà linh đều có thần minh một chút năng lực, thí dụ như thần minh cấp uy áp. Hắn không để ý tới, cưỡng ép vào đáy biển, đem Lạc Hà thu vào vĩnh hằng giới. Thật là tươi đẹp khí huyết, quái vật u cười, còn liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm. Theo hắn dứt lời, toàn bộ tiên hải đều sóng lớn vạn trượng, thậm chí đem muốn thoát ra Triệu Bân, lại bị cuốn trở về, từng mảnh nhỏ bọt nước, chụp hắn đứng không vững, hơn nữa tiên trong biển, còn cất giấu một cỗ quỷ quyệt chi lực, cực lớn ách chế tiên lực cùng căn nguyên của hắn. Nghĩ như vậy chết, thành toàn ngươi, Triệu Bân một cái chớp mắt chiến lực toàn bộ triển khai. Tùy theo chính là một tiếng vù vù, có một tòa kình thiên cửa lớn từ trong biển kiên quyết ngoi lên mà ra. Tất nhiên là vĩnh hằng chi môn, Triệu Bân không rảnh cùng hàng này dây dưa, ra tay chính là tuyệt đối công phạt. Oanh! Vĩnh hằng quang huy hoàn toàn như trước đây rực rỡ, đụng vỡ tiên sóng biển đào. Bên trên một cái chớp mắt còn tại u cười quái vật, như một vòng kiêng kỵ, hắn là tà linh một loại không giả, nhưng hắn không ngốc a. Mảnh này ánh sáng chói mắt, cuốn lấy một cỗ hủy thiên diệt địa chi lực. Giống! Cùng với một tiếng gào thét, hắn trước người diễn xuất một mảnh như núi khổng lồ tấm chắn. Đáng tiếc, không dễ xử, chờ vĩnh hằng quang huy tới, tấm chắn trong khoảnh khắc nổ tung. Bất quá, tấm chắn khiêng hơn phân nửa tổn thương, còn lại uy thế còn dư, cũng không trọng thương quái vật kia. Phách thiên trảm! Triệu Bân sách kim đao giết ra, trăm trượng đao mang lăng thiên. Quái vật nghiến răng nghiến lợi, vũ động một cây chiến qua va chạm. Bao! Tiếng kim loại va chạm thanh thúy. Còn có một áng lửa nổ ra. Triệu Bân đao mang vỡ vụn, liền hắn đều bị chấn hoành lật ra đi. Quái vật cười dữ tợn, như kiểu quỷ mị hư vô giết tới. Hắn tới xảo, đúng lúc gặp Triệu Bân khai quang minh chi thân. Như mặt trời ánh sáng chói mắt, trong bóng đêm ngạo nghễ nở rộ, lung lay quái vật con mắt, cũng hoảng hắn một mặt phiền muộn, trong cái này quang minh này có thần uẩn, hơn nữa còn là Thái Dương thần thần uẩn, không là bình thường chói mắt, hắn tới quá mau, không để ý chúng chiêu. Triệu Bân cũng tự giác, ầm vang mở thủy tổ hư ảnh. Vẫn là đại la thiên tay, đè quái vật thể phách băng liệt. Tiên tông thủy tổ không bị ràng buộc thiên. Quái vật gầm nhẹ một tiếng, cứng rắn nhô lên đại thủ. Lần này, đổi Triệu Bân cau mày, quái vật này thật kháng đánh a. Gì tình huống? Thân ở ngoại giới chiến thiên hành cùng cuồng anh kiệt, đều ngửa con mắt nhìn Thương Miểu. Vẫn là ma vương ánh mắt dễ dùng, mặc dù vào không được hắc động, nhưng lại có thể nhìn xuyên hắc động. Thần minh diễn sinh ra tà linh, nội tình không là bình thường mạnh, lại lực phòng ngự dị thường kinh người, có thể gánh vác vĩnh hằng chi môn nhất kích còn sừng sững không ngã giả, có thể thấy được căn cơ mạnh bao nhiêu. Đang cùng ai làm trận chiến? Chiến thiên hành thì thào một lời. Nhìn hư vô sấm sét vang dội, liền biết đại chiến ba động không nhỏ. Nói lên đánh nhau, cuồng anh kiệt phá lệ tới tinh thần, hắn là tốt chiến chủ. Lúng túng chính là, hắn không vào được hắc động, hoặc có lẽ là tạm thời không có cái năng lực kia. Chanh! Kiếm minh nổi lên, một vệt thần quang từ thiên ngoại mà đến. Chính là thiên thương thần kiếm, là Triệu Bân triệu hoán cực đạo thần binh. Thần kiếm rực rỡ chói mắt, không nhìn che chắn, nhẹ nhõm vào hắc động. Thấy thần khí, quái vật trong nháy mắt túng không thiếu, chuẩn tiên vương giết không chết hắn, thần khí lại có thể, đó là thần minh diễn sinh, thế nhưng thanh kiếm lại là thần minh chế tạo, xem như một cái cấp bậc. Tới, Triệu Bân phải cực đạo thần binh trợ uy, chiến lực bạo tăng. Trái lại quái vật, khí chàng yếu không ít, thần minh khí tại tán loạn. Triệu Bân cũng mặc kệ cái này cái kia, huy kiếm liền chạm, thần kiếm có thể so sánh hắn vĩnh hằng chi môn dễ dùng nhiều, là một thanh lợi khí, ngay cả thần minh đều có thể chạm, càng không nói đến thần minh diễn sinh ra tà linh. Phốc, phốc, huyết quang đỏ tươi, trong bóng đêm một đạo tiếp một đạo. Từ thần kiếm vào hắc động, chính là quái vật bị một đường bạo trùy, ba cái đầu đã bị chạm thứ hai, sáu đầu cánh tay cũng bị Triệu Bân tháo sạch sẽ. Chỉ còn dư thân thể tàn phế, còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thật thay ngươi lúng túng, ma vương một hồi thổn thức, nhìn xem đều mẹ nó đau. Cũng là thiên thương thần kiếm nể mặt, hôm đó đồ thần sau, thật sự gọi lên liền đến. Như thế, thiên thương lệnh bài cũng là phúc tướng, nếu không có tấm bảng kia, thần kiếm sẽ lý tới Triệu Bân. Ngay cả thần kiếm đều chịu đi qua, đối thủ nên không kém. Chiến thiên hành đạo, kéo ra ngoài một khối đánh A. Cuồng anh kiệt mang theo đao, đặt vậy đến quay lại du. Một người đánh so sánh an toàn,
vừa tỉnh ngủ áo tím lão đạo, vừa nói chuyện lời nói ý vị sâu xa, đừng con mẹ nó đánh đánh, người mẹ nó lại chém người Triệu Bân một đao, cái kia lúng túng bao nhiêu. Đuổi kịp, ma vương giơ lên chân, bởi vì Liễu Như tâm động. Đám người Tề Thu Mâu, ở phía sau lặng lẽ theo đuôi, không biết nhà đầu này muốn đi đâu. Đến nỗi Triệu Bân, tên kia có thần minh mắt, chờ đánh xong, tự sẽ cùng lên đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 95.